Trần Thiên Phàm hỏi một câu, có phải hay không Mặc Hàm muốn đầu tư? Hứa Thuần Lương cười nói, ta đang lo lắng để nàng ném nhiều ít đâu. Hồ Ngọc Xuân cùng Viên Mộc Sinh liếc mắt nhìn nhau, bình thường tới nói đều ước gì người khác đầu tư càng nhiều càng tốt, Hứa Thuần Lương lại nói muốn cân nhắc để người khác ném nhiều ít, làm đến giống như người khác muốn đuổi theo lấy hắn đầu tư đồng dạng. Trần Thiên Phàm nói, nàng liền ở Kinh Thành A, người không hỏi nàng một tiếng. Hứa Thuần Lương nói, không bằng ngươi hỏi A. Trần Thiên Phàm cười nói, không tốt A. Hứa Thuần Lương nói, nàng không phải cho ngươi có chui lên lớp, là ngươi lão sư, ngươi cũng không phải không biết, loại lời này ta trực tiếp hỏi không tốt, ngươi hỏi thích hợp nhất. Trần Thiên Phàm nhẹ gật đầu, vậy ta thật là đánh. Hứa Thuần Lương cười nói, ngươi mở miễn đề, ta còn có thể gạt ngươi sao? Trần Thiên Phàm quả thật cho Mặc Hàm gọi điện thoại, cứ dựa theo Hứa Thuần Lương nói, mở miễn đề. Điện thoại vang lên rất lâu, Mặc Hàm mới tiếp, rõ ràng mang theo không kiên nhẫn, Trần Thiên Phàm, người tìm ta có chuyện. Trần Thiên Phàm nói, Mặc Tổng, không, Mặc Lão Sư, ta nghe nói Xích Đạo vốn liếng dự định tại Đông Châu đầu tư một nhà bệnh viện. Không sai à, nghe Hứa Thuần Lương nói, các ngươi không phải tại uống rượu với nhau à. Trần Thiên Phàm nhìn Hứa Thuần Lương một chút, trong lòng tự nhủ nàng hiểu rất rõ ngươi. Hứa Thuần Lương lắc đầu, ra hiệu hắn đừng nói mình tại. Mặc Hàm cũng không phải thiên lý nhãn, đoán chừng là liền đoán được. Trần Thiên Phàm cũng là lão giang hồ không dễ dàng như vậy vỏ chăn đường, không có, ta buổi chiều ngược lại là gặp hắn, hắn ban đêm cùng bạn gái hẹn với. Phan Tuấn Phong cố nén cười, cái này Trần Thiên Phàm cũng là bạn xấu, xách cái này làm gì? Mặc Hàm nói, Diệp Thanh Nhã. Hứa Thuần Lương nội tâm giật mình, ngọa tào, Mặc Hàm nên không phải tìm người theo dõi mình a. Mình ở Kinh Thành động tĩnh nàng rõ ràng như vậy, nhưng lời này thế nào nói, Diệp Thanh Nhã không phải bạn gái mình, kia là mình chỉ kết nghĩa tỷ, ta cũng không thể loạn điểm uyên ương phổ a. Trần Thiên Phàm nói, ta không rõ ràng, hắn bạn gái quá nhiều, Mặc Tổng, ta hỏi nhiều một câu a, các ngươi dự định đầu tư nhiều ít. Mặc Hàm nói, ngươi có phải hay không nghĩ đầu tư a? Trần Thiên Phàm cười nói, hoàn toàn chính xác có phương diện này ý nghĩ. Mặc Hàm nói, chúng ta tạm định 30 ức, người nghĩ cùng nhau chơi đùa có thể, bất quá thẻ đánh bạc quá ít chúng ta nhưng không chào đón người gia nhập a. Trần Thiên Phàm nói, ta suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Hứa Thuần Lương điện thoại vang lên, con hàng này quên mở yên lặng. Mặc Hàm lạnh nhạt nói, Hứa Thuần Lương, người ở bên cạnh đi, không cần nhìn, ta đánh đưa cho ngươi, cũng chính là hai người các ngươi trí thông minh đáng lo học sinh có thể nghĩ ra thấp như vậy cấp đường lối, nghĩ kéo Trần Thiên Phàm nhập bọn là không là. Phần mỏng đầu tư của chúng ta, giảm bớt chúng ta lực ảnh hưởng. Vẫn là có ý định cho ta chế tạo tâm tình khẩn trương. Tăng cường ta cảm giác nguy cơ. Hứa Thuần Lương nhìn điện thoại di động, cái này điện thoại đáng chết tiếng chuông. Mặc Hàm nói, Trần Thiên Phàm tiền ngươi cũng dám muốn, không sợ bệnh viện tương lai bị niêm phong à. Trần Thiên Phàm khuôn mặt trướng đến cùng gan heo giống như, Mặc Lão Sư, ngươi làm sao nói đâu. Hứa Thuần Lương biết giấu không được, chỉ cần hợp pháp thu nhập làm sao không thể nhận. Trần Thiên Phàm nói, đúng đấy, ta bán bổ rượu còn mất mặt. Mặc Hàm nói, bán bổ rượu không mất mặt, nhưng các ngươi Thiên Phàm tập đoàn làm sao làm giàu người khác không rõ ràng, ta còn không rõ ràng lắm à. Trần Thiên Phàm không dám hướng xuống hàn huyên, Mặc Lão Sư, anh hùng chớ có hỏi xuất xứ, quấy dày. Hắn tranh thủ thời gian cúp điện thoại, vốn định run cái cơ linh, kết quả tự rước lấy nhục. Lại không tắt điện thoại, còn không biết Mặc Hàm sẽ nói cái gì. Hảo hảo một trận rượu trở nên có chút lúng túng. Hứa Thuần Lương không có cảm thấy xấu hổ, lão Trần, nàng cái miệng đó chính là cay nghiệt, người đừng chấp nhặt với nàng. Trần Thiên Phàm nói, không có cách, tài đại khí thô, ta là không dám cùng Xích Đạo vốn liếng cạnh tranh. Hứa Thuần Lương điện thoại lại vang lên, bởi vì vừa mới mở chấn động, cho nên ở trên bàn phát ra tiếng ông ông vang. Tất cả mọi người nhìn qua Hứa Thuần Lương, hiện tại cũng chờ mong Hứa Thuần Lương mở miễn đề cho mọi người nghe một chút, vị này đầu tư 30 ức Mặc Tổng phong cách giống như có chút giã. Hứa Thuần Lương nhìn lướt qua điện báo, không phải Mặc Hàm, là Hạ Hầu Mộc Lan. Hứa Thuần Lương tiếp thông điện thoại. Hạ Hầu Mộc Lan nói chuyện có được hay không? Hứa Thuần Lương nhìn một chút chung quanh. Chính là ngươi đã nói với ta đầu tư bệnh viện sự tình. Đã suy nghĩ kỹ. Hạ Hầu Mộc Lan nói, ta trước tiên có thể xuất ra 1 tỷ. Hứa Thuần Lương nói, tín hiệu không tốt lắm, ngươi lặp lại lần nữa. Con hàng này mở miễn đề,
để bọn hắn nghe một chút, ta không kém đầu tư. Cái này đáng chết lòng hư vinh. Hạ Hầu Mộc Lan nói, ta dự định lấy trước ra 1 tỷ đầu tư các ngươi Tân Y Viện, nhìn kiến thiết tình huống suy nghĩ thêm vào đến tiếp sau đầu tư. Hứa Thuần Lương nói, được, ta mau chóng hướng viện lãnh đạo hồi báo một chút, tóm lại ngươi yên tâm, đầu tư bệnh viện chúng ta ngươi khẳng định sẽ thu hoạch được phong phú hồi báo. Hạ Hầu Mộc Lan thanh âm bỗng nhiên nhỏ, chủ yếu là tin tưởng năng lực của ngươi. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, năng lực của ta khẳng định không có vấn đề. Hạ Hầu Lan rõ ràng có chút xấu hổ, được rồi, không tán gẫu nữa, ta còn có việc, có thời gian ta đi Đông Châu nói chuyện. Nàng ngay tại một chút xíu cải biến, từ bắt đầu vĩnh không gặp gỡ đến tận lực không thấy, lại đến hiện tại có thời gian chỉ thấy, kỳ thật trong lòng đã bắt đầu muốn gặp hắn, không thể không thừa nhận Hứa Thuần Lương đem mình hấp dẫn. Trần Thiên Phàm nghiêng lỗ tai nghe, hắn mặc dù chưa thấy qua Hạ Hầu Mộc Lan, nhưng từ hai người trong lúc nói chuyện với nhau rõ ràng có thể cảm thấy được mập mờ, Hứa Thuần Lương đây cũng là nhận biết lộ nào thần tiên, mở miệng chính là 1 tỷ, nói ra đến cùng đùa giỡn, vẫn chỉ là trước lấy ra, người ta còn sẽ cân nhắc đến tiếp sau đầu tư. Mình 1-2 ức tại Hứa Thuần Lương trong mắt chính là 3 dưa 2 táo. Hứa Thuần Lương bên này phủ lên Hạ Hầu Mộc Lan điện thoại, Hoa Trục Nguyệt điện thoại lại đánh tới. Tất cả mọi người không uống rượu cũng không dùng bữa, tất cả đều ngừng thở chờ lấy hắn gọi điện thoại, tốt nhất có thể lại mở một lần miễn đề, nghe đều kích thích. Đương nhiên không thể không tin, cũng không thể tin hoàn toàn, nói tóm lại hiện tại cảm giác phi thường đặc sắc. Phan Tuấn Phong biết Mộc Lan tập đoàn là thật có tiền, Hạ Hầu Mộc Lan đến cùng nhiều ít thân gia hắn không rõ ràng, nhưng là tục truyền Mộc Lan tập đoàn hàng năm doanh thu siêu chục tỷ, trong nước lớn nhất trung thành thuốc tập đoàn đều cùng Mộc Lan tập đoàn có nghiệp vụ vãng lai. Mấu chốt là Mộc Lan tập đoàn còn không lên thị, người ta không thiếu tiền, căn bản khinh thường tại đưa ra thị trường vòng tiền. Hoa Trục Nguyệt gọi điện thoại tới là hỏi khách sạn an bài thế nào. Hứa Thuần Lương mời tới bên này khách, có người hướng nàng báo cáo. Hứa Thuần Lương biểu thị rất tốt, Hoa Trục Nguyệt đặc địa để hắn tướng điện thoại giao cho Phan Tuấn Phong, nàng tại quan hệ xã hội bên trên rất có một bộ, không phải cho Phan Tuấn Phong mặt mũi, mà là cho Hứa Thuần Lương mặt mũi. Trong điện thoại Hoa Trục Nguyệt cùng Phan Tuấn Phong khách khí một chút, để hắn có gì cần một mực hướng khách sạn đưa ra. Hứa Thuần Lương cố ý tới một câu, Hoa Tổng, chúng ta bây giờ xây bệnh viện cần đầu tư, người có muốn hay không suy tính một chút. Thuận tay đem miễn đề mở ra, đối Hoa Trục Nguyệt hắn có đầy đủ lòng tin. Hoa Trục Nguyệt nói, người làm sao sớm không đề cập với ta, tập đoàn chúng ta thật là có đầu tư lớn khỏe mạnh ý tứ, nếu không chúng ta nhận cái 30% cổ phần. Hứa Thuần Lương nói, kia đến 1 tỷ A. Hoa Trục Nguyệt nói, coi thường chúng ta Tân Tinh tập đoàn, thu mua Vạn Duyệt khách sạn tập đoàn chúng ta chuẩn bị 80 cái ức, cuối cùng 50 ức liền giải quyết vấn đề, như vậy đi, ngươi nếu là cần, 30 ức đều đầu cho các ngươi. Hứa Thuần Lương cười nói, được, ta mau chóng hướng viện lãnh đạo báo cáo. Hoa Trục Nguyệt nói, còn có, ta gần nhất không thể quay về, có gì cần một mực để khách sạn an bài, ngươi tấm thẻ kia tùy tiện soát. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, người nói như vậy dễ dàng để cho người ta hiểu lầm, cùng ta bị ngươi bao nuôi như vậy. Hoa Trục Nguyệt cũng nở nụ cười, mắng, đừng để bằng hữu chê cười, ta cúp trước, không chậm trễ các ngươi uống rượu. Trần Thiên Phàm liền ngón cái đều không cứng nổi, thật muốn quất chính mình một vả tử, cho hắn một cái thổi như bức cơ hội cũng sẽ không lợi dụng, ta mẹ nó phải nói 1-20 ức, người xem người ta nhiều phối hợp, hắn cảm thấy Hứa Thuần Lương tìm một bang mỹ nữ đương nắm. Sự tình thương lượng xong trước, không phải sẽ không xếp hàng gọi điện thoại tới nói chuyện đầu tư. Viên Mộc Sinh lặng lẽ tìm tòi một chút Tân Tinh tập đoàn, lại tìm tòi một chút Vạn Duyệt khách sạn tập đoàn, tìm được Hoa Trục Nguyệt giới thiệu, thật xinh đẹp một nữ, Tân Tinh tập đoàn CEO, chứ danh người đầu tư. Danh hiệu một đống lớn. Viên Mộc Sinh càng ngày càng tin tưởng, liền đêm nay thức ăn này, liền nhìn quen chàng diện hắn đều có chút lưu mỗ mỗ tiến đại quan viên cảm giác. Phan Tuấn Phong lặng lẽ tính toán một cái, xích đạo vốn liếng 30 ức, Mộc Lan tập đoàn trước đầu tư 1 tỷ, Tân Tinh tập đoàn nhận cổ 30%, tạm thời cũng coi như 1 tỷ, số tiền này đều đúng chỗ, nói ít 50 ức, 50 ức kiến thiết một nhà bệnh viện, kia nhất định phải là Đông Châu thứ nhất, không nên tại Bình Hải cũng là số 1 số 2 tồn tại, ngẫm lại đều kích động. Hứa Thuần Lương bưng chén rượu lên, cười tủm tỉm nói, chúng ta mới bệnh viện hạng mục nghĩ đầu tư nhiều lắm, ta hiện tại cũng có chút đáp ứng không xuể. Chúng ta vẫn là uống rượu, không nói nghiệp vụ, rất phiền. Đám người cùng một chỗ nâng chén, Hứa Thuần Lương điện thoại lúc này lại vang lên.
Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn qua Hứa Thuần Lương, Hứa Thuần Lương mình đều không có ý tứ, biệt giới a, đừng lại gọi điện thoại cho ta mẹ nó trang bức đều chứa mệt mỏi. Hứa Thuần Lương nói, cạn chén này. Những người khác chăm miệng một lời, người trước nghe. Quá kích thích, chưa hề không nghĩ tới nghe người khác điện thoại như thế kích thích, một chốc lát này lỗ tai trong mắt đều rót hơn mấy chục ức, ta liền nhìn xem hôm nay có thể phá trăm ức không. Đời ta không kiếm được nhiều tiền như vậy, thậm chí cũng không gặp được nhiều tiền như vậy, ta liền nghe nghe không được a, nghe một chút lại không phạm pháp. Hứa Thuần Lương đêm nay làm chủ, đành phải tôn trọng khách nhân ý kiến, nhìn lướt qua màn hình điện thoại di động, lần này gọi điện thoại tới là Bạch Lan, trong lòng thầm nghĩ, không có ý tứ, để khách nhân thất vọng, Bạch Lan cùng Nhạc Tinh tập đoàn quan hệ mật thiết, Nhạc Tinh tập đoàn cùng bọn hắn bệnh viện là mặt đối lập, kém chút không có đem bọn hắn kiến thiết mới bệnh viện cánh đồng cướp đi. Lần này cùng đầu tư không quan hệ. Hứa Thuần Lương tiếp thông điện thoại, Bạch tiểu thư, lúc này gọi điện thoại đến có cái gì chỉ giáo a? Vì thỏa mãn chung quanh mấy vị lòng hiếu kỳ, từ mở đầu liền mở ra miễn đề. Bạch Lan cười nói, ngươi còn ở tại lúc đầu gian phòng sao? Hứa Thuần Lương mộng bức, ách, ta ở kinh thành đâu? Bạch Lan nói, ta biết, tinh thần tử cửa hàng sao, lần trước chúng ta ở cùng nhau qua địa phương. Trần Thiên Phàm cố nén cười. Lật xe, thật không phải chúng ta muốn nghe, là tiểu tử ngươi quá nhẹ nhàng, chủ động đem tư nhân điện thoại mở miễn đề, lần này lúng túng. Bất quá hắn cũng bội phục, khó trách lần trước Bạch Lan ký bán hắn tích cực như vậy, tình cảm quan hệ đều đến mức độ này, con hàng này không một tiếng động thật là dám làm a. Hứa Thuần Lương nói, Bạch tiểu thư, người tiếng Trung Quốc nói đến không chính cống, dễ dàng gây nên hiểu lầm, ta chung quanh còn có mấy cái bằng hữu đâu. Bạch Lan nói, ngươi liền thích hợp nghe đi, ta không quen nói dối. Tìm ngươi không có chuyện đặc biệt, ta thụ lý Xương Hách tiên sinh ủy thác, hắn có ý hướng đầu tư các ngươi Tân Y Viện. Hứa Thuần Lương không khỏi đắc ý nhìn qua mấy vị khách nhân, nghe được không, tiền lại tới. Mấy người vốn cho là có thể nghe một đoạn mập mờ tình hình, kết quả lại trở lại đầu tư bệnh viện sự tình bên trên, đêm nay dùng tài vận hanh thông để hình dung con hàng này đều còn thiếu rất nhiều. Phan Tuấn Phong biết là thật. Bạch Lan hắn gặp qua, ban sơ chính là cùng Nhạc Tinh tập đoàn mấy người cùng một chỗ tới khảo sát, nhìn kia khí chàng cũng không phải bình thường người. Hứa Thuần Lương nói, tiết lộ một chút, các ngươi dự định đầu tư nhiều ít. Bạch Lan nói, các ngươi 100 mẫu đất, nói ít cũng muốn 5.000 ức. Mấy vị khách nhân miệng đồng thời mở ra, mỗi cái đều có thể nhét vào một cái đại hào trứng vịt, cái này mẹ nó nếu không phải thổi như bức ta đem trước mặt hai đầu đường tâm bảo một ngụm cho nuốt vào. Hứa Thuần Lương nói, hàn tệ. Trần Thiên Phàm phản ứng đầu tiên là, coi như người ta thổi như bức ngươi cũng không thể mắng chửi người đi, huống chi người ta là vị khí chất yêu nhã nổi danh mỹ nữ tác gia, tố chất, chú ý tố chất. Nhìn thấy những người khác bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, hắn mới hiểu được, 5.000 ức là hàn tệ, cái đồ chơi này chính là nghe dọa người, ngoại trừ minh tệ liền đếm nó. Mấy người đồng thời móc ra điện thoại, yên lặng dùng tỷ suất hối đoái máy kế toán tính toán một cái. 25 ức tả hữu cũng không ít. Bạch Lan cười nói, nếu như hợp tác vui vẻ, 100 tỷ hàn tệ cũng không là vấn đề. Viên Mộc Sinh cùng Hồ Ngọc Xuân nhìn nhau, đều biết đối phương đang suy nghĩ gì, nhất chục tỷ miệng đầu tư hạn mức đêm nay cao thấp cho phá, nếu như đây hết thảy đều là thật, cái này Hứa Thuần Lương cũng quá lợi hại, một bữa cơm không ăn xong, các phương cướp cho hắn đầu tư, bất quá ngoại trừ Trần Thiên Phàm bên ngoài, cái khác giống như đều là nữ. Phan Tuấn Phong hiện tại chỉ còn lại chịu phục, nếu như số tiền này đều có thể chứng thực, Tân Y Viện hai kỳ công trình kiến thiết không thành vấn đề, căn bản cũng không muốn cân nhắc đầu tư vấn đề, chỉ muốn cân nhắc để ai đến đầu tư vấn đề. Hứa Thuần Lương đối diện đại gia nhiều tiền không có chút nào khách khí, ngươi chớ cùng ta vòng vo, tại chúng ta chỗ này chỉ nhận người dân tệ. Bạch Lan nói, dù sao tiền không là vấn đề. Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm nhìn chung quanh một chút mọi người. Sau đó dùng cực kỳ bình thản ngữ khí cự tuyệt nàng, vậy ngươi giúp ta trả lời hắn nhóm, chúng ta không có cân nhắc sử dụng đầu tư bên ngoài. Phan Tuấn Phong nghe đều có chút nóng nảy, đừng nóng vội a, đừng vội cự tuyệt, nghe nghe điều kiện của người ta cũng tốt. Hứa Thuần Lương cúp điện thoại, bưng lên chén rượu kia nói, đến, cạn ly. Hoàng Công Hiền nói, uống rượu, uống rượu. Mấy người cộng đồng cạn ly rượu này, Viên Mộc Sinh nói, Tuấn Phong. Thật hâm mộ người có tiểu Hứa dạng này trợ thủ đắc lực. Phan Tuấn Phong nói, ở đơn vị chúng ta là quan hệ đồng nghiệp, ở bên ngoài ta đem Thuần Lương làm huynh đệ nhìn. Hắn câu nói này liền biểu lộ ra đối Hứa Thuần Lương thật sâu tán thành,
kỳ thật Phan Tuấn Phong tại Hứa Thuần Lương thuận lợi giải quyết Tân Y Viện cánh đồng về sau liền đã ý thức được cùng Hứa Thuần Lương tốt quan hệ tầm quan trọng. Lấy Hứa Thuần Lương năng lực, nho nhỏ bệnh truyền nhiễm viện căn bản gánh chịu không được hắn, Hứa Thuần Lương sở dĩ nguyện ý lưu lại, là bởi vì mới bệnh viện tương lai khả năng, cho hắn nhất định thi triển không gian. Hứa Thuần Lương hướng Viên Mộc Sinh nói, Viên chủ nhiệm, chúng ta cũng có cơ hội hợp tác, Tân Y Viện sẽ kiến thiết hạng nhất não ngoại khoa trung tâm, người cùng Phan Viện quan hệ tốt như vậy, nhất định phải giúp chúng ta ra thêm chút sức a. Viên Mộc Sinh cười nói, được, cần ta địa phương một mực chào hỏi, tại phạm vi năng lực của ta bên trong, ta toàn lực hỗ trợ. Phan Tuấn Phong có chút cảm động bưng lên phân đồ uống rượu nói, đêm nay tiểu Hứa đem tất cả tập hợp một chỗ, ta tâm tình có chút cảm động, vì biểu thành ý, ta lĩnh một bình. Tại mọi người cùng kêu lên lớn tiếng khen hay bên trong, Phan Tuấn Phong tướng tràn đầy một bầu rượu uống xong, hắn để mọi người tùy ý, Đông Châu người uống rượu chính là như vậy, cảm xúc đi lên, người cản đều ngăn không được. Hoàng Công Hiền cảm khái nói, đều nói Đông Châu rượu gió hào sảng, ta đêm nay xem như thấy được. Hứa Thuần Lương nói, Lão Trần còn không có phát huy, chúng ta bên trong Lão Trần mới là có thể nhất uống. Trần Thiên Phàm cười nói, ngươi đừng đem ta hướng phía trước đẩy a, ta không phải Đông Châu, ta đoán chừng uống bất quá ngươi. Hắn tửu lượng mặc dù lớn, nhưng là hắn cùng Hứa Thuần Lương uống nhiều như vậy lần rượu chưa từng gặp Hứa Thuần Lương say quá. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, vậy được, đã chúng ta Phan Viện đều dẫn đầu, ta cái này đương bộ hạ nhất định phải có chỗ biểu thị, ta cũng lĩnh một bình. Mọi người đừng sợ, tốt hơn theo ý, là chủ nhiệm, viên chủ đảm nhiệm, về sau chúng ta mới bệnh viện khối u khoa cùng não ngoại khoa liền xin nhờ hai vị, Hoàng tiên sinh, trung y phương diện người đến đại lực ủng hộ a. Hoàng Công Hiền khiêm tốn nói, Đông Châu có Hứa lão tiên sinh, ta cũng không dám múa dìu qua mắt thợ. Trần Thiên Phàm nói, ta đem lời nói mới rồi thu hồi, ta bớt thời gian đi khảo sát, nhìn xem phải chăng có cơ hội hợp tác. Hứa Thuần Lương cũng làm một bình. Đám người tiếng hoan hô như sấm động, mỗi lần nhìn người khác lĩnh rượu đều là vui vẻ, nhất là những người khác uống rượu tùy ý thời điểm. Đêm đó đám người thừa hứng mà đến tận hứng mà về. Hứa Thuần Lương tướng mọi người đưa đến cửa tửu điếm, Trần Thiên Phàm an bài lái xe đem tất cả mọi người cho đưa trở về. Hứa Thuần Lương đưa mắt nhìn ô tô rời đi, lúc này mới xoay người lại. Vừa xoay người, liền thấy thân mặc váy dài màu đỏ Bạch Lan đứng tại cửa xoay mặt khác một bên nhìn lấy mình. Hứa Thuần Lương không có lập tức chuyển động bước chân, cuối cùng vẫn Bạch Lan từ trong tửu điếm đi ra, váy đỏ như lửa, mái tóc đen suôn dài như thác nước, trong bóng đêm đẹp đến mức không gì sánh được. Hứa Thuần Lương luôn cảm thấy nàng đêm nay ăn mặc xinh đẹp như vậy chính là vì câu dẫn mình mà đến, vị mỹ nữ kia tác ra chỉ là nàng bao bên ngoài chứa thôi. Thân phận thật sự hẳn là một cái người săn đuổi, nàng muốn con mồi chính là mình. Cấp cao thợ săn bình thường lấy con mồi hình thức xuất hiện. Bạch Lan tỉ mỉ cách ăn mặc chính là nghĩ lay động mình đi săn chi tâm. Hứa Thuần Lương trong lòng cười thầm, cho là mình dễ dàng như vậy rơi vào nàng cái bẫy. Bạch Lan chiêu số tại bán đảo khả năng có tác dụng, nhưng là đi vào đất rộng của nhiều đại Trung Hoa nhưng không thích hợp. Hứa Thuần Lương nói, chúng ta không tính là ngẫu nhiên gặp đi. Bạch Lan cười nói, ta cũng là ngẫu nhiên biết ngươi đi vào kinh thành, chúng ta không hẹn mà cùng lựa chọn quán rượu này, xem ra chúng ta đều là nhớ tình bạn cũ người. Hứa Thuần Lương nói, người nếu là nghĩ như vậy ta cũng không có cách, cách ăn mặc xinh đẹp như vậy, lại muộn như vậy ra ngoài, đừng nói với ta ngươi chênh lệch ngược lại không đến. Bạch Lan nói, không có ý định đi xa, chính là nghĩ tại khách sạn trong hoa viên đi dạo, có thời gian không? Ta mời ngươi uống rượu. Hứa Thuần Lương nói, nên không phải cho ta bên trên mỹ nhân kế a. Bạch Lan nở nụ cười, bên cạnh ngươi không thiếu mỹ nữ, cho nên chiêu này đối ngươi vô dụng, ngươi yên tâm đi. Ta đối với ngươi không có mưu đồ, vừa rồi gọi điện thoại cho ngươi cũng là đi ngang qua sân khấu, ta biết ngươi khẳng định sẽ cự tuyệt. Hứa Thuần Lương nói, biết ta sẽ cự tuyệt ngươi còn đánh. Bạch Lan thở dài nói, không có cách, người ta tìm ta tổng không tiện cự tuyệt, nhưng là ta tìm ngươi đã nói liền xem như hoàn thành nhiệm vụ, thành hay không ta đều không thèm để ý. Hứa Thuần Lương cười nói, Nhạc Tinh đối mảnh đất kia thật đúng là chấp nhất, một kế không thành lại sinh một kế. Ngươi giúp ta trả lời hắn nhóm, vẫn là tận sớm dẹp ý niệm này đi, có bậc thang liền xuống, đừng làm đến cuối cùng càng khó coi hơn. Bạch Lan mỉm cười cười nói, không liên quan gì đến ta, Hứa Thuần Lương, ta còn chưa ăn cơm. Vậy ngươi không nói sớm, ta bữa tiệc vừa kết thúc, vừa rồi trong điện thoại nói, ta gọi ngươi qua đây cùng nhau ăn cơm.
Bạch Lan nói, hiện tại mời cũng không muộn. Hứa Thuần Lương nói, ta thực sự ăn không vô, muốn không phải là ngày khác đi. Bạch Lan nói, ngày khác không bằng xung đột, là ngươi mời ta, không có để ngươi ăn, phía trước có nhà gà rán không tệ, ta thuận tiện hàn huyên với ngươi trò chuyện Nhạc Tinh bên kia thái độ. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, người ta đem lời đều nói đến phân thượng này, hắn tổng không tốt lại cự tuyệt, lại nói hắn đối Nhạc Tinh tập đoàn cũng có chút hứng thú. Hứa Thuần Lương ngắm Bạch Lan một chút, Bạch Lan hai tay rất tự nhiên đem hai tay vác tại đằng sau, tư thế như vậy để bộ ngực của nàng có cái trước đỉnh xu thế, rất tâm cơ đột xuất. Hứa Thuần Lương nói, dài cái. Bạch Lan nở nụ cười, nàng mang giày cao gót, tính cả gót giày 7cm độ cao, đã cũng nhanh đuổi ngang Hứa Thuần Lương thân cao. Hứa Thuần Lương cho rằng mặc dạng này giày khẳng định là sẽ không đi xa, quả nhiên đi không đến 300m đã đến nàng nói tới gà rán cửa hàng. Nhìn thấy hộp đèn bên trên hàn văn, Hứa Thuần Lương liền có chút buồn bực, thực sự không nghĩ ra những này thấp kỹ thuật hàm lượng thực phẩm làm sao ở trong nước mở ra thị trường. Bạch Lan nói, nhà này gà rán cửa hàng rất chính tông, là bán đảo người mở, kiểu hàn gà rán rất thụ các ngươi tôn sùng. Hứa Thuần Lương nói, chúng ta là khách khí, gà đều nhóm thuần hóa. Vì cái gì không thừa nhận người khác ưu điểm, chúng ta gà rán tại toàn thế giới đều được hưởng nổi danh. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, các ngươi lợi hại, các ngươi bên kia làm gà lợi hại nhất. Bạch Lan trừng mắt liếc hắn một cái, đừng cho là mình nghe không ra hắn nói bóng gió. Hai người tiến vào gà rán cửa hàng, vô luận Hứa Thuần Lương đáy lòng thấy thế nào, người ta buôn bán xác thực nóng nảy, đã trễ thế như vậy thế mà còn đầy ngập khách, Hứa Thuần Lương đề nghị đi bên cạnh ăn nước luộc. Bạch Lan khăng khăng muốn ở chỗ này ăn, cuối cùng chủ tiệm xem ở Bạch Lan là bán đảo đồng hương phân thượng, ở bên ngoài lâm thời cho chi cái bàn nhỏ. Bạch Lan đem menu đưa cho Hứa Thuần Lương, Hứa Thuần Lương khoát tay áo, biểu thị mình không cần nhìn, nhắm mắt lại đều biết cái nào mấy món ăn. Bạch Lan làm chủ giúp hắn điểm, cười nói, gà rán cùng bia xứng nhất. Hứa Thuần Lương nói, gà rán cùng Mao Đài càng phối. Bạch Lan nói, người người này điển hình đại quốc chủ nghĩa xô vanh. Hứa Thuần Lương nói, đừng cho ta chụp mũ a, bia liền bia thôi, ta mời. Bạch Lan nói, đêm nay để ngươi mở mang kiến thức một chút rượu của chúng ta văn hóa. Nàng kêu đánh bia, một bình rượu trắng, bắt đầu pha rượu. Hứa Thuần Lương có chút hăng hái mà nhìn xem, cũng không có gì đặc biệt, không phải liền là bom nổ dưới nước nha. Ngược lại một ly bia, sau đó ngược lại một chén nhỏ rượu trắng, hướng bia trong chén trầm xuống. Bồi tiếp Bạch Lan cạn một chén, gà rán đưa ra, gặm miệng chân gà không phải cái gì vô thượng mỹ vị thế nhưng chưa nói tới khó ăn. Dùng để nhắm rượu vẫn là có thể. Bạch Lan nói, tại Trung Quốc, đa số người tại một cái trong tiệm cơm uống cực kỳ lâu, uống xong liền kết thúc, tại quốc gia chúng ta uống rượu cũng không phải là uống một bữa liền kết thúc, còn có hai trận, ba trận. Thẳng đến uống đủ uống mệt mỏi mới về nhà. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ chúng ta cũng có hai trận ba trận, hắn cười nói, có suy nghĩ hay không qua các ngươi cồn độ quá thấp, cho nên nhất định phải dùng thời gian tích lũy cồn hàm lượng. Bạch Lan nói, liền nói đi, trong lòng ngươi các ngươi đại quốc cái gì đều là tốt nhất, chúng ta văn hóa đều không phải là chủ lưu, cái gì đều là các ngươi truyền tới. Hứa Thuần Lương nói, tiếp lấy trò chuyện, chúng ta không làm vực phân tranh. Nhưng trong lòng nghĩ đây không phải là sự thật sao? Bạch Lan nói cho Hứa Thuần Lương, tại bán đảo uống rượu trường hợp cũng là có chút điểm giảng cứu. Trận đầu càng muốn lựa chọn đang nướng thịt cửa hàng, tấm sắt gà các loại này tốt nhét đầy cái bao tử tiệm cơm. Bọn hắn uống rượu nguyên tắc là vừa mở bắt đầu nhất định phải nhét đầy cái bao tử, dạng này mới có thể uống càng nhiều rượu. Trận thứ hai vì uống bia hoặc gia vị rượu, có rất nhiều tiệm cơm phi thường có không khí cảm giác, tiếng âm nhạc rất lớn, ánh đèn rất xinh đẹp, chủ yếu bán gà rán, cọng khoai tây, cá mực vòng loại hình quà vặt, đây chính là tiêu chuẩn hai trận quán ba. Uống đến trận thứ ba, có người nghĩ phải kết thúc, liền sẽ đi quán cà phê đến điểm băng kiểu Mỹ tỉnh rượu. Còn có một bộ phận người nguyện ý đi cùng hai trận rất tương tự trong tiệm uống chút gia vị rượu, đại bộ phận tình huống là nhiều nhất uống xong ba trận liền kết thúc. Hứa Thuần Lương cho rằng bán đảo uống rượu thói quen cũng kém không nhiều, Bạch Lan nói nhiều như vậy, kỳ thật một câu thơ cổ liền khái quát, rượu gặp chi kỷ ngàn chén ít. Lão bản đặc địa đưa lên mấy đĩa kiểu hàn đồ chua, Hứa Thuần Lương cảm giác bên này đồ chua kém xa Hàn Thượng Uyển Kim Tín Huệ làm được chính tông. Muốn nói hắn đối hàn bữa ăn ấn tượng tốt nhất một cửa tiệm chính là chỗ đó. Hứa Thuần Lương nói, bán đảo người ở kinh thành mở nhà hàng không ít a. Bạch Lan nói,
vô luận ngươi là có hay không thừa nhận, Kiều Hàn xử lý tại trên thế giới tán thành trình độ đã vượt qua các ngươi Trung Hoa xử lý, cái này cùng chúng ta hộ chiếu miễn ký nước đạo lý giống nhau. Hứa Thuần Lương nói, đều nói xong không làm phương diện này tranh luận, ngươi lại bắt đầu dẫn chiến, được, các ngươi toàn vũ trụ hàng ngũ nhứ nhất đi. Bạch Lan nói, trong lòng ngươi chính là không tán đồng chứ sao. Hứa Thuần Lương nói, ngươi cũng coi như nửa cái Trung Quốc thông, chính ngươi sờ sờ lương tâm, liền nấu nướng khối này các ngươi làm sao cùng chúng ta so a? Sở dĩ các ngươi xử lý dễ dàng phổ cập, là bởi vì hiếu học tốt làm, cánh cửa quá thấp, Nhật Liêu cũng giống như vậy, chúng ta Trung Quốc đồ ăn nhiều ít chồng a. Ta có thể không nói khoa trương chút nào, ngươi dừng lại đổi một cái đồ ăn, đến ngươi lão chết đều ăn không hết. Bạch Lan nói, nguyền rủa ta à? Liền ngươi cái này sức hiểu biết, thật không rõ ngươi làm sao lên làm tác gia, ta nói các ngươi người bên kia não mạch kín có phải hay không đều như vậy a? Ta hai ngày trước nhìn đổi mới hoàn toàn nghe. Chúng ta Trung Quốc có mãn hán toàn tịch, các ngươi cũng tô lại hồ lô họa bầu làm cái mãn hán toàn tịch, hơn phân nửa đều là đồ chua, còn mẹ nó kêu gào muốn thân di, ta là thật náo không rõ, các ngươi là có mãn tộc người hay là có hán tộc người. Vẫn là các ngươi bán đảo người sâu trong đáy lòng căn bản liền cho rằng là chúng ta Trung Hoa tử tôn. Bạch Lan đều có chút ngượng ngùng, chuyện này không phải Hứa Thuần Lương nói hưu nói vượt, đích thật là thật, việc này vẫn là bọn hắn quốc gia du lịch phát triển cục náo ra tới. Nói là cung đình xử lý mãn hán toàn tịch, cũng khó trách Hứa Thuần Lương trò cười bọn hắn. Bạch Lan nói, quốc gia nào đều có loại này tương đối quan lại người, không làm khảo chứng liền lung tung phát biểu ý kiến, các người trong nước không phải càng nhiều, ngồi không ăn bám người chỗ nào cũng có. Hứa Thuần Lương nói, liền xông lời này của ngươi liền đủ câu. Bạch Lan nói, nhìn xem, nói người khác liền lẽ thẳng khí hùng, nói chuyện đến chính mình vấn đề lập tức liền né tránh trốn tránh. Đây chính là quốc gia các ngươi đặc sắc. Hứa Thuần Lương nói, còn có thể hay không hảo hảo tán gẫu, không có hai câu liền lên tới chính trị phương diện bên trên, nói thật, các ngươi điểm này địa phương thật không có cái gì trò chuyện đâu. Bạch Lan nói, ghét nhất ngươi một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, ngươi có phải hay không đánh trong lòng xem thường ta? Hứa Thuần Lương nói, ta nhưng không có a, ta có tư cách gì xem thường một cái đại tác gia? Bạch Lan nói, ta không phải cái gì đại tác gia. Ta chính là cái văn tự hành nghề người. Hứa Thuần Lương cười nói, ta bên này gọi văn tự công nhân bốc vác, giống ngươi xinh đẹp như vậy văn tự công nhân bốc vác thật đúng là không nhiều. Bạch Lan tinh mâu nửa thư, ngươi cảm thấy ta xinh đẹp. Hứa Thuần Lương đánh giá nàng, thấy rất cẩn thận, câu hỏi không nên hỏi, ngươi mặt chỉnh không có. Bạch Lan nói, ngươi cảm thấy thế nào? Hứa Thuần Lương nói, giống như không động tới, bất quá ngươi cái này mũi lại thẳng lại rất. Cảm giác có chút không chân thực. Bạch Lan lao về đằng trước góp, ngươi sờ sờ. Hứa Thuần Lương nói, không thích hợp đi. Bạch Lan nói, không có gì không thích hợp, chứng minh một chút. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ câu dẫn ta, ta mẹ nó cái gì chàng diện chưa thấy qua, còn không dám sờ sao thế. Thế là đưa tay tại Bạch Lan trên mũi nhéo nhéo, rất cẩn thận hỏi một câu, sẽ không bóp xấu à? Bạch Lan nói, nguyên trang bóp không xấu. Hứa Thuần Lương nhéo nhéo cái mũi của nàng, tiện thể sờ soạng sờ mặt nàng, bờ môi, cằm, cũng không phải thừa cơ chiếm tiện nghi, kỳ thật hắn cũng có chút hiếu kỳ, bọn hắn chỗ kia nguyên trang mỹ nữ so trong nước hiện có gấu trúc lớn đều ít, Bạch Lan dáng dấp lại phi thường tinh xảo, xương tướng rất đẹp, gương mặt này rất khó chọn mắc lỗi. Hứa Thuần Lương sờ xong đem lấy tay về, người mặt hẳn là không động đậy. Ánh mắt rời xuống rơi vào Bạch Lan bộ ngực bên trên. Bạch Lan từ trong ánh mắt của hắn lập tức lĩnh ngộ hắn ý tứ, hai mắt lạnh lùng nhìn qua hắn, không được nhúc nhích ý đồ xấu. Hứa Thuần Lương nói, người suy nghĩ nhiều, người cho rằng, thân hình của ngươi cũng không hoàn mỹ lắm, dựa theo tỷ lệ tới nói, nơi này lại ít đi một chút. Hắn tại trên lồng ngực của mình khoa tay. Bạch Lan ít nhiều có chút phiền muộn, đương một cái nam nhân không chút kiêng kỵ cùng với nàng đàm luận những vấn đề này thời điểm, liền chứng minh hắn đối hứng thú của mình không lớn. Từ một cái khác bên cạnh cho thấy mình đối với hắn lực hấp dẫn không đủ. Bưng chén rượu lên cùng hắn đụng một cái, quá lớn ta ngại vướng víu, đúng, người thích Tô Tình kia chủng loại hình đi. Nàng cùng Tô Tình kết duyên vẫn là lần trước tại Trường Hưng đồng loạt ra tay giúp Hứa Thuần Lương đánh người, kết quả là càng giúp càng loạn. Hứa Thuần Lương sau đó phân tích qua chuyện này, Tô Tình khẳng định là toàn tâm toàn ý vì mình, về phần cái này Bạch Lan là cái thêm phiền, nàng ngay lúc đó ý nghĩ hẳn là lửa cháy đổ thêm dầu. Dù sao cái này cao ly cô nàng đối với mình không có nhiều ít thiện ý. Hứa Thuần Lương nói, người không nói ta đều quên,
lần trước tại Trường Hưng bệnh viện giúp ta ra mặt, ta còn không có cảm ơn ngươi. Đừng cảm ơn ta, ngươi không trách ta cho ngươi gây phiền toái, ta liền cảm ơn trời đất. Nàng lại cho Hứa Thuần Lương rót một chén. Hứa Thuần Lương bưng lên đến uống một hớp nói, ngươi cùng Nhạc Tinh đến cùng quan hệ thế nào? Bạch Lan nói, ta không phải đã nói với ngươi nha, ta khi còn bé gia cảnh bần hàn, phụ mẫu đều mất, là tại Lý Bình Tinh tiên sinh giúp đỡ hạ hoàn thành việc học, có thể nói, không có hắn sẽ không có ngày nay ta. Hứa Thuần Lương nói, cho nên ngươi dự định giúp bọn hắn nhà viết sách lập truyền làm cảm tạ. Bạch Lan nói, cũng không đơn thuần là vì cảm tạ. Lý Bình Tinh tiên sinh gia tộc phấn đấu sự bản thân liền có tương đương sắc thái truyền kỳ, ta cảm thấy hứng thú vô cùng. Hứa Thuần Lương nói, ngươi tin tưởng gen sao? Bạch Lan không biết hắn vì cái gì đột nhiên đưa ra một vấn đề như vậy, nghĩ nghĩ mới nhẹ gật đầu. Hứa Thuần Lương nói, rồng sinh rồng phượng sinh phượng, chuột sinh mà sẽ đào động. Liền ta tiếp xúc đến mấy vị kia Lý gia tử tôn đến xem, bọn hắn gia tộc này phấn đấu sự chỉ sợ cũng không nhất định có thể làm lộ ra. Bạch Lan nói, lời này của ngươi nếu để cho người của Lý gia nghe được khẳng định sẽ cho ngươi phát luật sư văn kiện. Hứa Thuần Lương nói, trên thế giới này họ Lý nhiều hơn. Bạch Lan nở nụ cười, nàng đối Hứa Thuần Lương láu cá cũng có sự hiểu biết nhất định. Hứa Thuần Lương nói, chúng ta Đông Châu Viện Bảo tàng cũng cho ngươi cung cấp không ít năm đó tư liệu lịch sử, Lý Phác Nguyên năm đó sở dĩ bị xử bắn, không phải hắn trợ giúp thợ mỏ, mà là bởi vì hắn đưa đến một trận quáng nạn. Bạch Lan nói, người hiểu rõ đến lịch sử chưa chắc là chân thực, chân chính dẫn đến quáng nạn phát sinh người là Nghê Hồng người, bọn hắn tướng trách nhiệm giao cho Lý Lão tiên sinh, người cũng hẳn phải biết, lúc ấy Trung Hàn hai nước đều là người bị hại. Hứa Thuần Lương nói, người làm sao không suy nghĩ, vì cái gì Lý Phác Nguyên đám người kia phải chạy đến quốc gia chúng ta thụ hại. Có tư liệu lịch sử chứng minh, bọn hắn đám người này chính là quỷ tử đồng lõa, người liền chớ vội tẩy. Sự thật lịch sử còn tại đó, người căn bản tẩy không sạch sẽ. Bạch Lan nói, ta sẽ tìm ra chứng cứ. Hứa Thuần Lương nói, ngươi chỉ cần không phát minh chứng cứ liền tốt, liền nói mời ngươi viết gia tộc truyện ký vị kia Lý Bình Tinh, lúc trước nếu như không có Thanh Sơn mỏ lão bách tính bảo hộ, hắn cũng làm cho quỷ tử cho gõ, nếu là hắn chết, liền không có hôm nay Nhạc Tinh. Bạch Lan nói, Lý tiên sinh chưa hề phủ nhận qua chuyện này, hắn một mực cảm ơn Thanh Sơn mỏ lão bách tính. Cho nên mới sẽ đầu tư Trung Hàn sản nghiệp vườn. Hứa Thuần Lương khinh thường nói, dẹp đi đi, hắn đầu tư là vì kiếm tiền, nếu như hắn không ràng buộc hiến cho một số tiền lớn cho già khu mỏ Quảng ta còn liền tin tưởng, nhưng hắn làm chuyện gì? Còn không chút đây, vừa muốn đem bọn ta mới bệnh viện cánh đồng cướp đi, nghe nói muốn ở nơi đó cho hắn cha tu tượng đồng, đây là cảm ơn. Bạch Lan nói, ta phát hiện người này đặc biệt cố chấp, một khi đối với người khác có thành kiến. Rất khó công bằng công chính nhìn vấn đề. Hứa Thuần Lương nói, Bạch Lan, chúng ta vẫn là đừng nghiên cứu thảo luận những vấn đề này, nghiêm chỉnh mà nói, người mục đích chẳng lẽ đơn thuần chính là vì viết một quyển sách. Bạch Lan một tay nắm lấy chén rượu, một tay nâng gương mặt xinh đẹp, nhìn qua Hứa Thuần Lương nói, ngươi để cho ta nói thật không? Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, nói, ta đối với ngươi có hứng thú. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, phương diện kia. Bạch Lan nói, ta cảm thấy người này đặc biệt thần bí, trên người có sợi không nói được mị lực, cho nên ta nghĩ xâm nhập hiểu rõ ngươi. Hứa Thuần Lương nói, ngươi không sợ đem chính mình cho rơi vào đi. Bạch Lan lắc đầu nói, không sợ, ta trải qua quá nhiều đáng sợ sự tình, hiện tại đã không có gì phải sợ. Hứa Thuần Lương nói, đáng tiếc a, ta đối với ngươi không có hứng thú gì. Bạch Lan nói, không sao, ngươi có thể đem ta xem như bằng hữu. Hay là ngươi một cái bánh phở? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bạch Lan nói, đừng suy nghĩ nhiều, ta cũng không phải yêu ngươi, ngươi có thể đem ta xem như bằng hữu, hay là ngươi một cái bánh phở? Hứa Thuần Lương nở nụ cười, Bạch Lan, ta không hiểu rõ ngươi, cũng không có hứng thú giải ngươi, ta cũng không cần thiết cùng ngươi vòng vo, ngươi tiếp cận ta khẳng định là có động cơ, ta cho ngươi cái đề nghị. Giữa chúng ta tốt nhất vẫn là bảo trì thích hợp khoảng cách, quá gần ta sợ làm bị thương ngươi. Bạch Lan mỉm cười nói, ta so đa số nữ nhân đều phải hiểu được bảo vệ mình, cho nên điểm này ngươi không cần lo lắng, coi như thật đả thương ta cũng sẽ không trách ngươi. Hứa Thuần Lương nói, ngay từ đầu ngươi ta quen biết chính là một trận bố trí tỉ mỉ cục, quá tâm cơ nữ nhân ta không thích. Bạch Lan nói, lúc ấy loại tình huống kia, chính ta hoàn toàn có thể nhẹ nhõm ứng phó, ta không có để ngươi ra tay giúp đỡ. Là chính ngươi nhất định phải đứng ra làm anh hùng, người này luôn luôn bản thân cảm giác tốt đẹp,
ngươi liền cái này a xác định, ta bố cục là vì ngươi mà không phải những người khác. Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm nói, xem ra là ta xúc động. Nàng cùng Hứa Thuần Lương đụng một cái chén rượu, sau đó uống một hơi cạn sạch, nói đến tâm cơ, ngươi cũng không kém, tại Đông Châu từ thiện quyên tiền hoạt động bên trên, ngươi cố ý khích giận Lý Huyền Bân. Trung Hàn sản nghiệp vườn ngụ lại khu mỏ quặng sự tình sinh ra phong ba lớn như vậy, phía sau cũng không thiếu được ngươi châm ngòi thổi gió. Hứa Thuần Lương uống nửa chén liền muốn buông xuống, Bạch Lan mắt lom lom nhìn qua hắn, chỉ vào hắn còn lại nửa chén rượu, có phải là nam nhân hay không? Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ còn cùng ta so tài, hắn nhẹ gật đầu, uống vào. Bạch Lan đem lão bản gọi đi qua, trắng nõn ngón tay dài nhọn làm thủ thế, lão bản lập tức minh bạch, không bao lâu lại đưa đánh bia hai bình rượu trắng đến đây. Hứa Thuần Lương hảo tâm nhắc nhở nàng một câu, uống ít một chút, cái đồ chơi này đi thận. Bạch Lan nhún vai đầu nói, sợ liền nói. Hứa Thuần Lương nói, sợ, ta sợ người uống nhiều ỉ lại vào ta. Bạch Lan một đôi mắt đẹp tràn ngập mị hoặc nói, không bằng chúng ta đánh cược, đêm nay nếu như ai phải uống quá nhiều, đối phương có thể muốn làm gì thì làm, sau đó ai cũng không cần nhận gánh trách nhiệm. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ chủ nghĩa đế quốc phong ta chi tâm không chết, cảm thấy mỹ nhân kế không thể thành công, lại muốn cho ta đến cái rượu có thể mất lý trí, ta rượu gì lượng. Lại nói, ta hiện tại cũng đã đến tiên thiên cảnh, ta uống nhiều có đường tắt, ta có thể bước đi ra, người có ta cái này bản lĩnh sao? Cùng ta so tử lượng, liền giống với một cái cởi chuồng nam nhân ngồi tại trên tảng đá, người lấy trứng chọi đá. Sau cùng kết cục tất nhiên là một cái cởi chuồng nữ nhân ngồi tại trên tảng đá, bởi vì nhỏ mất lớn. Hứa đại giáo chủ lúc này văn nghệ tế bào phi thường sinh động, bồi tiếp Bạch Lan lại liền làm tam đại bia dinh dưỡng rượu. Bạch Lan gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, bất quá vẫn không thấy nửa điểm chênh choáng, mà lại giống như cũng không có biểu hiện ra cái gì mắc tiểu. Liền bia mà nói, nàng hẳn là được cho Hứa Thuần Lương đời này gặp được có thể nhất uống nữ nhân. Hứa Thuần Lương nói, cung điện vua chúa quyển sách kia viết không tệ, là người tự mình kinh lịch sao? Bạch Lan nói, ta không có ở phương Bắc sinh hoạt qua, vì quyển sách kia ta phỏng vấn nhiều vị thoát Bắc người. Hứa Thuần Lương nói, người vẫn rất có chút tài hoa, thượng thiên không công bằng A, cho người tài hoa đồng thời trả lại cho người mỹ mạo. Tạ ơn khích lệ, gần nhất ta quyển sách kia bản quyền đã bán ra, hiện tại đã tiến vào kịch bản giai đoạn, nếu như thuận lợi, sang năm cùng tên phim liền có thể chiếu lên. Hứa Thuần Lương nói, chúc mừng. Hắn cùng Bạch Lan chủ động đụng đụng chén. Bạch Lan lại là uống một hơi cạn sạch, Hứa Thuần Lương rất kỳ quái, tám chén, nàng bụng nhìn cũng không lớn, như thế có thể chứa. Thuộc lạc đà sao, liếc một cái bộ ngực của nàng, không biết có phải hay không ảo giác, giống như đầy đặn một chút. Bạch Lan nói, người ngồi trước, ta đi cái toilet. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, cứ nói đi, cao thấp bị ta cho uống nước tiểu, không biết tự lượng sức mình cùng ta so tử lượng. 1. Bạch Lan đứng dậy đi trong tiệm, sắc tay liền thả ở bên cạnh trên ghế, xem ra đối Hứa Thuần Lương tương đương yên tâm. Hứa Thuần Lương đặc địa lưu ý một chút bụng của nàng, váy nguyên nhân thấy không rõ lắm, bất quá Hứa Thuần Lương cho rằng khẳng định tăng phình lên, Bạch Lan dáng đi y nguyên yêu nhã. Hứa Thuần Lương thầm than, vì hình tượng, lại kìm nén đến hoảng cũng phải chứ yêu nhã, đoán chừng sủi cảo ra đều nhanh không lấn át được. Bạch Lan đi một hồi lâu mới trở về, toilet bên kia cũng phải xếp hàng, trong thời gian này điện thoại di động của nàng vang lên 2 lần, Hứa Thuần Lương nhắc nhở một chút nàng. Bạch Lan từ trong sắc tay lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, lạnh nhạt cười nói, nhà xuất bản đang thúc giục bản thảo. Hứa Thuần Lương nói, sáng tác có phải hay không rất mệt mỏi a? Vẫn tốt chứ, ta đối với cuộc sống yêu cầu không cao, sáng tác đơn thuần yêu thích. Hứa Thuần Lương ý vị thâm trường nói, nghề chính của ngươi không phải sáng tác a? Bạch Lan nhìn qua Hứa Thuần Lương con mắt, ngươi con mắt nào nhìn ra được? Hứa Thuần Lương nói, ta đoán, dù sao nhưng ngươi loại này không gọi tự do tác gia, có chút môi giới văn nhân ý tứ, ai cho ngươi tiền, ngươi liền cho người đó viết sách lập truyền. Hắn kỳ thật không phải ý tứ này. Bạch Lan nữ làm nhà thân phận hẳn là chỉ là dùng để che giấu nàng bản làm việc ngụy trang, có lẽ là nhạc tinh cao cấp quan hệ xã hội đâu. Bạch Lan nói, Hứa Thuần Lương, ngươi chính là thành tâm khí ta. Hứa Thuần Lương nói, chuyện này cũng không thể lại ta, ai bảo ngươi cùng nhạc tinh đi gần như vậy, ta trùng hợp đối nhạc tinh không có gì ấn tượng tốt, lúc đầu đi, ta cảm thấy các ngươi tác ra cái này chức nghiệp rất thần thánh, không nên là năm đấu gạo khom lưng. Ngươi ít đến, biết ngươi cái này kêu cái gì. Người cái này gọi tẩy não,
người cái này gọi PUA, dựa theo các ngươi thuyết pháp, loại người như ngươi chính là điển hình cặn bã nam. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, nói chuyện phiếm liền nói chuyện phiếm, thế nào trả hết lên tới thân người công kích. Bạch Lan nói, thân người công kích, còn xâm canh gà đâu, ta lần nữa cường điệu, ta giúp Lý Tiên Sinh viết kia đoạn cố sự là chính ta cảm thấy hứng thú, không phải ta cũng sẽ không nhận xuống tới công việc này. Hứa Thuần Lương nói, cho ngươi cái lời khuyên, nữ nhân tốt nhất rời xa hai dạng đồ vật, một là chính trị, hai là lịch sử, không phải nói tuyệt đối không thể đụng vào. Từ xưa đến nay vô số ví dụ cho thấy, các người bình thường chơi không vui, cứng rắn muốn chơi dễ dàng đem mình cho thua tiền. Bạch Lan nói, cảm ơn ngươi lời khuyên, ta liền viết quyển tiểu thuyết mà thôi, đừng cùng ta thượng cương thượng tuyến. Hứa Thuần Lương đứng dậy. Ngươi đi đâu vậy? Hứa Thuần Lương nói, bị ngươi khí đi tiểu. Bạch Lan khanh khách nở nụ cười. Hứa Thuần Lương trở về thời điểm, nhìn thấy một cái đại hán vạm vỡ đang đứng tại Bạch Lan bên người bắt chuyện. Bạch Lan con mắt đều không có nhìn hắn, chỉ vào Hứa Thuần Lương nói, bạn trai ta trở về. Nam tử kia nhìn Hứa Thuần Lương một chút, khinh thường cười một tiếng. Hứa Thuần Lương trở lại Bạch Lan bên người, tình huống như thế nào? Bạch Lan nói, không có chuyện, chính là cái bắt chuyện. Hứa Thuần Lương nói, dựa theo các ngươi tiểu thuyết kịch bản, đợi lát nữa hắn có thể hay không tới nháo sự. Bạch Lan nói, nếu là đều chiếu ngươi như thế viết, tiểu thuyết không ai nhìn. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta lại đang động tác võ thuật ngươi? An bài mấy người quay đầu tới quấy rối ta, sau đó lại cho ngươi một cái cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân. Hứa Thuần Lương nói, thật có chuyện này ta chắc chắn sẽ không cứu ngươi, thân ngươi tay không yếu, bình thường 5-6 đại hán không gần được thân thể của ngươi. Bạch Lan thở dài nói, hảo hảo tâm tình đều để ngươi làm hỏng, trong mắt ngươi ta chưa hề đều không phải là người tốt, không giờ khác nào không tại tính toán ngươi. Hứa Thuần Lương nói, gấp. Bạch Lan nói, đã no đầy đủ, trở về đi. Ngươi không phải muốn cùng ta phân cái thắng thua sao? Bạch Lan nói, ta không tâm tình, cũng không muốn cho ngươi một cái thừa lúc vắng mà vào cơ hội. Hứa Thuần Lương cười nói, đó chính là nhận thua, hắn đi tính tiền. Bạch Lan thu thập một chút, giơ tay lên túi chờ hắn ở bên ngoài. Vừa rồi tên nam tử kia lại đến đây, dùng tiếng Hàn đối Bạch Lan huyên thuyên nói, hắn rõ ràng uống nhiều quá. Hứa Thuần Lương kết xong sổ sách, từ trong tiệm ra, nhìn thấy một màn trước mắt, trong lòng tự nhủ để ta nói chúng đi, sáo lộ, lại lên cho ta sáo lộ. Bạch Lan nhìn một mặt cười xấu xa Hứa Thuần Lương một chút, bỗng nhiên từ trên bàn quơ lấy một cái chai rượu chiếu vào tên nam tử kia đầu liền hung hăng đập xuống, tên nam tử kia bị nàng nện đến đầu rơi máu chảy, ôm đầu tựa hồ thanh tỉnh một chút. Nhưng Bạch Lan lần công kích thứ hai lại đến, nhấc chân chiếu vào tên nam tử kia dưới đũng quần hung hăng một cước. Nam tử tiếng kêu thảm thiết xé rách bầu trời đêm, hắn ba tên đồng bạn nghe hỏi từ gà rán trong tiệm ra. Đứng tại cửa tiệm Hứa Thuần Lương còn đặc địa hướng bên cạnh nhường, không can thiệp nước khác nội chính là nước ta cơ bản quốc sách, đám người này tất cả đều là bán đảo tới, hẳn là để nội bộ bọn họ giải quyết, mình cắm xuống tay liền biến thành ngoại giao sự kiện. Tiếp lấy, Bạch Lan đưa tay túi ném cho Hứa Thuần Lương, tựa như một đầu hung mãnh báo cái phóng tới đưa qua tới người giúp đỡ ba người. Kỳ thật người ta ba cái chỉ là ra đến xem tình huống, còn không quyết định muốn đừng xuất thủ, nhưng Bạch Lan tiên hạ thủ vi cường, quyền cước tề xuất, trong nháy mắt tướng ba người đều đánh ngã xuống đất. Đi vào Hứa Thuần Lương bên người, từ trong tay hắn cầm qua sắc tay của mình, đi thôi. Hứa Thuần Lương đi theo Bạch Lan hướng khách sạn đi đến, nhìn qua Bạch Lan như gió bầy liễu vặn vẹo vòng eo, cảm thụ được trong không khí còn chưa hoàn toàn tán đi sát khí. Bạch Lan đi vài bước ý thức được Hứa Thuần Lương không có cùng lên đến, quay người hướng hắn cười nói, làm sao? Hù dọa ngươi rồi. Hứa Thuần Lương nói, người ta lại không chiêu ngươi, về phần xuống tay nặng như vậy nha. Bạch Lan nói, ta chỉ là muốn chứng minh cho người nào đó nhìn xem, ta không cần ngươi cứu. Europa Thương Học Viện vẫn là mời không ít giới giáo dục lớn cả qua đến giảng bài, hôm nay cái này lớp chính là mời Thủy Mộc chứ danh giáo sư Khúc Truyện Phúc. Từ trước đến nay lấy khẩu tài lấy xưng Khúc giáo thụ hôm nay phát huy không tốt, chủ nếu là bởi vì trong phòng học có Hứa Thuần Lương nguyên nhân, giảng bài quá trình bên trong thỉnh thoảng quan sát Hứa Thuần Lương sắc mặt, thấp thỏm trong lòng không thôi, ta không nói nói bậy a. Không trêu chọc vị này ma đầu không cao hứng a. Dù sao lần trước bị người này giáo huấn không nhẹ, từ khi kia lần về sau, hắn liền rơi xuống sâu nặng bóng ma tâm lý, phải nói không chỉ là bóng ma tâm lý, còn có sinh lý bên trên. Từ lần trước bị đánh về sau, Khúc Truyện Phúc liền không còn có một lần thành công sinh hoạt cá nhân,
mỗi lần muốn làm loại chuyện đó thời điểm, liền sẽ không khỏi hậu đình siết chặt, luôn cảm giác có người sau lưng, lập tức hào hứng hoàn toàn không có. Khúc truyện Phúc biết là trên tâm lý lưu lại mầm bệnh, tâm bệnh còn phải tâm dược y, nhưng hắn hết lần này tới lần khác tìm không thấy bộ này thuốc. Bên trên loại này khóa chơi điện thoại đã trở thành Hứa Thuần Lương trạng thái bình thường, lợi dụng thời gian lên lớp, hắn cùng Diệp Thanh Nhã quyết định ngày mai tiến về Độ Vân tự sự tình, Hạ Uyển Oánh bên kia cũng có tin tức, nói cho hắn biết lãnh đạo trường học đối chuyện hợp tác phi thường ủng hộ, bọn hắn hy vọng gần đây đi Tân Y viện công trường khảo sát một chút, hiểu rõ mới bệnh viện quy hoạch cùng cụ thể công trình tiến triển, bước kế tiếp mới tốt hiệp đàm xâm nhập hợp tác. Tóm lại, phụ viện sự tình hẳn là không có vấn đề gì. Dù sao khoáng đại y học bộ cũng tại Chu Hoài kiến lập, không có mấy năm là không thể nào bắt đầu thu nhận học sinh, bệnh truyền nhiễm viện bên này cũng đang kiến thiết kỳ, song phương tình huống đều không kém nhiều. Hứa Thuần Lương biểu thị chờ hắn từ kinh thành trở về, lập tức an bài song phương lãnh đạo gặp mặt. Ở giữa còn có cảnh sát cho hắn gọi điện thoại, yêu cầu hắn bớt thời gian đi một chuyến đồn công an, phối hợp điều tra tối hôm qua gà rán cửa hàng ẩu đả sự tình. Hứa Thuần Lương có chút buồn bực. Cái này khởi ẩu đả sự kiện hắn toàn bộ hành trình khoanh tay đứng nhìn, thế mà còn có thể bắt hắn cho tiện thể bên trên. Bất quá cảnh sát thái độ cũng rất tốt, chủ yếu là để hắn tới hiệp trợ tìm hiểu tình huống, không phải muốn truy cứu trách nhiệm của hắn, căn cứ nắm giữ tình huống, cái này khởi ẩu đả sự kiện không có quan hệ gì với hắn. Chủ yếu là bị đánh trong đó một cái thụ thương tương đối nặng, bọn hắn báo cảnh sát, trước mắt người gây ra họa Bạch Lan bị tạm thời lưu tại đồn công an. Hứa Thuần Lương trong lòng cười thầm. Cái này chẳng lẽ Bạch Lan khổ nhục kế, chiêu số thật đúng là không ít, lấy bối cảnh sau lưng của nàng tiêu ít tiền chẳng phải giải quyết, dầu gì đi tìm luật sư, chỉ bằng nàng cùng Nhạc Tinh tập đoàn quan hệ, cái này chồng sự tình còn không giải quyết được. Tại bán đảo không người nào dám cùng đỉnh cấp tài phiệt đối nghịch. Trần Thiên Phàm tối hôm qua ngủ được muộn, lại thêm hắn đối khúc chuyện Phúc khóa không có hứng thú gì, dáng chống đỡ trong chốc lát, gục xuống bàn tiến vào mộng đẹp, ngủ là ngủ đi, con hàng này thế mà còn đánh lên hô. Một bang đồng học nhìn qua con hàng này buồn cười, đổi thành người khác khúc chuyện Phúc đã sớm nổ, nhưng nhìn đến Trần Thiên Phàm bên người Hứa Thuần Lương hắn không dám lên tiếng, vẫn là Hứa Thuần Lương đá Trần Thiên Phàm một cước. Trần Thiên Phàm mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ tan lớp. Lần này tất cả mọi người nở nụ cười. Khúc chuyện Phúc lắc đầu bất đắc dĩ, bất quá lúc này hạ khóa thời gian cũng đến, hắn qua loa làm cái phần cuối, sau đó tuyên bố tan học. Hứa Thuần Lương đứng dậy muốn đi. Khúc truyện Phúc gọi lại hắn, Hứa đồng học, có thể đơn độc trò chuyện hai câu sao? Khúc truyện Phúc cùng Hứa Thuần Lương đi vào yên lặng góc tối không người, Khúc truyện Phúc từ trong túi móc ra một hộp khói cho Hứa Thuần Lương bên trên khói, Hứa Thuần Lương khoát tay áo biểu thị mình sẽ không, để hắn có chuyện nói thẳng, đừng chậm trễ mình lúc ở giữa. Khúc truyện Phúc khiêm tốn nói, Hứa tiên sinh, người nhìn, lần trước người để cho ta làm sự tình ta tất cả đều làm theo, người có phải hay không hẳn là buông tha ta? Hứa Thuần Lương nói, ta không phải cho ngươi thuốc cao sao? Mất linh sao? Khúc truyện Phúc vẻ mặt đưa đám nói, người kia thuốc cao linh là linh, nhưng tay của ta là tốt, phương diện khác xảy ra vấn đề. Xảy ra vấn đề đi bệnh viện, người tìm ta làm gì? Khúc truyện Phúc nói, từ lần trước về sau, ta thường xuyên làm ác mộng, ta hiện tại mỗi đến làm chuyện này thời điểm, ta cũng cảm giác có cái nam nhân tại đằng sau ta. Cái kia, ngươi hiểu. Hứa Thuần Lương cố nén cười, ý gì? Khúc truyện Phúc mặt mũi tràn đầy quẫn bách nói, ta không thể nhân sự, ta đi bệnh viện nhìn qua, bác sĩ nói ta trên sinh lý không có vấn đề, trên tâm lý có vấn đề. Hứa Thuần Lương nghĩ minh bạch giả hồ đồ, bác sĩ cũng nhìn ra ngươi tâm thuật bất chính. Khúc truyện Phúc nói, Hứa tiên sinh, ta biết sai, người liền tha ta, về sau người muốn ta làm gì ta làm gì, ta nửa đời sau đều vùi đầu vào mở rộng y học Trung Quốc hành động thực tế bên trong đi. Ta giáo thư dục nhân. Ngươi liền dẹp đi đi, liền ngươi dạng này phẩm tính, còn mặt mũi nào giáo thư dục nhân. Khúc truyện Phúc rũ cục lấy đầu, ta biết đến sai lầm của mình rồi, người dù sao cũng phải cho ta cái sửa lại sai lầm cơ hội đi, mà lại sự tình lần trước là Sa Thế Hùng bức ta. Hứa Thuần Lương nói, bức ngươi ngươi liền làm, hắn để ngươi đớp cứt ngươi tại sao không đi. Khúc truyện Phúc buồn bực không lên tiếng, đấu không lại người ta, chỉ có thể thành thành thật thật bị quát lớn. Hứa Thuần Lương nói, ngươi cảm thấy tự thân còn có cái gì giá trị sao? Khúc truyện Phúc tại hắn dẫn dắt hạ giống như có điều ngộ ra, ta có thể làm một phần điều tra nghiên cứu, Liên Hiệp Quốc bên trong học giả vạch Trần Minh Đức tập đoàn cầm đầu cảnh ngoại thế lực không ngừng cũng mua đả kích chúng ta truyền thống y học dụng tâm hiểm ác,
Hồ Âu quốc gia ngành tương quan tăng cường đối cảnh ngoại vốn liếng quản lý, đồng thời tăng cường đối dân tộc truyền thống xí nghiệp bảo hộ. Hứa Thuần Lương phát hiện con hàng này thật đúng là rất thông minh, biết đầy đủ lợi dụng tự thân giá trị, ngẫm lại cũng rất bình thường, không có vượt qua người ta một bậc trí thông minh cùng học vấn cũng hỗn không đến địa vị bây giờ, chỉ tiếc là cái nhã nhặn bại loại, chỉ cần Hứa Thuần Lương nghĩ, lập tức liền có thể để cho khúc chuyện phúc thân bại danh liệt, nhưng làm như vậy, người này cũng liền đã mất đi giá trị. Khúc chuyện phúc lấy là thành ý của mình còn chưa đủ đả động Hứa Thuần Lương, thấp giọng nói, Cao Hiểu Bạch thạc sĩ, tiến sĩ đều bao tải trên người của ta. Hứa Thuần Lương vỗ vỗ khúc chuyện phúc bả vai nói miệng không bằng chứng a, như vậy đi, ngươi mới vừa nói sự kiện kia nắm chặt thực hiện, bệnh tình của ngươi ta đại khái giải một chút, không tính là cái gì vấn đề lớn, ta trở về phối chút thuốc, lần sau đến kinh thời điểm tranh thủ giúp ngươi giải quyết. Khúc chuyện phúc chỉ có thể nhẹ gật đầu. Hứa Thuần Lương đây là không thấy thỏ không thả chim ưng, bất quá tốt xấu có hy vọng. Hứa Thuần Lương đi một chuyến đồn công an, hôm qua Bạch Lan một trọi bốn, trong đó hai người mũi đều bị nàng đánh gãy xương, dựa theo trong nước hình pháp, nàng đủ vết thương nhẹ hại, ấn lý là muốn trục xuất, nhưng lần này tình tiết vụ án tương đối đặc thù, là người ngoại quốc đánh lộn, cho nên đồn công an cũng căn cứ chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có thái độ. Tìm Hứa Thuần Lương đi qua cũng không phải Bạch Lan ý tứ. Mà là điều tra giám sát, Hứa Thuần Lương từ đầu tới đuôi kinh lịch toàn bộ quá trình, hắn lời chứng phi thường trọng yếu. Hứa Thuần Lương mặc dù hoài nghi là vừa ra Bạch Lan tự biên tự diễn khổ nhục kế, nhưng hắn vẫn là hướng về Bạch Lan nói chuyện, đem sự tình phát sinh trải qua nói một lần. Hứa Thuần Lương phối hợp điều tra thời điểm, Bạch Lan luật sư cũng tới, hắn đã cùng thụ hại phương thỏa đàm bồi thường phương án. Đồn công an vui đến nội bộ bọn họ hiệp thương giải quyết. Bọn hắn ngay từ đầu nghe nói người ngoại quốc đánh người, trong lòng hơi hồi hộp một chút, cảm thấy sự tình quá khó giải quyết, xử lý có chút không làm dễ dàng dẫn phát ý kiến và thái độ của công chúng, nhưng về sau nghe nói là người ngoại quốc đánh người ngoại quốc an tâm. Lựa chọn giải quyết riêng là kết quả tốt nhất. Thân mặc đồ trắng áo thun cao bồi bảy phần quần Bạch Lan đi theo luật sư vừa nói vừa cười đi ra, vừa vặn tại cửa đồn công an gặp Hứa Thuần Lương, Bạch Lan lập tức đi tới, không có ý tứ a, cho ngài thêm phiền toái. Hứa Thuần Lương nói, đều nói cho ngươi, không thể uống cũng đừng uống, rượu có thể mất lý trí a. Bạch Lan nói, ta thanh tỉnh đâu, hắn mắng ta mới ra tay. Hứa Thuần Lương nói, ta không nghe thấy, nhưng thật ra là hắn nghe không hiểu. Bạch Lan nói, không nghe thấy ngươi còn giúp ta làm chứng a. Hứa Thuần Lương nói, ta cũng không thể bỏ đá xuống giếng đi. Bạch Lan cười nói, sự tình giải quyết. Ngươi sẽ không hoài nghi ta cố ý làm cái khổ nhục kế đến bác đồng tình a. Hứa Thuần Lương lắc đầu, ta còn có việc, đi trước a. Bạch Lan nhìn qua Hứa Thuần Lương đi xa bóng lưng, trong hai con ngươi toát ra một tia ánh mắt kỳ quái, bên người luật sư thấp giọng nói, sắp xếp xong xuôi. Hai. Bạch Lan nhẹ gật đầu, tận lực không muốn thương tới vô tội. Hứa Thuần Lương xế chiều đi ở vào vòng kinh Hàn Thượng Uyển, hắn hẹn Kim Tín Huệ tái khám. Đi vào trong tiệm thời điểm, Sa Thế Hùng cùng Kim Tín Huệ đều đã chờ, vì hôm nay tái khám, bọn hắn đặc địa không có kinh doanh. Thông qua trong khoảng thời gian này uống thuốc, Kim Tín Huệ trạng thái rõ ràng tốt lên rất nhiều, hai ngày trước đặc địa đi bệnh viện làm bộ ngực CT, để nàng vui mừng chính là, phổi ở giữa chất sợi hóa chẳng những đình chỉ tiếp tục chuyển biến xấu, mà lại phổi của nàng cũng có thể bắt đầu từng bước khôi phục, đi qua sợi hóa bộ phận cũng bắt đầu chuyển biến làm bình thường phổi tổ chức. Tại gặp được Hứa Thuần Lương trước đó, Sa Thế Hùng là Kim Tín Huệ đi thăm danh y, thậm chí liền Hoàng Hữu Long đều tuyên bố Kim Tín Huệ không có thuốc chữa. Bây giờ thấy Kim Tín Huệ trên thân phát sinh đáng mừng biến hóa, đủ để chứng minh Hứa Thuần Lương y thuật muốn thắng qua Hoàng Hữu Long. Sa Thế Hùng cùng Kim Tín Huệ một mực cẩn thận bảo thủ lấy bí mật, bọn hắn không dám để cho Minh Đức tập đoàn biết bọn hắn cùng Hứa Thuần Lương lui tới. Hứa Thuần Lương là Kim Tín Huệ bắt mạch về sau, mỉm cười nói, chúc mừng. Bệnh tình của ngươi đã khống chế được, sẽ không tiếp tục chuyển biến xấu, nhưng là muốn trừ tận gốc còn cần một năm thời gian. Sa Thế Hùng cùng Kim Tín Huệ liếc mắt nhìn nhau, hai người đều là hớn hở ra mặt. Kim Tín Huệ nói, cái bệnh này đã hành hạ ta quá nhiều năm, một năm với ta mà nói không tính là dài, Hứa tiên sinh, đa tạ ngài. Hứa Thuần Lương cười nói, chỉ bệnh cứu người chính là thầy thuốc bản phận, ngươi cũng không cần khách khí với ta. Sa Thế Hùng nói, ta đặc biệt mà chuẩn bị thượng đẳng Hàn Châu, hôm nay nhất định phải cùng Hứa tiên sinh hảo hảo uống một bữa. Hứa Thuần Lương ha ha cười nói, Hàn Châu phối rượu càng uống càng có, bất quá chúng ta không uống rượu trắng a.
1. Sa Thế Hùng nói, Mao Đài, ta chuẩn bị Mao Đài. Hắn đứng dậy đi chuẩn bị. Kim Tín Huệ quay người nhìn qua Sa Thế Hùng, chờ hắn rời đi về sau, ánh mắt một lần nữa trở lại Hứa Thuần Lương trên thân, Hứa tiên sinh, ta nhận được người đại ân, không biết như thế nào báo đáp, nếu như người có chuyện gì cần dùng đến ta nhất định sẽ đem hết toàn lực đi làm. Tại nàng khái niệm bên trong thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, Sa Thế Hùng vì trị bệnh cho nàng không thể không ủy thân cho Minh Đức tập đoàn, những năm này cũng đã làm nhiều lần trái lương tâm sự tình. Mặc dù Hứa Thuần Lương không đề cập tới, Sa Thế Hùng không nói, nhưng là nàng vẫn là đoán được ảo diệu bên trong. Hứa Thuần Lương cười nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta sở dĩ giúp ngươi chữa bệnh, thuần túy là bị tình cảm của các ngươi cảm động, các ngươi cùng nhau đi tới cũng không dễ dàng. Kim Tín Huệ thở dài nói, nếu không phải vì muội muội ta khả năng sớm liền từ bỏ. Hứa Thuần Lương nói, làm sao, còn không có tin tức à? Kim Tín Huệ lắc đầu, biển người mênh mông, đi đâu tìm, các nàng thất lạc thời điểm, muội muội mới là một cái 9 tuổi tiểu nữ hài, chỉ sợ. Nàng không dám tiếp tục suy nghĩ, sợ mình nhiều năm tín niệm sẽ sụp đổ. Hứa Thuần Lương nói, đúng rồi, ta xem qua một bản gọi Cung Điện Vua Chúa tiểu thuyết, là bán đảo một vị nữ tác gia viết, bên trong miêu tả rất chân thực, giống như chính là Nam Phổ Mỏ bên trên sự tình, người có thời gian có thể nhìn xem. Kim Tín Huệ nói, không có tự mình kinh lịch là không thể nào biết nói chúng ta cực khổ. Hứa Thuần Lương nói, nàng cũng phỏng vấn không ít Thoát Bắc người, ta cảm giác viết cũng không tệ lắm. Kim Tín Huệ nói, hôm nào ta đi mua một bản được đọc. Hứa Thuần Lương không rảnh tay tới thói quen, hắn vừa vặn mang theo một bản ký tên thư, từ trong bọc lấy ra đưa cho Kim Tín Huệ, đưa lễ vật cho ngươi. Kim Tín Huệ cười nói, vậy liền quá cảm tạ. Nàng nhìn thoáng qua trang bìa, lật ra quyển sách kia, nhìn thấy tác giả ảnh chụp cùng giới thiệu, chẳng biết tại sao. Kim Tín Huệ cảm giác được một loại không hiểu cảm giác thân thiết, nhẹ giọng khen, vị này tác gia thật xinh đẹp. Hứa Thuần Lương nói, ta cùng với nàng là bằng hữu. Trong phòng bếp truyền đến Sa Thế Hùng thanh âm, Hứa tiên sinh, ngươi ăn tỏi sao? Hứa Thuần Lương cười nói, ta không có gì ăn kiêng. Kim Tín Huệ lật nhìn một tờ, chương thứ nhất, trong trí nhớ cố hương. Gần nhất kinh thành nước mưa rất nhiều, mưa phùn bao phủ cảnh Phúc Đại hạ mái nhà. Hoàng Hữu Long tại trong lương đình cùng Bạch Lan ngồi đối diện nhau. Mời, Hoàng Hữu Long làm một cái mời giấu tay xin mời. Bạch Lan bưng lên trước mặt trà ô long, phẩm hớp trà, có chút bỏng. Hoàng Hữu Long bưng chén uống một hơi cạn sạch. Bạch Lan nói, Hoàng tiên sinh vẫn là bảo lưu lấy đi qua uống trà quen thuộc a. Hoàng Hữu Long mỉm cười nói, được rồi quen thuộc đương nhiên muốn giữ lại. Bạch Lan nói, có biết hay không ta tại sao muốn tìm ngươi? Hoàng Hữu Long nói, xin lắng tai nghe. Bạch Lan lạnh lùng nhìn qua hắn nói, về sau đừng lại để cho người ta theo dõi ta, nếu để cho ta phát hiện còn có lần sau, ta sẽ không như thế khách khí. Hoàng Hữu Long cười lên ha hả, hắn nhiều hứng thú nhìn qua Bạch Lan, nữ nhân này coi là dựa vào Lý Bình Tinh cây đại thụ kia liền có thể muốn làm gì thì làm. Chân chính để Hoàng Hữu Long buồn bực là nhạc phụ của hắn Lý Bình Tinh, lão già này chưa từng có coi hắn là thành người nhà. Thế mà để cho người ta nhúng tay chính mình sự tình. Hoàng Hữu Long tướng uống cạn chén trà nhẹ nhàng buông xuống, hai mắt sâu nhìn chằm chằm Bạch Lan nói, người tiếp cận Hứa Thuần Lương mục đích là cái gì? Bạch Lan nói, ta sự tình giống như không cần thiết hướng người bàn giao. Hoàng Hữu Long nói, Hứa Thuần Lương mặc dù tuổi trẻ, nhưng người này thật không đơn giản, ta khuyên ngươi vẫn là cẩn thận một chút. Bạch Lan nói, ta nghe nói Hoàng tiên sinh cùng Hồi Xuân Đường có tự oán. Hoàng Hữu Long nhíu mày, trong lòng càng không vui. Bạch Lan nói, ta cũng cho ngươi một cái lời khuyên, tuyệt đối không nên để tự oán ảnh hưởng đến tập đoàn đại nghiệp. Hoàng Hữu Long cầm lấy ấm trà chậm rãi cho mình rót đầy, không nhanh không chậm uống một hớp trà mới nói, hắn đối ta không hài lòng. Bạch Lan nói, đó là các ngươi ở giữa sự tình. Hoàng Hữu Long nói, ngươi cùng ta nói thật, hắn có phải hay không đối Hứa Thuần Lương động sát tâm. Bạch Lan mặt chuyển hướng ngoài đình. Nhìn qua bên ngoài càng lúc càng lớn mưa, hạt mưa rơi trên mặt đất phân loạn như nha, chính như nàng tâm tình vào giờ khắc này. Hứa tiên sinh, vị tác giả này là bằng hữu của ngài. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu. Kim Tín Huệ biểu lộ có vẻ hơi kích động, nàng nơi này là không phải có một đạo sẹo. Nàng chỉ bên trái xương quai xanh địa phương. Hứa Thuần Lương nhìn không được bật cười, người khả năng hiểu lầm, ta cùng với nàng chính là bằng hữu bình thường, nơi này ta chưa thấy qua. Kim Tín Huệ áy náy nở nụ cười,
ý thức được sự thất thố của mình, vừa vặn Sa Thế Hùng chuẩn bị xong đồ ăn, đưa tới. Kim Tín Huệ nói, Hứa tiên sinh đừng trách ta, bởi vì muội muội sự tình ta đều có chút tố chất thần kinh, mặc kệ nghe được cái gì tin tức, luôn cảm thấy cùng muội muội ta có quan hệ. Nàng nhìn qua tấm kia bạch lan ảnh chụp, mặc dù nhìn xem thân thiết, nhưng là nàng trong trí nhớ muội muội vẫn là cái 9 tuổi tiểu nha đầu, bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ tựa như là một viên đậu giá đỗ. Sa Thế Hùng nói, coi như người tại trên đường cái gặp được nàng cũng chưa chắc nhận ra được. Hứa Thuần Lương nói, có chụp ảnh chung sao? Kim Tín Huệ nhẹ gật đầu, ảm đạm thở dài, lấy ra một tờ nhiều năm trước chụp ảnh chung đưa cho Hứa Thuần Lương, trên tấm ảnh Kim Tín Huệ tuổi trẻ xinh đẹp, ôm một cái gầy ba ba tiểu nữ hài, tỉ muội mặc dù mặc phá cựu, buồn cười đến hạnh phúc vui vẻ. Hứa Thuần Lương trong lòng thầm nghĩ, đã cách nhiều năm, Kim Tín Huệ mặc dù chưa hẳn có thể nhận ra muội muội, nhưng muội muội nàng hẳn là có thể nhận ra nàng. Hứa Thuần Lương trưng cầu ý kiến của nàng, dùng di động phục chế một chương. Sa Thế Hùng thu xếp lấy ăn cơm. Bạch Lan nhận được Hứa Thuần Lương tin tức, mang theo mâu thuẫn tâm tình ấn mở cái tin này, nhìn thoáng qua, nàng cả người bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, lại nhìn thoáng qua, nàng cấp tốc đứng dậy, bởi vì quá kho gấp rút, vội ý tướng trước mặt chén trà đổ nhào, bất quá nàng căn bản không có lo lắng chuyện này, bước nhanh đi vào trong mưa. Hoàng Hữu Long cũng phát giác được dị thường của nàng, không khỏi nhíu mày. Bạch Lan tìm tới Hứa Thuần Lương dãy số gọi tới, đường dây bận. Hứa Thuần Lương đang đánh điện thoại. Bạch Lan bằng tốc độ kinh người hướng thang máy chạy tới, đi vào thang máy trước nàng lại do dự, bởi vì trong thang máy dễ dàng mất đi tín hiệu. Bạch Lan quyết định từ bỏ từ dưới thang máy lâu dự định, nàng lựa chọn an toàn thang lầu, một bên xuống lầu một bên lặp đi lặp lại gọi điện thoại. Thẳng đến Bạch Lan đi tới lầu một đại sảnh, mới đả thông Hứa Thuần Lương điện thoại. Uy, Hứa Thuần Lương thanh âm lười biếng vang lên. Hứa Thuần Lương, ngươi nghe ta nói, ta không phải tại đùa giỡn với ngươi, ngươi bây giờ lập tức, rời đi chỗ ăn cơm, càng xa càng tốt. Hứa Thuần Lương lập tức ý thức được cái gì, hắn ngẩng đầu nhìn Sa Thế Hùng, đi mau. 1. Sa Thế Hùng không biết xảy ra chuyện gì, Kim Tín Huệ còn tại trong phòng bếp. Hứa Thuần Lương hét lớn, Kim Tỷ. Hắn cùng Sa Thế Hùng đồng thời hướng phòng bếp phóng đi, hai người nắm lấy một mặt mờ mịt Kim Tín Huệ hướng ngoài cửa tiệm phóng đi, bọn hắn mới vừa tới đến cửa tiệm, bạo tạc liền phát sinh. Tiếng nổ kinh thiên động địa từ phòng bếp truyền đến, khí lãng từ phía sau dâng trào mà tới, Sa Thế Hùng vừa người nhào vào Kim Tín Huệ trên thân, Hứa Thuần Lương cảm giác hậu tâm cũng như bị sóng lớn đánh ra, hắn thở ra một hơi, thuận lấy cỗ này khí lãng hướng về phía trước nhảy lên, tựa như một con chim lớn bay về phía con đường trung tâm. Tiến vào tiên thiên cảnh về sau thân thể năng lực ứng biến sinh ra thoát thai hoán cốt biến hóa, Hứa Thuần Lương bình thường cũng không thể nhảy ra xa như vậy, cơ hồ vượt ngang toàn bộ đường cái, dù là như thế cũng cảm giác phía sau lưng ẩn ẩn làm đau nhức. Vừa vặn chạy qua nơi này một chiếc Honda bởi vì cái này âm thanh bạo tạc mà thắng gấp, bị hậu phương trường thành tới chạm đuôi, đằng sau lại tới chiếc Ford tạo thành liên hoàn chạm đuôi. Hứa Thuần Lương quay người nhìn lại, đã thấy Sa Thế Hùng ghé vào Kim Tín Huệ trên thân. Hắn phía sau lưng quần áo đều bị khí lãng xé mở một khối lớn, gục ở chỗ này không nhúc nhích, không biết sống hay chết. Hứa Thuần Lương mau chóng tới, đầu tóc rối bời Kim Tín Huệ từ Sa Thế Hùng dưới thân bò lên, một bên ho khan một bên lung lay Sa Thế Hùng thân thể. Hứa Thuần Lương nói, đừng nhúc nhích, ta xem một chút. Hắn sờ lên Sa Thế Hùng mạch môn, hẳn là chỉ là hôn mê bất tỉnh. Hứa Thuần Lương từ túi châm bên trong rút ra kim châm cứu, lấy huyệt, bách hội. Người bên trong, hợp cốc, dũng tuyền. Châm lấy tả pháp, sách cắm về chuyển cùng sử dụng. Không bao lâu, Sa Thế Hùng dùng sức hít vào một hơi, tựa như trong mộng bừng tỉnh, hắn tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là tìm kiếm Kim Tín Huệ, có thể thấy được hắn dùng tình sâu vô cùng, Kim Tín Huệ dưng dưng đem hắn ôm lấy, hai người tại trong mưa chăm chú tướng ủng. Hứa Thuần Lương nhìn đến mọi người đều vô sự, cũng liền yên lòng, ánh mắt nhìn về phía bạo tạc hiện trường, bạo tạc qua đi một mảnh hỗn độn. Hàn Thượng Uyển nguyên nhân bên trong bạo tạc đưa tới hỏa hoạn thiêu đốt, khói đặc cuồn cuộn. Bốn phía khắp nơi đều là người xem náo nhiệt dân quần chúng, nơi xa truyền đến xe cứu hỏa thanh âm. Hứa Thuần Lương điện thoại cũng tại vừa rồi chạy trốn bên trong di thất, hắn bốn phía tìm kiếm, đoán chừng 89 phần 10 đang đào mạng thời điểm di thất tại trong tiệm. Nhìn qua hiện trường tình trạng, Hứa Thuần Lương không khỏi có chút nghĩ mà sợ, nếu như không phải tối hậu quan đầu Bạch Lan gọi điện thoại tới. Mình coi như may mắn chạy trốn cũng khó tránh khỏi thụ thương, trận này bạo tạc khẳng định là người làm,
Bạch Lan sách trước liền biết, có lẽ chính là nàng một tay bày ra. Nếu như là nàng, nàng tại sao muốn nhắc nhở mình? Hứa Thuần Lương đại não phi tốc chuyển động, ánh mắt của hắn nhìn về phía trong mưa kim tín huệ, nguyên nhân chân chính chỉ có một cái, chính là mình phát cho Bạch Lan tấm kia chiếu phiến, chẳng lẽ Bạch Lan chính là kim tín huệ muội muội? Kim tín huệ bưng lấy Sa Thế Hùng mặt to, lớn tiếng hô hoán tên của hắn, Sa Thế Hùng ánh mắt vẫn còn có chút mờ mịt, thính lực của hắn chưa khôi phục, bất quá Sa Thế Hùng nội tâm minh bạch, trận này bạo tạc không phải ý bên ngoài, có người muốn tướng Hứa Thuần Lương đưa vào chỗ chết. Thậm chí không tiếc dựng vào hai người bọn họ tính mệnh, Sa Thế Hùng lửa giận lấp ưng, hắn ở trong nội tâm khóa chặt mục tiêu, hắn tuyệt không cho phép nhẫn bất luận kẻ nào tổn thương Kim Tín Huệ. Chỉ là Hứa Thuần Lương làm sao lại biết, cuối cùng là ai cho hắn đánh cú điện thoại kia, Sa Thế Hùng nhớ kỹ, Hứa Thuần Lương tiếp xong cú điện thoại kia biến sắc, nhắc nhở hắn lập tức rời đi, hắn cũng nhớ kỹ Hứa Thuần Lương không có thứ nhất thời gian rời đi hiện trường, mà là cùng hắn cùng một chỗ nghĩ cách cứu viện Kim Tín Huệ. Hứa Thuần Lương người này trượng nghĩa có thể kết giao. Có thể nói Hứa Thuần Lương chẳng những cứu được Kim Tín Huệ hai lần, hắn còn cứu mình, về sau quãng đời còn lại, hắn tất là Hứa Thuần Lương xông pha khói lửa không chối từ. Cảnh sát đến trước khi đến, Hứa Thuần Lương đi vào bên cạnh bọn họ, thấp giọng nói, mặc kệ bọn hắn hỏi cái gì chỉ nói không biết. Khôi phục bộ phận thính lực Sa Thế Hùng nhẹ gật đầu, Kim Tín Huệ mím môi, nàng minh bạch đây không phải ngẫu nhiên, nhưng trong lòng lại cực kỳ khổ sở. Nàng cùng Sa Thế Hùng thật vất vả mới kinh doanh lên sự nghiệp đã khói tiêu mây tạnh. Bạch Lan đánh lấy dù che mưa xuất hiện tại vây xem trong đám người, nàng nhìn thấy Sa Thế Hùng chính đỡ lấy một cái tiểu tụy nữ tử bên trên xe cứu thương, bọn hắn hẳn là tiến về bệnh viện kiểm tra thân thể. Tỷ tỷ, Bạch Lan trong lòng yên lặng la lên, nàng nhận ra tỷ tỷ, 15 năm phân biệt để cho mình phát sinh quá nhiều cải biến, tỷ tỷ thanh xuân đã không tại, nhưng nàng cặp kia ôn nhu con mắt chưa hề cải biến. Bạch Lan óng ánh đôi mắt đẹp bên trong nhộn nhạo nước mắt, nàng không giờ khác nào không tại lo lắng tỷ tỷ a, hôm nay kém chút tự tay hại chết tỷ tỷ. Bạch Lan cũng nhìn thấy đang tiếp thụ cảnh sát điều tra Hứa Thuần Lương, nhìn thấy hắn bình an không việc gì, Bạch Lan nội tâm tốt hơn rất nhiều, nàng thừa nhận mình do dự, thế nhưng là nếu như không có hắn gửi tới ảnh chụp, mình có thể hay không nhắc nhở hắn rời đi hiện trường. Bạch Lan không muốn đi cân nhắc vấn đề này. Hứa Thuần Lương lúc này quay sang, ánh mắt của hắn xuyên thấu mưa bụi khóa chặt ẩn thân trong đám người Bạch Lan. Bạch Lan huyết dịch trong nháy mắt ngưng kết, nàng không nghĩ tới Hứa Thuần Lương sẽ dễ dàng như vậy liền phát hiện mình, vô ý thức cúi đầu, hắn có thể hay không báo cảnh. Bạch Lan cấp tốc rời khỏi đám người, nhanh chóng hướng về hướng lâm thời chỗ đậu xe bên trên ô tô, lên xe trước đó, nàng đặc biệt xoay người nhìn một chút, Hứa Thuần Lương cũng không đuổi tới, cảnh sát cũng không có đuổi theo, thậm chí không có nghe được đảm nhiệm gì tiếng còi cảnh sát. Bạch Lan mím môi, lấy Hứa Thuần Lương trí tuệ, hắn nhất định đoán được mình nhắc nhở hắn nguyên nhân. Bạch Lan chuẩn bị khởi động ô tô, bỗng nhiên cúi đầu xuống, một thanh đao nhọn đâm cái không, Bạch Lan trái tay nắm lấy đối phương tay cầm đao cổ tay, tay phải từ bên hông rút ra một cây chủy thủ, hung hăng đâm tại đối phương dưới nách, từ sườn ở giữa khe hở xuyên thẳng hắn phải phổi, phổi kịch liệt áp xúc, làm cho đối phương cánh tay phải đánh mất lực lượng. Bạch Lan thân thể tại chật hẹp trong không gian hoàn thành độ khó cực cao quay người, sau đó rút ra chủy thủ, hung hăng cắt đứt đối phương phần cổ động mạch, dũng tuyển máu tươi phun ra đến cửa sổ xe trần xe. Bạch Lan cấp tốc xuống xe, từ dương phía sau xách ra một cái dương hành lý, khóa lại xe, hướng về phía trước đi hướng cầu vượt. Đi vào trên thiên kiều, nhìn qua chiếc xe kia khóe môi lộ ra một tia nụ cười khinh thường, nhấn hạ điều khiển từ xa. Bong! Chiếc xe kia tại bạo tạc âm thanh chia 5 xẻ 7, Bạch Lan tướng điều khiển từ xa ném xuống dưới, bước nhanh đi qua cầu vượt, nàng biết hành vi hôm nay sẽ mang đến cái gì, mang ý nghĩa nàng đã mất đi phấn đấu nhiều năm mới thu hoạch được hết thảy, mang ý nghĩa nàng quãng đời còn lại tướng lang bạt kỳ hồ chạy trốn đến tận đầu tận đâu, Lý Bình Tinh tuyệt sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào phản bội hắn người. Hoàng Hữu Long nhìn qua tức hổn hển Lý Sương Hữu không khỏi có chút muốn cười, đốt lên một điếu xì gà. Phun ra nuốt vào ra một đoàn sương mù, ta có nghe lầm hay không? Ngươi tại tìm ta đòi người. Lý Sương Hữu nói, Bạch Lan là từ ngươi nơi này cách mở, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hoàng Hữu Long nói, lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng, rõ ràng có thể dùng thương nghiệp thủ đoạn đạt thành mục đích, các ngươi nhất định phải sử dụng bạo lực, thật coi là tại bán đảo. Ở trên vùng đất này có chút vấn đề không phải dùng tiền liền có thể giải quyết, Bạch Lan sự tình các ngươi có hay không hướng ta đã thông báo. Nữ nhân đều là có thiếu điểm, có biết hay không kế hoạch của các ngươi vì sao lại thất bại?
Bất luận kẻ nào đều là có cảm tình, Bạch Lan cũng giống như vậy, nàng không nhẫn tâm giết chết Hứa Thuần Lương, nàng thích Hứa Thuần Lương. Lý Sương Hữu giận dữ hét, ngươi tại sao muốn tìm nàng tới, ngươi nói với nàng cái gì? Hoàng Hữu Long lạnh lùng nhìn qua Lý Sương Hữu nói, làm rõ ràng thân phận của chính ngươi, ta cũng không biết các ngươi muốn đối họ Hứa ra tay, ta làm sao tiết lộ bí mật của các ngươi. Hiện tại ngươi vẫn là cân nhắc như thế nào bàn giao đi. Lý Sương Hữu nói, Sa Thế Hùng là tâm phúc của ngươi. Hoàng Hữu Long đứng người lên bỗng nhiên cho Lý Sương Hữu một cái vang dội cái tát, đánh cho Lý Sương Hữu trước mắt sao vàng bay loạn. Một cây lóe ra hàn quang đại châm chống đỡ Lý Sương Hữu cổ họng, Hoàng Hữu Long nheo mắt lại khinh thường nhìn qua hắn, ta nhắc nhở qua ngươi, lại có lần tiếp theo, ta sẽ không khách khí với ngươi. Lý Sương Hữu hầu kết giật giật. Cút. Lý Sương Hữu lui về phía sau hai bước, hắn gật đầu nói, chờ ta bắt lấy nàng lại nói. Căn cứ cảnh sát trước mắt nắm giữ tình huống, lần này bạo tạc tạm thời bị định tính là khí ga tiết lộ. Hứa Thuần Lương lười nhác vạch trần chân tướng, phối hợp cảnh sát điều tra về sau trở về khách sạn, hảo hảo tắm rửa một cái, phủ thêm áo choàng tắm đi ra phòng tắm, nhìn qua màn cửa phương hướng, ra đi. Ẩn thân tại màn cửa sau Bạch Lan hiện thân ra, trong tay cầm một khẩu súng, họng súng nhắm ngay Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương chậc chậc khen, người đối ta còn thực sự là tình hữu độc chung. Đều đã trễ thế như vậy còn đặc biệt tới chơi nhân vật đóng vai. Bạch Lan lắc lắc họng súng, ra hiệu hắn quay lưng mình ngồi ở trên giường. Hứa Thuần Lương ngồi xuống, Bạch Lan đứng tại sau lưng của hắn tiếp tục dùng thương chỉ vào hắn. Hứa Thuần Lương nói, con người của ta trả thù tâm rất nặng, người hôm nay làm sao đối ta, ta về sau làm sao đối ngươi. Bạch Lan khinh thường nói, người nghĩ nổ chết ta. Không, ta cũng dùng thương ở phía sau chỉ vào ngươi. 4. Bạch Lan nói, người phát cho ta tấm hình kia là có ý gì? Hứa Thuần Lương không có trả lời vấn đề của nàng, người cho ta thông gió báo tin tức, tình cảnh hiện tại nhất định rất xấu hổ đi. Bạch Lan nói, người vì cái gì không có báo cảnh? Hứa Thuần Lương nói, nếu như ta báo cảnh, người liền không thể êm đẹp ở chỗ này ngồi, người làm sao không có về phòng của mình? Để ta đoán một chút, nhất định là phản bội tổ chức, bị đuổi giết không dám công khai lộ diện. Người đến tột cùng là làm sao lẻn vào đến trong phòng của ta. Bạch Lan dùng thương miệng đứng vững Hứa Thuần Lương lưng, trả lời vấn đề của ta. Hứa Thuần Lương nói, ta đưa người viết cung điện vua chúa cho Kim Tín Huệ, nàng nhìn một chút xíu cũng cảm giác trong sách địa phương là Nam Phổ quê quán, nàng nói không có tự mình kinh lịch là không viết ra được dạng này tiểu thuyết, người có phải hay không rất nghĩ mà sợ. Hôm nay suýt nữa tướng mình ở trên đời này thân nhân duy nhất cho hại chết. Hứa Thuần Lương nghiêng đầu đi. Bạch Lan nói, đem mặt xoay qua chỗ khác. Hứa Thuần Lương xuất thủ, một phát bắt được cổ tay của nàng, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai tướng cổ tay của nàng vặn đến sau lưng, đem khẩu súng đoạt tới, tướng Bạch Lan khống chế lại cũng ép ngã xuống giường. Đây là đem giả súng, Hứa Thuần Lương thật sự là im lặng, thế mà cầm một thanh giả súng đến đe dọa mình, hắn dùng thương chỉ vào Bạch Lan cái ót. Bạch Lan cả giận nói, người thả ta ra. Hứa Thuần Lương nói, ta mới vừa nói cái gì tới. Bạch Lan có điểm cảm giác khác thường, ta mới vừa rồi là cầm một khẩu súng chỉ vào ngươi, ngươi bây giờ là gấp bội hoàn trả sao? Làm sao còn có khẩu súng chỉ vào người của ta cái mông? Nghĩ lại, da mặt có chút phát sốt, cái này không biết xấu hổ đồ vật, hắn tại thừa cơ chiếm ta tiện nghi. Hứa Thuần Lương nói, ai bảo ngươi làm như vậy? Bạch Lan nói, ta sẽ không nói cho ngươi. Hứa Thuần Lương nói, ngươi bây giờ rơi vào trong tay ta, còn có lựa chọn sao? Bạch Lan nói, người âm hiểm xảo trá, ta chuẩn bị kỹ càng, người xem một chút phía dưới gối đầu. Hứa Thuần Lương đưa tay xốc lên gối đầu, nhìn đến phía dưới có một cái sách vở một dạng dẹp hình bom, phía trên đếm ngược biểu hiện còn có 15 phút. Hứa Thuần Lương hít vào một ngụm khí lạnh. Bạch Lan nói, dạng này bom ta tại phòng ngươi bên trong ba cái, cùng lắm thì, chúng ta cùng chết. Hứa Thuần Lương nói, đủ hung ác. Bạch Lan nói, đối loại người như ngươi không nhiều điểm tâm mắt không được. Hứa Thuần Lương buông ra Bạch Lan, khoảng cách gần tiếp xúc phát hiện, nàng phát dục vẫn là tương đối không tệ, dù sao thân thể phản ứng không lừa được mình. Hứa Thuần Lương thầm than, đột phá tiên thiên cảnh về sau, bản năng nhu cầu so qua đi mãnh liệt hơn, áo choàng tắm đều bị trống lên. Hứa Thuần Lương đem miệng súng rời, đi giường ghế salon đối diện ngồi xuống, lúc này có chút bành trướng. Bạch Lan sau khi đứng dậy cả sửa lại một chút tóc, sau đó lấy ra viên kia bom, đình chỉ phát động trang bị,
sau đó khom người đi dưới giường lại lấy ra một viên bom. Hứa Thuần Lương chỉ trích nàng, quá âm hiểm đi. Bạch Lan nói, lần này tới gặp ngươi liền ôm định lòng quyết muốn chết, mượn qua. Nàng từ ghế sofa sau lấy ra hai vai bao, tướng hai viên bom bỏ vào, tắt đèn, đi vào Hứa Thuần Lương đối diện ngồi xuống, trong phòng chỉ còn lại đèn sáng rỡ, ánh đèn yếu ớt đến vẻn vẹn chỉ có thể nhìn thấy lẫn nhau vòng khuếch. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta bảo thủ bí mật này, nếu như bọn hắn biết nguyên nhân chân chính, khẳng định sẽ ra tay đối phó. Trần chờ một chút, mới nói, tỷ ta, đối diện Hứa Thuần Lương đã không có cần thiết giấu giếm, bởi vì Hứa Thuần Lương đã phát hiện bí mật này. Hứa Thuần Lương nói, ta hôm nay kém chút chết trong tay ngươi, ta dựa vào cái gì đáp ứng ngươi? Bạch Lan nói, ta có thể giúp ngươi đối phó Nhạc Tinh. Hứa Thuần Lương nói, ta làm sao biết ngươi không phải đang động tác võ thuật ta? Bạch Lan nói, ta hôm nay vì ngươi báo tin chẳng khác nào phản bội Nhạc Tinh, Lý Bình Tinh không thể chịu đựng bất luận kẻ nào đối sự phản bội của hắn, mặc kệ ta đi tới chỗ nào, hắn đều sẽ bất kể đại giới mà đem ta giết chết. Hứa Thuần Lương nói, nếu như ta không để ý tới giải sai, ngươi bây giờ đã không đường có thể trốn. Bạch Lan nói, ta vì sao phải trốn, hắn dám làm lần đầu tiên ta liền làm 15. Hứa Thuần Lương nói, ngươi không có ý định cùng tỷ tỷ nhận nhau rồi. Bạch Lan nói, biết nàng bình an liền tốt, người như ta chỉ làm cho nàng mang đến bất hạnh, người cùng với nàng là thế nào nhận thức? Hứa Thuần Lương nói, những năm này, nàng vẫn luôn đang tìm ngươi, bởi vì lúc đầu hút vào quá nhiều bụi, nàng được rất nghiêm trọng phổi sợi hóa, được xưng là phổi chứng thực. Sa Thế Hùng đối nàng rất tốt, những năm này một thằng giúp nàng chữa bệnh, cũng là nguyên nhân này dấn thân vào đến Minh Đức Tập đoàn, giúp Hoàng Hữu Long làm việc, muốn dùng cái này đổi được Hoàng Hữu Long vì ngươi tỷ chữa bệnh. Đáng tiếc Hoàng Hữu Long không có bản sự này. Bạch Lan ân cần nói, tỷ ta nàng hiện tại ra sao? Hứa Thuần Lương nói, đây không phải gặp được ta nha, người yên tâm đi, bệnh tình đã rất là chuyển biến tốt đẹp. Bạch Lan nhẹ gật đầu, tạ ơn. Hứa Thuần Lương đánh giá trước mắt cái này kém chút tướng mình đưa vào chỗ chết nữ nhân, ai bảo ngươi xuống tay với ta? Ngươi đoán? Hoàng Hữu Long. Bạch Lan khinh thường nói, liền hắn cũng xứng. Tương đương phủ định Hứa Thuần Lương suy đoán. Hứa Thuần Lương nói, đó chính là Lý Bình Tinh lão già chết tiệt kia. Bạch Lan nói, cho ngươi một cái lời khuyên, ngươi dễ thực hiện nhất chuyện này chưa từng xảy ra, ngươi đấu không lại họ. Hứa Thuần Lương nói, ta có thể đem ngươi xoay đưa công an cơ quan, nhân chứng vật chứng đều tại, không sợ lão già kia không thừa nhận. Bạch Lan nói, ta cho dù chết cũng sẽ không để ngươi đạt được. Nàng đoán chắc Hứa Thuần Lương sẽ không như thế làm. Không phải hắn cũng sẽ không ở hiện trường bỏ mặc mình rời đi. Hứa Thuần Lương đi rót hai chén rượu, trong đó một chén đưa cho Bạch Lan. Bạch Lan tiếp nhận cũng không có uống, nàng đối Hứa Thuần Lương vẫn tràn đầy cảnh giác. Hứa Thuần Lương uống một hớp rượu nói, yên tâm, trong rượu không có độc. Bạch Lan nói, hai ngày này ta nhất định phải bảo trì đầu óc thanh tỉnh. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, Nhạc Tinh tại thổ địa của chúng ta bên trên cũng không dám quá mức càn rỡ. Không bằng chúng ta nói chuyện như thế nào hợp tác, người giúp thế nào ta đối phó Nhạc Tinh. Bạch Lan nói, Đông Châu Thanh Sơn mỏ di chỉ phía dưới khả năng ẩn giấu đi một cái bí mật, năm đó trận kia quáng nạn hẳn là người vì tạo thành, mục đích đúng là muốn che giấu bí mật này. Hứa Thuần Lương nhìn qua Bạch Lan, hắn đã sớm hoài nghi trong này có chuyện ẩn ở bên trong, khó trách Nhạc Tinh tập đoàn nghĩ hết biện pháp muốn lấy được bệnh truyền nhiễm viện mảnh đất này. Người có biết hay không có cái gì? Bạch Lan nói, lấy Lý Bình Tinh trước mắt tài phú có thể để cho hắn động tâm đồ vật không nhiều. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, đúng là như thế, Lý Bình Tinh đối tài phú địa vị hẳn là không có hứng thú, đến hắn loại này tuổi tác, có thể đả động hắn hẳn là sinh mệnh, không có so kéo dài tuổi thọ vĩnh bảo thanh xuân càng có thể đả động một cái già trên 80 tuổi lão nhân. Hứa Thuần Lương cùng Bạch Lan đụng một cái chén, Bạch Lan mặc dù cùng hắn chạm cốc, nhưng vẫn không uống rượu. Chứng minh nàng từ đầu đến cuối đều không có bỏ xuống trong lòng cảnh giác. Hứa Thuần Lương rõ ràng Bạch Lan không có khả năng tướng tất cả át chủ bài đều xốc lên cho mình nhìn, thấp giọng nói, cho nên ngươi viết chuyện ký là giả, siêu tập Thanh Sơn mỏ vật liệu là thật, mục đích là tìm tới năm đó Lý Tương Phác lưu lại bí mật. Bạch Lan nói lên chuyện này còn muốn đa tạ hỗ trợ của ngươi. Trong bóng tối Hứa Thuần Lương tiếp cận Bạch Lan con mắt nói, Nhạc Tinh lúc trước muốn cướp đi bệnh viện chúng ta mảnh đất kia. Mục đích thực sự là bởi vì chúng ta bệnh viện khoảng cách Thanh Sơn mỏ rất gần, có lẽ Lý Tương Phác lưu lại bí mật ngay tại Tân Y viện cánh đồng phía dưới. Bạch Lan nói, đường hầm mỏ bốn phương thông suốt,
coi như Nhạc Tinh không thể toại nguyện, bọn hắn y nguyên sẽ đầu tư Trung Hàn sản nghiệp vườn, đơn giản là nhiều đi một chút đường quanh co thôi. Có một chút ta có thể kết luận, liên quan tới mật tàng địa đồ một định tại Lý Bình Tinh trong tay, chúng ta có thể liên thủ tướng vật hắn muốn cướp đi. Chỉ có dạng này mới có thể nắm giữ chủ động, thu hoạch cùng Lý Bình Tinh cò kè mặc cả tư cách. Hứa Thuần Lương vừa mua điện thoại di động vang lên, cầm lấy xem xét là Lưu Hải Dư. Hứa Thuần Lương lập tức ý thức được Lưu Hải Dư lần này tới điện 89 phần 10 cùng hôm nay phát sinh bạo tạc án có quan hệ. Hắn cũng không có nghe, một lát sau, Lưu Hải Dư phát cho hắn một cái tin, ta tại khách sạn đại đường chờ ngươi. Bạch Lan tựa hồ cảm giác được cái gì, nói khẽ ta đi, ngươi suy nghĩ thật kỹ. Hứa Thuần Lương nói, về sau làm sao liên hệ ngươi? Ngươi không cần liên hệ ta, ta sẽ chủ động tìm ngươi. Bạch Lan kéo cửa phòng ra. Nàng đã phá hủy tầng lầu này giám sát, bước nhanh tiến vào an toàn thông đạo, dọc theo thang lầu đi xuống. Hứa Thuần Lương các loại thân ảnh của nàng biến mất về sau, cũng mặc xong quần áo trải qua thang máy đi khách sạn đại đường. Lưu Hải Dư ngồi tại trong hành lang uống vào miễn phí nước trà ăn miễn phí điểm tâm, con hàng này rất am hiểu chiếm loại này món lời nhỏ. Hứa Thuần Lương đi vào hắn ngồi xuống bên người, đánh giá người này, đều thời gian này còn tới ăn nhờ ở đậu. Lưu Hải Dư biểu lộ có chút nghiêm túc, tướng để chén trà trong tay xuống, nơi này nói chuyện không tiện, chúng ta chuyển sang nơi khác. Hứa Thuần Lương nói, đi phòng ta. Lưu Hải Dư cầm lên hắc túi nhựa, đi theo Hứa Thuần Lương về tới gian phòng của hắn. Sau khi vào phòng, Lưu Hải Dư trước kiểm tra một chút, vững tin trong phòng của hắn cũng không nghe trộm chụp lén trang bị. Hứa Thuần Lương ngồi ở một bên nhìn xem hắn, kỳ thật hắn cũng có chút lo lắng Bạch Lan trong phòng lưu lại nghe lén trang bị. Có Lưu Hải Dư cái này chuyên nghiệp lão thủ hỗ trợ kiểm tra không còn gì tốt hơn. Lưu Hải Dư vững tin an toàn về sau, từ trong túi nhựa lấy ra mấy món ăn sáng. Hứa Thuần Lương dở khóc dở cười nhìn qua hắn, người đây là ý gì? Lưu Hải Dư nói, tìm ngươi uống hai chén. Cái này túi nhựa thật là một cái bách bảo nang, bên trong còn chứa một bình rượu sái. Hứa Thuần Lương để hắn chờ một chút, hắn chỗ này có hai bình Trần Thiên Phàm tặng Trần Lão Đao tương rượu. Vừa vặn ra nếm thử. Hai người tại bàn trà bên cạnh ngồi, Hứa Thuần Lương mở một bình rượu, lập tức cả phòng thơm ngát, Lưu Hải Dư nhìn qua vàng óng tửu sắc chật chật khen, rượu này không tệ, thật là thơm a. Hứa Thuần Lương nhìn hắn mang tới mấy món ăn sáng, một phần củ lạc, một phần tỏi ruột, một phần nhân vật chính, một con gà quay. Lưu Hải Dư đeo lên thủ sáo đem gà quay xé tốt, đại hồng môn. Hứa Thuần Lương cười nói, có đậu phộng mét là đủ rồi. Lưu Hải Dư hữu ý vô ý nói, cho ngươi ép một chút, nghe nói ngươi hơi phản ứng chậm nữa như vậy nửa nhịp hôm nay liền lần đang nướng thịt cửa hàng. Hứa Thuần Lương bưng lên ly pha lê cùng hắn đụng đụng, uống một hớp rượu nói, ngươi liền xông chuyện này tới. Có hay không tra rõ ràng? Lưu Hải Dư nói, đối ngoại tuyên bố là khí ga tiết lộ đưa tới bạo tạc, trên thực tế là có người tại trong tiệm thả bom, ngươi cùng Sa Thế Hùng cùng Kim Tín Huệ đến cùng là quan hệ như thế nào? Làm sao quấy nhiễu đến một khối? Hứa Thuần Lương minh bạch sở dĩ che giấu chân tướng sự thật nên là hại sợ làm cho không cần thiết khủng hoảng, bình tĩnh nói, Kim Tín Huệ có bệnh, ta dùng tổ truyền bí phương giúp nàng trị liệu, hiện tại có chuyển biến tốt, hai người bọn hắn vì biểu thị cảm tạ đặc địa mời ta ăn cơm. Lưu Hải Dư nói, không biết lần này bạo tạc là nhằm vào ngươi vẫn là nhằm vào bọn họ. Hứa Thuần Lương nói, tự nhiên là nhằm vào bọn họ, ta chỉ là trùng hợp đặt mình vào hiểm địa thôi. Lưu Hải Dư nói, thịt nướng cửa hàng bạo tạc phát sinh không lâu sau, phụ cận lại phát sinh cùng một chỗ ô tô tự đốt bạo tạc, trong xe phát hiện một cỗ đốt cháy khét thi thể, trải qua tra, chiếc xe kia đăng ký tại Minh Đức tập đoàn dưới cờ, đoạn thời gian gần nhất từ một vị nữ tác gia tại sử dụng, chính là ngươi lần trước ủy thác ta điều tra Bạch Lan. Lưu Hải Dư tìm ra một chương Bạch Lan ảnh chụp đưa cho Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương nói, ý của ngươi là nói trong xe thi thể chính là nàng. Lưu Hải Dư lắc đầu nói, trong xe người chết là cái nam tính, trước mắt kiểm tra thi thể kết quả còn chưa có đi ra, chiếc xe này ngừng đến vị trí phi thường xảo diệu, vừa vặn tránh đi ven đường giám sát, chứng minh người điều khiển có được tướng đương phong phú phản điều tra kinh nghiệm. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ Bạch Lan thân phận chân thật là cái hất lên tác gia áo lót nữ sát thủ, đặc biệt nghề nghiệp loại kia, lần này vi phạm với cố chủ mệnh lệnh khẳng định sẽ bị đuổi giết, đoán chừng từ nay về sau nàng tháng ngày liền không tốt hơn. Coi như trong nước an toàn bộ môn nhất thời bán hội cha không được trên người nàng, cố chủ cũng sẽ không bỏ qua nàng. Lưu Hải Dư gặp hắn không nói lời nào, thấp giọng nói, cái này cho nổ án có phải hay không là nhằm vào ngươi.
Hứa Thuần Lương nói, ta giống như không có trọng yếu như vậy đi. Lưu Hải Dư nói, Thuần Lương, nếu như cái này cho nổ án là nhằm vào ngươi, như vậy tình cảnh của ngươi vô cùng nguy hiểm, biện pháp giải quyết tốt nhất chính là đem tình hình thực tế nói hết ra, ta cam đoan sẽ đang vì ngươi bảo mật đồng thời toàn lực giúp ngươi điều tra, cũng an bài nhân thủ bảo hộ ngươi an toàn. Hứa Thuần Lương nhịn không được bật cười, dẹp đi đi, ta không cần các ngươi bảo hộ, ta là thật không biết tình huống, ngươi vừa không phải nói chiếc xe này đăng ký tại Minh Đức tập đoàn dưới cờ, vậy ngươi đi điều tra a. Nói không chừng liền là Hoàng Hữu Long bày kế hết thảy, còn có Nhạc Tinh tập đoàn, ta tại Đông Châu làm một chút để bọn hắn không thoải mái sự tình, không biết có phải hay không duyên cớ này bọn hắn nhằm vào ta. Lưu Hải Dư nói, ngươi có biết hay không Bạch Lan ở nơi nào? Hứa Thuần Lương nói, không biết. Lưu Hải Dư ý thức được từ Hứa Thuần Lương nơi này xác thực hỏi không ra cái gì, tiếp tục ở lại cũng không có quá lớn ý nghĩa, một bình rượu không uống xong liền đứng dậy cáo từ. Hứa Thuần Lương đưa tiễn Lưu Hải Dư, cọ sát lấy Nhạc Tinh tập đoàn sự tình, đám này làm lần đầu tiên, hắn liền phải làm 15, các ngươi không phải nghĩ làm cái gì Trung Hàn sản nghiệp vườn sao. Ta phải nghĩ phương nghĩ cách đem việc này cho quấy nhiễu, còn có Minh Đức tập đoàn, Hoàng Hữu Long cái ba ba tôn, lão tử cùng ngươi nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Hoàng Hữu Long nhìn qua Sa Thế Hùng, trên mặt biểu lộ giống như cười mà không phải cười, hảo hảo tại sao phải đi. Sa Thế Hùng nói, Hoàng Tổng. Cảm tạ người cho tới nay đối chiếu cố cho ta, thế nhưng là Tín Huệ đã không có quá lâu thời gian, rời đi Minh Đức cũng là vì hảo hảo theo nàng đi đến sau cùng thời gian. Đây là hắn cùng Kim Tín Huệ thương lượng xong lý do thoái thác, Hàn Thượng Uyển bạo tạc về sau, bọn hắn cũng đã mất đi ở kinh thành sau cùng ràng buộc, dự định rời đi, rời xa không phải là người. Hoàng Hữu Long nói, có phải hay không thịt nướng cửa hàng sự tình? Không cần lo lắng, chỗ có tổn thất ta đến gánh chịu. Nếu như các ngươi muốn tiếp tục thịt nướng cửa hàng sinh ý, ta có thể lại giúp các ngươi mở một nhà. Sa Thế Hùng nói, tạ ơn Hoàng Tổng hảo ý, ta cũng không là bởi vì việc này. Hoàng Hữu Long nói, Thế Hùng a, ngươi người này trọng tình trọng nghĩa, ta là hẳn là thành toàn ngươi. Sa Thế Hùng mím môi nói, tạ ơn Hoàng Tổng lý giải. Hoàng Hữu Long lắc đầu nói, thế nhưng là ngươi không nên dối gạt ta à? Hoàng Tổng có ý tứ gì? Hoàng Hữu Long nói, rõ ràng ngươi cùng Hứa Thuần Lương trong bóng tối lui tới, ngươi lại giả vờ xảy ra chuyện gì đều không có phát sinh. Hoàng Tổng sự tình không phải người trong tưởng tượng cái dạng kia, hắn chỉ là thịt nướng cửa hàng một vị phổ thông khách hàng, ta chưa hề hướng hắn tiết lộ qua công ty bất cứ chuyện gì. Hoàng Hữu Long nói, ngươi không cần hoảng, ta lại không nói ngươi bán ta, bán công ty lợi ích, ta chỉ là có chút hiếu kỳ, Hứa Thuần Lương đến tột cùng dùng phương pháp gì đả động ngươi. Sa Thế Hùng nói, không có. Hoàng Hữu Long ha ha cười ra tiếng, hắn kéo ra ngăn kéo xuất ra một sấp bệnh lịch, có người cho ta cung cấp Kim Tín Huệ mới nhất kiểm tra báo cáo, nếu như phần này CT báo cáo không sai, ta hẳn là chúc mừng ngươi a. Sa Thế Hùng sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi, chuyện này cuối cùng vẫn là không có giấu giếm được Hoàng Hữu Long. Hoàng Hữu Long nói, kỳ thật ngươi quan tâm Kim Tín Huệ, muốn trị tốt tâm tình của nàng ta hiểu rõ. Coi như ngươi đi cầu trợ ở Hứa Thuần Lương cũng không có gì, nhưng là ngươi không nên giấu giếm ta à? Sa Thế Hùng cúi đầu nói, thật xin lỗi. Ngươi không cần nói xin lỗi với ta, trừ phi ngươi làm có lỗi với ta sự tình. Sa Thế Hùng nói, Hoàng Tổng, ta không có. Hoàng Hữu Long nhóm lửa một điếu thuốc, hít một hơi thuốc lá chậm rãi nói, ta có thể làm thành hết thảy đều chưa từng xảy ra. Hoàng Hữu Long là ám chỉ Sa Thế Hùng từ bỏ ý nghĩ rời đi. Sẽ còn cho hắn một cơ hội. Sa Thế Hùng nói, còn xin Hoàng Tổng lý giải. Hoàng Hữu Long nhẹ gật đầu, từ trong ngăn kéo xuất ra hai chồng tiền ném cho Sa Thế Hùng. Sa Thế Hùng tiếp được lại thả trở về, hướng Hoàng Hữu Long khom người một cái thật sâu, sau đó cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Hoàng Hữu Long âm trầm xong trong mắt lóe lên hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, hắn cầm điện thoại lên bấm Lý Sương Hữu dãy số ta tra được một sự kiện. Diệp Thanh Nhã trước kia liền xe chạy tới Tinh Thần Tử cửa hàng, hôm nay nàng cùng Hứa Thuần Lương đã hẹn tiến về Độ Vân Tự, khoảng cách ước định thời gian còn có 15 phút, Diệp Thanh Nhã cũng không có thúc giục Hứa Thuần Lương sớm xuống tới, liền ngồi ở trong xe nghe lên âm nhạc. Đêm qua phụ thân cùng với nàng trò chuyện trong chốc lát, chủ yếu là liên quan tới nàng chuyện cá nhân, phụ thân cho rằng nàng còn trẻ, cũng không thể dạng này cô đơn cả một đời. Diệp Thanh Nhã minh xác biểu thị, trải qua lần thất bại này cưới nhân. Nàng đã đối hôn nhân đã mất đi hứng thú. Diệp Thanh Nhã rất hưởng thụ hiện tại tự do, nàng không thích ước thúc người khác, cũng không thích bị người khác ước thúc.
Nàng mặc dù văn tĩnh nhưng thực chất bên trong lại tuân theo phụ thân kia phần không bị trói buộc. Diệp Sương Nguyên cùng Lâm Tư Cẩn hôn nhân sở dĩ đi đến một bước này cũng là bởi vì hai người ai đều không thích đối phương ước thúc chính mình. Hôm nay khí trời rất nóng, trong xe hơi lạnh rất đủ, Diệp Thanh Nhã nghe âm nhạc nhìn qua ngoài cửa sổ xe sinh cơ bừng bừng lục, tâm tình cũng trở nên giãn ra, nàng quyết định không còn kết hôn, một người lặng lặng hưởng thụ thế giới này rất tốt. Hứa Thuần Lương gõ gõ cửa sổ xe, đánh thức đắm chìm trong suy tư Diệp Thanh Nhã, nàng mở ra bên trong khống. Hứa Thuần Lương kéo ra vị trí lái cửa xe, ra hiệu Diệp Thanh Nhã đi phụ xe ngồi, quay đầu có không ít đường núi muốn mở, hắn nhưng không tin Diệp Thanh Nhã kỹ thuật điều khiển. Diệp Thanh Nhã thuận theo đi phụ xe ngồi, tiếp nhận Hứa Thuần Lương đưa cho nàng một chén lộ ra khí lạnh dương nhánh cam lộ. Hứa Thuần Lương nói, khách sạn dưới lầu mua, người nếm thử. Diệp Thanh Nhã gật đầu cười, nhìn thoáng qua thời gian vừa mới 8 điểm. Diệp Thanh Nhã tâm tình quả nhiên không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng. Trên thực tế nàng cùng Hứa Thuần Lương cùng nhau thời điểm tâm tình đều là nhẹ nhõm vui sướng, có thể là bởi vì Hứa Thuần Lương siêu cường sức cuốn hút, nhìn thấy Hứa Thuần Lương cười thời điểm, nàng cảm giác lòng của mình đều cùng theo nhộn nhạo. Lái lên đường núi liền phát hiện chiếc xe này tại rẽ ngoặt phương diện không tính linh hoạt, Diệp Thanh Nhã nhìn qua một bên vách núi, có chút sợ hãi nói, may mắn là ngươi, lái xe được thật tốt, đổi thành ta là không dám mở. Hứa Thuần Lương nói, chậm một chút mở là được rồi. Kỹ thuật lái xe thứ này, không khác, nhưng người chuyên nghiệp. Diệp Thanh Nhã nói, ngươi là tài xế lâu năm. Hứa Thuần Lương ho khan một tiếng nói, tỷ, người chỉ đến phương diện kia. Diệp Thanh Nhã ngộ đi qua, xấu hổ tại trên cánh tay hắn vỗ một cái, rõ ràng Hứa Thuần Lương tại vẩy tao mình, nhưng nàng không những không có sinh khí, ngược lại trong lòng ngọt lịm. Không có nam nhân dám cùng với nàng mở dạng này chơi cười. Liền xem như Kiều Như Long cũng chưa từng cùng với nàng mở phương diện này trò đùa, hai người sau khi kết hôn có thể dùng tương kính như tân để hình dung. Diệp Thanh Nhã bằng hữu không nhiều, Hứa Thuần Lương xem như một cái, ở trước mặt hắn có thể nói thoải mái, không cần cân nhắc điều kiêng kỵ gì, Diệp Thanh Nhã thích chân thực không làm bộ người, mà dạng này người hiện tại rất khó gặp được. Hứa Thuần Lương đem xe ngừng tốt, Diệp Thanh Nhã xuống xe trước đó lau điểm kem chống nắng, hỏi Hứa Thuần Lương muốn hay không. Hứa Thuần Lương lắc đầu, hắn không quen bôi món đồ kia, sền sệt. Xuống xe, ngẩng đầu nhìn bầu trời, thái dương y nguyên độc ác. Sau đó xuống xe Diệp Thanh Nhã đưa cho hắn một cái mũ để hắn đeo lên. Hứa Thuần Lương lần này không có cự tuyệt, mang tốt mũ tướng Diệp Thanh Nhã túi nhiếp ảnh nhận lấy, hai người dọc theo đường núi hướng Độ Vân Tự phương hướng leo lên. Tiến vào núi rừng bên trong lập tức liền lạnh nhanh hơn rất nhiều, trong rừng cây không ngừng truyền đến chim chóc kêu to. Diệp Thanh Nhã thỉnh thoảng ngừng chân quay chụp. Hứa Thuần Lương cảm giác Diệp Thanh Nhã hiện tại trạng thái tốt kinh người, xem ra mỗi người đều thích hợp cuộc sống của mình phương thức. Một con sóc con xâm nhập ánh mắt, Diệp Thanh Nhã nhắm ngay sóc con đè xuống cửa chớp. Hứa Thuần Lương bỗng nhiên tâm cơ khẽ động, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy một con diều hâu từ trên trời giáng xuống, hướng sóc con lao xuống mà đi, Hứa Thuần Lương cũng không ngăn cản, thế giới này vốn chính là mạnh được yếu thua khôn sống mống chết. Diệp Thanh Nhã phát hiện thời điểm phát ra một tiếng kinh hô. Lúc này trong rừng cây truyền đến một tiếng rít, một cục đá đánh trúng vào diều hâu thân thể, bắn ra diều hâu lông vũ bay loạn, kia diều hâu bị đau từ bỏ tiếp tục săn giết sóc con dự định, vỗ cánh hướng lên không bỏ chạy. Hứa Thuần Lương lần theo cục đá phóng tới phương hướng nhìn lại, chỉ gặp Câm Niếc Hòa Thượng mang theo thùng nước từ bên trong đi ra. Câm Niếc Hòa Thượng nhìn thấy bọn hắn mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, làm lấy hoan nghênh thủ thế. Hứa Thuần Lương trong lòng thầm nghĩ, cái này Câm Niếc không mang ná cao su, nên là lấy đạn chỉ thần công bắn ra cục đá, khoảng cách xa như vậy có thể chuẩn xác đánh trúng diều hâu, tay này công phu thật sự là không kém. Một đoạn thời gian không đến Độ Vân Tự, phát hiện Độ Vân Tự đã sửa chữa hoàn tất, nơi này là Mặc Hàm bỏ vốn, Phổ Kiến tìm công trình đội tới thi công, mặc dù núi cao đường xa, thi công không tiện, nhưng là chỉ cần bỏ được dùng tiền, không có không làm được sự tình. Tất cả kiến trúc vật liệu trên cơ bản đều là nông dân công dựa vào nhân lực lưng đi lên. Độ Vân Tự bên trong mặt đất một lần nữa dùng đá xanh lát, Hứa Thuần Lương bọn hắn đến thời điểm, trên mặt đất bày khắp Phật Kinh Thư Tịch, Thông Huệ Hòa Thượng đang ở nơi đó phơi nắng. Thông Huệ Hòa Thượng không dùng tay cơ loại hình công cụ truyền tin, cho nên Hứa Thuần Lương trước khi tới đây cũng không có cách nào liên lạc hắn, thiếu thốn công cụ truyền tin đánh mất rất nhiều tiện lợi nhưng là mang đến không ít kinh hỉ. Hứa Thuần Lương nói rõ ý đồ đến, Thông Huệ Hòa Thượng tự nhiên hoan nghênh, tự mình dẫn đầu Diệp Thanh Nhã đi trong hang đá quan sát,
cùng nàng giao lưu thư pháp tâm đắc. Hứa Thuần Lương tướng mang tới lá trà giao cho Câm Điếc Hòa Thượng đảm bảo, thừa dịp trong khoảng thời gian này, hắn bốn phía đi lòng vòng, nhìn xem miếu thờ chữa trị tình huống, tổng thể tới nói coi như hài lòng, phổ kiến Cầm Mặc Hàm tiền ngược lại là không có dám ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Câm Điếc Hòa Thượng đặc biệt dẫn Hứa Thuần Lương đi xem nhìn mới đảo phóng sinh ao, trong hồ nuôi cá chép, còn có mấy con rùa đen, chớ xem thường cái này một dòng thanh đàm, cho Độ Vân tự tăng thêm không ít cái vui trên đời. Lúc này một tầng mây từ không trung phiêu đi qua, Câm Điếc ngẩng đầu nhìn trời, nhớ ra cái gì đó, xoay người đi thu thập phơi nắng Phật kinh. Hứa Thuần Lương biết hắn là lo lắng trời mưa, mau chóng tới hỗ trợ. Thông Huệ Hòa Thượng cùng Diệp Thanh Nhã cũng đến đây, bốn người hợp lực tướng kinh thư thu hồi đến tảng kinh các, vừa mới dẹp xong, một trận mưa lớn mưa to liền bất ngờ tới. Diệp Thanh Nhã nhìn qua sấm chớp rền vang bầu trời, không khỏi nói, ta xem qua thời tiết rõ ràng không có mưa. Hứa Thuần Lương nói, hiện tại dự báo thời tiết người cũng dám tin. Thông Huệ Hòa Thượng cười nói, không phải dự báo thời tiết không cho phép, mà là núi này bên trên thời tiết biến hóa khó lường. Các ngươi yên tâm, trận mưa này hạ không quá lâu, tới cũng nhanh đi được nhanh, chốc lát nữa lại là dương quang phổ chiếu. Hứa Thuần Lương nhìn qua cái này bầu trời trở nên ô trầm trầm, rõ ràng tầng mây càng để lâu càng dày, đoán chừng nhất thời bán hội sẽ không mưa tạnh. Thông Huệ để Câm Điếc đi chuẩn bị cơm chay. Hứa Thuần Lương để bọn hắn không cần làm phiền, hai cái bát đổ hộp là được. Dựa theo bọn hắn kế hoạch lúc đầu 3 giờ chiều đường về, nhưng trận mưa này cũng không có giống Thông Huệ nói như vậy tới cũng nhanh đi được nhanh, lúc 3 giờ mưa không thấy nhỏ, ngược lại càng lúc càng lớn. Diệp Thanh Nhã biết Hứa Thuần Lương đêm nay còn có một cái bữa tiệc, áy náy nói, không có ý tứ a, chậm trễ ngươi chuyện chính. Hứa Thuần Lương cười nói, Thanh Nhã tỷ, ngươi khách khí với ta cái gì? Loại này ngoài ý muốn là ai cũng tránh không khỏi, ta ban đêm chính là ăn cơm, cũng không tính được nhiều chuyện quan trọng. Đại điện bên trong truyền đến tụng kinh thanh âm, kia là Thông Huệ Hòa Thượng mỗi ngày bền lòng vững dạ bài tập. Diệp Thanh Nhã nói, thật sự là bội phục đại sư, nếu không có kiên định tín niệm rất khó thủ vững như thế khô khan sinh hoạt. Hứa Thuần Lương nhìn qua cách đó không xa phóng sinh trong ao bơi qua bơi lại cá chép nói, trang tử không phải cá, làm sao biết cá có vui. Mỗi người đều có quyền lựa chọn cuộc sống mình muốn, khả năng đại sư thích thú đâu. Diệp Thanh Nhã không khỏi nhớ tới mình, Hứa Thuần Lương nói không sai, mình không phải là không đồng dạng. Lúc này một đạo trường xà tia chớp xẹt qua mây đen dày đặc bầu trời, lập tức một tiếng rung khắp thiên địa tiếng sấm vang lên, dọa đến Diệp Thanh Nhã thân thể mềm mại run lên, không tự chủ được bắt lấy Hứa Thuần Lương cánh tay. Hứa Thuần Lương an ủi nàng nói, không có việc gì, không cần sợ. Cùng lúc đó, hậu viện truyền đến ầm ầm tiếng vang, cực kỳ giống công trình kiến trúc đổ sụp thanh âm. Câm Điếc cũng nghe đến cái này âm thanh động tĩnh, đội mưa hướng hậu viện chạy tới. Không bao lâu hắn vội vàng hấp tấp chạy về phía đại điện, Thông Huệ Hòa Thượng cùng hắn đi ra tới. Hứa Thuần Lương nhìn thấy hắn thần sắc hốt hoảng cử động liền đoán được có đại sự xảy ra, nếu không phải như thế, hắn cũng không sẽ kinh động đang chuyên tâm lễ Phật Thông Huệ. Hứa Thuần Lương cùng Diệp Thanh Nhã cũng đi theo nhìn xem phải chăng có thể hỗ trợ. Các loại đến lúc đó, phát hiện hậu viện một tòa linh tháp bị sét đánh đổ sụp, tòa này linh tháp chính là tiền nhiệm phương trượng Mai Cốt Chi Địa. Thông thường hòa thượng sau khi chết, đem cho cốt của bọn hắn hoặc thi cốt thả vào địa cung, phía trên tạo tháp, lấy đó công đức. Tháp cao thấp, lớn nhỏ cùng số tầng nhiều ít, chủ phải căn cứ các hòa thượng khi còn sống đối Phật học tạo nghệ sâu cạn, uy vọng cao thấp, công đức lớn nhỏ đến quyết định. Vị này lão phương trượng Phật tháp phi thường đơn giản, năm đó chính là Thông Huệ cùng Câm Điếc lợi dụng núi đá điêu khắc thành. Phật tháp bị lôi điện bổ vừa vặn, hiện trường một mảnh hỗn độn, Câm Điếc nhìn thấy tình cảnh trước mắt quỳ trên mặt đất không ở dập đầu, hắn thấy đây là điềm đại hung, nhưng sư phụ tế thế vi hoài, từ bi cả đời, làm sao lại tao ngộ như thế điều xấu. Hứa Thuần Lương đến gần Phật tháp nhìn một chút, địa cung hẳn là không việc gì, bị phá hư là mặt đất kiến trúc. Phật tháp bên trong nguyên bản có cái dùng để chôn cùng bình gốm, cũng bởi vì thạch tháp đổ sụp ngã nát bấy, bên trong đều là phương trượng khi còn sống thường dùng đồ vật, hắn trước khi chết liền đem bình gốm phong tồn. Thông Huệ Hòa Thượng thanh âm từ Hứa Thuần Lương sau lưng truyền đến, hai vị thí chủ mời về đi nghỉ ngơi, nơi này giao cho chúng ta xử lý. Hứa Thuần Lương cùng Diệp Thanh Nhã liếc mắt nhìn nhau, minh bạch khả năng này là liên quan đến người ta cấm kỵ, bọn hắn một lòng nghĩ đến giúp đỡ ngược lại thất lễ. Diệp Thanh Nhã áy náy nói, đại sư, là chúng ta đường đột. Thông Huệ Hòa Thượng nói, một trận ngoài ý muốn thôi.
Hứa Thuần Lương lui về phía sau một bước nói, đại sư, chúng ta sẽ không quấy rầy, xin được cáo lui trước. Lúc này mưa rõ ràng nhỏ, bọn hắn lưu lại cũng không tiện, tranh thủ thời gian thừa cơ hội này rời đi. Thông Huệ thấp giọng nói, không tiễn. Hắn khom người xuống thu thập tàn cuộc, kia bình gốm là sư phụ năm đó tọa hóa trước đó lưu cho hắn, nói bên trong có liên quan tới hắn một vài thứ, có lẽ có thể giúp hắn tìm về ngày xưa ký ức, nếu như hắn muốn biết, một mực mở ra bình gốm, nhưng nếu như hắn không muốn nhớ lại chuyện cũ, liền đem cái này bình gốm chôn cùng. Thông Huệ năm đó đã trải qua một phen đấu tranh tư tưởng, cuối cùng quyết định tướng cái này bình gốm đặt vào thạch tháp, để bí mật vĩnh viễn nương theo lấy sư phụ rời đi. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới trận này ngoài ý muốn sẽ để cho bình gốm lại thấy ánh mặt trời, bởi vì bình gốm vỡ tan, đồ vật bên trong cũng tản mát ở trước mặt của hắn. Thông Huệ nhặt lên một chi bút máy, một cái đồng hồ đeo tay, đây đều là hắn năm đó từng dùng qua vật phẩm, hắn ép buộc mình không suy nghĩ nhiều, tướng những vật phẩm này đặt vào túi, trong lòng mặc niệm, chờ trùng tu linh tháp chi về sau, tướng những vật này lại y nguyên không thay đổi trả về, mình chỉ là một cái độ vân tự phổ thông hòa thượng. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên bị đỏ bùn bên trong một vật hấp dẫn, kia là một tấm hình, bởi vì lây dính đỏ bùn cho nên nhìn không rõ lắm, Thông Huệ nội tâm thẳng thắn nhảy lên, hắn đưa ánh mắt về phía mưa rơi trời không, trong miệng tụng niệm Phật Kinh, trải qua một phen dày vò về sau, rốt cục vẫn là nhặt lên trong nước bùn ảnh chụp, hạt mưa tẩy đi trên tấm ảnh đỏ bùn, đây là một chương nhà ba người chụp ảnh chung, nam mỹ nhân đẹp, bọn hắn ôm lấy ở giữa một cái đáng yêu tiểu nữ hài. Chói mắt tia chớp lại lần nữa xé rách bầu trời âm trầm, chợt một cái kinh thiên động địa sấm rền nổ vang tại Thông Huệ đỉnh đầu, Thông Huệ thân thể rung động run một cái, hắn phong trần nhiều năm ký ức tại lúc này lặng yên thức tỉnh. Rời đi Độ Vân Tự, Diệp Thanh Nhã vẫn có chút hối hận, quay người nhìn lại Độ Vân Tự sơn môn, áy náy nói, vừa mới chúng ta liền không nên tùy tiện theo tới, khiến cho sông lầm cấm địa. Hứa Thuần Lương nói, chúng ta cũng là vì hỗ trợ, Thông Huệ đại sư cũng không phải bất thông tình lý người. Hắn sẽ không trách tội chúng ta. Diệp Thanh Nhã nói, Thông Huệ đại sư học thức uyên bác Phật Pháp tinh thâm, ta trước khi tới đây là vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến ở nơi như thế này thế mà ẩn giấu đi một vị đại sư. Hứa Thuần Lương nói, hắn khẳng định không phải người bình thường, vừa rồi ta liếc qua, thấy được một chi bút máy cùng một cái đồng hồ đeo tay. Diệp Thanh Nhã nói, có lẽ là tiền nhiệm phương trưởng vật bồi táng. Hứa Thuần Lương lắc đầu nói, bút là Vạn Bảo Long, đồng hồ là Vasseron Constantin. Diệp Thanh Nhã có chút kỳ quái nhìn hắn một cái, Hứa Thuần Lương chỉ là đi lượn quanh một vòng liền được nhiều như vậy tin tức. Một Hứa Thuần Lương nói, người khả năng không có lưu ý Thông Huệ đại sư biểu lộ, hắn nhìn thấy những vật kia thời điểm ánh mắt cũng thay đổi. Diệp Thanh Nhã nhỏ giọng nói, chẳng lẽ những vật kia đều là của hắn, không đúng, người không phải nói hắn đã mất đi ký ức. Hứa Thuần Lương nói, ta có loại cảm giác kỳ quái, luôn cảm thấy muốn phát sinh cái gì. Ngày mưa đường trượt, Hứa Thuần Lương chủ động nắm lấy Diệp Thanh Nhã cánh tay, đề phòng nàng trượt chân. Diệp Thanh Nhã mặc dù cảm thấy hai người dạng này tứ chi tiếp xúc có chút quá thân mật, nhưng nàng cũng không có thoát khỏi, chủ yếu là đáy lòng không có bất kỳ cái gì kháng cự, mà lại cái này trống trải bên trong dãy núi cũng không có người khác, cũng không cần gánh tâm ánh mắt của người khác, thậm chí cảm giác bị hắn dạng này nắm rất tốt. Trận mưa lớn này để trong núi xuất hiện không ít dòng suối nhỏ thác nước, Diệp Thanh Nhã vừa đi vừa nghỉ, thưởng thức cái này khó gặp cảnh mưa, không biết có phải hay không tâm tình nguyên nhân, cảm giác như là đi vào một cái như tiên cảnh thế giới. Hứa Thuần Lương biết nàng yêu quý tự nhiên, cho nên cũng không có thúc nàng, kiên nhẫn ở một bên chờ đợi. Chờ bọn hắn trở lại trong xe đã là 4 giờ 30, mặc dù hai người mang theo dù, nhưng cái này cùng nhau đi tới, trên thân vẫn là trên cơ bản dính ướt. Hứa Thuần Lương hiểu rõ đến Diệp Thanh Nhã mang theo thay quần áo, để nàng trong xe trước thay xong quần áo để tránh cảm lạnh, hắn tại ngoài xe chờ đợi. Diệp Thanh Nhã trong xe thay y phục thời điểm, nhìn qua phía ngoài Hứa Thuần Lương che dù đứng tại trước đầu xe phương, quay lưng ô tô, trong lòng có chút cảm động, chớ nhìn hắn bất cần đời, trong miệng lời nói dí dỏm không ngừng, nhưng thật ra là một cái chính nhân quân tử, mọi thứ có chừng có mực, không giống một ít khẩu thị tâm phi ngụy quân tử. Nghĩ tới đây trong lòng hiện ra Uông Kiến Thành danh tự, từ khi mình ly hôn về sau, Uông Kiến Thành thường xuyên đánh lấy quan tâm cờ hiệu cùng với nàng liên lạc, thỉnh thoảng trước làm việc thất ân cần thăm hỏi, khiến cho Diệp Thanh Nhã phiền muộn không thôi, nàng làm sao có thể không biết Uông Kiến Thành mục đích, nhưng nàng đối Uông Kiến Thành không có bất kỳ cảm giác gì, đi qua cũng chỉ là đem hắn đương tiểu huynh đệ đối đãi. Hứa Thuần Lương đón gió núi đứng tại trong mưa,
trong đầu lại hiện ra Diệp Thanh Nhã thay quần áo chẳng cảnh, Hứa Thuần Lương thầm mắng mình một câu, gần nhất đây là thế nào, tinh trùng lên não sao? Kể từ cùng Hạ Hầu Mộc Lan có hợp thể duyên phận về sau, động một chút lại suy nghĩ phương diện này sự tình, Diệp Thanh Nhã là mình chỉ nuôi, là dùng đến tôn trọng, tình cảm giữa bọn họ là thuần khiết, không thể suy nghĩ lung tung, càng không nên hướng phương này bột muốn. Hứa Thuần Lương nhắc nhở mình muốn lý trí đồng thời, thân thể nào đó bộ phận lại bắt đầu không nghe lời. Sau lưng đèn xe lấp lóe, là Diệp Thanh Nhã đổi xong quần áo nhắc nhở hắn lên xe. Hứa Thuần Lương không gấp đi, bởi vì hắn còn cần lãnh tĩnh một chút, chờ thân thể của hắn trở nên đầy đủ mềm mại mới có thể trở về đi, để tránh Diệp Thanh Nhã xem thấu nội tâm của hắn, đánh giá thấp đạo đức của hắn phẩm hạnh, Hứa đại giáo chủ một số thời khắc vẫn là phải mặt. Diệp Thanh Nhã coi là Hứa Thuần Lương không có có ý thức đến, nhấn một chút loa, Hứa Thuần Lương cái này mới chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Tiến vào trong xe, Diệp Thanh Nhã đưa cho hắn một cái khăn lông, để hắn lau trên người mưa nước đọng. Hứa Thuần Lương biểu thị không cần, lập tức lái xe xuống núi, hiện tại chạy trở về coi như hết thảy thuận lợi đoán chừng cũng đến trễ, hắn từ trước đến nay là cái đúng giờ người. Diệp Thanh Nhã tại phụ xe nhắc nhở hắn lái xe chậm một chút, bởi vì trời mưa nguyên nhân tầm nhìn không cao, lại là đường núi, đổi thành Diệp Thanh Nhã khẳng định là không dám mở, Hứa Thuần Lương cầm chiếu thời gian còn không bằng Diệp Thanh Nhã dài. Nhưng hắn tại điều khiển phương diện rất có thiên phú, chỉ điểm Diệp Thanh Nhã ngày mưa khai sơn đường yếu điểm. Diệp Thanh Nhã đổi lại một thân màu xanh đậm trang phục bình thường, cổ áo mở có chút thấp, da trắng mỹ mạo, tóc có chút ẩm ướt càng tản mát ra một loại mê người lười biếng khí chất. Hứa Thuần Lương khóe mắt liếc trộm vài lần, muốn nói mình vị này chỉ nuôi dáng dấp thật sự là xinh đẹp, kiểu như long người này không biết hàng A, có lão bà xinh đẹp như vậy cũng không biết trân quý, hắn tìm đến cái kia tể sảng có thật sao tốt. Nhan chị muốn so Diệp Thanh Nhã kém không ít, Kiều Như Long đến cùng coi trọng nàng cái gì rồi? Chẳng lẽ là bởi vì một số phương diện thiên phú dị bẩm? Hứa Thuần Lương đầu óc lại bắt đầu ý nghĩ kỳ quái. Hứa Thuần Lương thuận lợi lái ra đường núi, Diệp Thanh Nhã cũng nhẹ nhàng thở ra, gặp hắn ngáp một cái, tranh thủ thời gian mở nghe xong Red Bull đưa cho Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương lúc này tinh thần cũng có chút buông lỏng, không cẩn thận ô tô lái vào một cái hố nhỏ. Thân xe sóc nảy một chút, Diệp Thanh Nhã duyên dáng gọi to một tiếng, trong tay Red Bull có không ít đều rơi tại Hứa Thuần Lương đúng quần bên trên. Không có ý tứ, không có ý tứ. Diệp Thanh Nhã cũng không đoái hoài tới nghĩ lại, tướng Red Bull đặt ở chén cái bên trong, tranh thủ thời gian rút mấy tờ giấy khăn giúp Hứa Thuần Lương đi lau. Không cẩn thận đụng phải ngăn đem, có chút cấn tay, Diệp Thanh Nhã tập trung nhìn vào, Hứa Thuần Lương tay rõ ràng đặt ở ngăn đem bên trên, ý thức được mình vừa mới đụng phải cái gì. Gương mặt xinh đẹp bên trên bay lên hai mảnh ánh nắng chiều đỏ. Hứa Thuần Lương cũng có chút xấu hổ, cái này thật không thể lại mình, lúc đầu khống chế được hảo hảo, Diệp Thanh Nhã không phải cho mình ma sát như thế hai lần, hiện tại hắn tiến vào tiên thiên cảnh không lâu, thân thể các mặt cơ năng đều ở vào nhất là thời gian hùng mạnh, phương diện này chính là tiên thiên cảnh mang tới tác dụng phụ, khôi phục bản tính tuyệt không phải có thể dùng lý trí tùy tiện khống chế. Diệp Thanh Nhã cầm khăn tay không cách nào tiếp tục. Hắn làm sao phản ứng lớn như vậy, ta vừa mới cũng không có chú ý đến, ta nếu là chú ý tới khẳng định không giúp hắn xoa, quá lúng túng, thật sự là quá lúng túng, để cho ta lấy sau làm sao đối mặt hắn sẽ không phải bằng vào ta cố ý câu dẫn hắn đi. Hứa Thuần Lương nói, Thanh Nhã tỷ, người đổ cái gì, làm sao sền sệt. Diệp Thanh Nhã chính mắt cũng không dám nhìn hắn, nhỏ giọng nói, Red Bull. Hứa Thuần Lương nói, trong này có phải hay không thêm kích thích tố? Tại sao ta cảm giác có chút không đúng đây? Diệp Thanh Nhã có chút muốn cười, đây là Red Bull cũng không phải Ấn Độ thần du, người sinh ra phản ứng cùng Red Bull nửa điểm quan hệ đều không có. Diệp Thanh Nhã nói, không có chuyện gì, chính là phổ thông đồ uống, ta sợ ngươi lái xe mệt dã rời, cho nên mới mở nghe Red Bull cho ngươi uống. Hứa Thuần Lương nói, ngươi xác định là Red Bull. Diệp Thanh Nhã nhẹ gật đầu, lén lén liếc một chút, lều vải đều nhanh đứng vững tay lái. Liền nàng đều có chút hoài nghi, cái này Red Bull có phải là thật hay không có vấn đề, đi qua không nghe nói Red Bull có phương diện này tác dụng, bất quá mình vừa mới hoàn toàn chính xác vậy không ít Red Bull tại hắn trên đúng quần, cái đề tài này không thích hợp lại thảo luận tiếp tục tỷ đệ quan hệ đều có chút mập mờ, kỳ thật giữa bọn hắn cũng không phải lần đầu tiên dạng này. Diệp Thanh Nhã suy nghĩ một ý kiến hay, mở ra âm nhạc, thả một bài tâm kinh cho hắn nghe, nói bóng nói gió một chút, sắc tức thì không. Hứa Thuần Lương cũng nghĩ mềm hóa một chút thái độ, nhưng hôm nay không biết là thế nào,
nửa ngày vẫn là không có vượt qua, liền lấy dạng này cứng ngắc tư thế mở lên xa lộ, bên tai truyền đến đều là không tức thị sắc. Diệp Thanh Nhã giả ra chơi điện thoại, để che giấu trong lòng xấu hổ, thỉnh thoảng liếc trộm Hứa Thuần Lương, phát hiện con hàng này thái độ vẫn không có mềm hóa, chẳng biết tại sao có chút muốn cười, vụng trộm đưa đỏ một chút Red Bull tư liệu. Red Bull chỉ là một loại vitamin công năng đồ uống, ở trong chứa chút ít thuốc kích thích, nhưng là không có tráng dương hiệu quả. Red Bull thành phần có tam đại loại, đã ở bình bên cạnh chỉ rõ, một là bê tộc vitamin, hai là nhân thể thiết yếu axit amin, ba là cà phê nhân. Mỗi bình cà phê bởi vì hàm lượng là 50 hào khắc. Thuộc về công năng loại đồ uống, có nâng cao tinh thần, kháng mệt nhọc tác dụng, là vận động đồ uống một loại. Diệp Thanh Nhã trong lòng thầm nghĩ, hắn căn bản là không có uống đến miệng bên trong, chỉ là không cẩn thận vẩy một chút, khẳng định cùng Red Bull không quan hệ, cùng Red Bull không quan hệ kia nguyên nhân là cái gì. Diệp Thanh Nhã đem mặt chuyển hướng ngoài cửa sổ xe, không phải Red Bull đó chính là duyên cớ của nàng, chẳng lẽ hắn đối với mình sinh ra phản ứng, không nên a? Diệp Thanh Nhã cảm giác hô hấp đều có chút dồn dập, dùng tay kéo một chút dây an toàn, làm sao cảm giác có chút không an toàn đâu. Hứa Thuần Lương nói, về sau loại công năng này tính đồ uống ngươi đừng uống, đối thân thể không tốt. Diệp Thanh Nhã ừ một tiếng, trong lòng tự nhủ ngươi ngược lại là sẽ kiếm cớ, Red Bull trêu chọc ngươi, làm ta không biết là ngươi mình duyên cớ, ta vừa mới còn muốn ngươi là chính nhân quân tử, không nghĩ tới a à, không nghĩ tới, ngươi cứ nhưng đối ta có ý tưởng, lúng túng thật có chút, nhưng là nàng không có vì vậy sinh khí, ngược lại có chút vui vẻ cảm giác, xem ra chính mình còn có chút lực hấp dẫn. Diệp Thanh Nhã cả sửa lại một chút cảm xúc, tìm ra một bình nước đá mở ra đặt ở chén cái bên trong, nàng cũng là một phen khổ tâm, ngươi không phải lên lửa sao. Cho ngươi một bình nước đá tỉnh táo một chút. Hứa Thuần Lương chuyên tâm lái xe, trong đầu cũng đang nhắc nhở mình, ôn nhu chút, cứng rắn nữa xuống dưới liền lúng túng, lão sói xám cái đuôi đều giấu không được. Hắn phát giác được Diệp Thanh Nhã lại liếc trộm mấy mắt, trong lòng thầm than, hôm nay phong mang tất lộ, tuyệt đối đừng đem ta chị nuôi cho dọa. Kỳ thật hắn đánh giá thấp nữ nhân đảm lượng, Diệp Thanh Nhã phát hiện người này không có chuyển biến dấu hiệu, ra ngoài quan tâm nhắc nhở hắn, người uống điểm nước đá, tỉnh táo một chút. Nói xong mình lại không có ý tứ. Hứa Thuần Lương cầm lấy kia bình nước đá uống vào mấy ngụm, không có bất kỳ cái gì hiệu quả, nếu như trực tiếp băng thoa có lẽ có thể điểm xuất phát tác dụng. Bất quá dù sao đều như vậy, chỉ có thể đem hết thảy trách nhiệm giao cho kia bình Red Bull, đi qua thật không biết Red Bull còn có thể ngoại dụng, chuyện này nếu là truyền đi, Red Bull nhất định bán hết. Diệp Thanh Nhã nhịn không được bật cười, Hứa Thuần Lương tại chứng trạc đàng hoàng nói hưu nói vượt, người lo lái xe đi, chớ suy nghĩ lung tung. Hứa Thuần Lương nghe ra nàng trong lời nói có hàm ý, Thanh Nhã tỷ, cầu ngươi chuyện gì chứ sao? Diệp Thanh Nhã nói, ta sĩ diện. Chuyện này tuyệt đối đừng cùng những người khác nói, coi như thành hai chúng ta ở giữa bí mật. Diệp Thanh Nhã trong lòng tự nhủ bí mật này thật sự là quá lúng túng, kỳ thật không cần Hứa Thuần Lương bàn giao nàng cũng sẽ không nói. Chuyện này khó mà mở miệng a. Nhìn đồng hồ đều đi qua một giờ, thời gian là không phải lâu điểm, nơi đó sẽ không ra mau bệnh đi. Diệp Thanh Nhã nhỏ giọng nói, nếu không tại hạ cái trạm nghỉ điều chỉnh một chút. Hứa Thuần Lương nói, người muốn đi toilet. Diệp Thanh Nhã nói, không phải, ta là nhớ ngươi xuống dưới đi một chút buông lỏng một chút. Hứa Thuần Lương nói, không cần, ta bộ dáng này cũng không cách nào gặp người a, vạn nhất người khác hiểu lầm ta cầm súng cướp bóc không phải phiền toái. Diệp Thanh Nhã rốt cục nhìn không được bật cười, mình lại cảm thấy không có ý tứ, đập Hứa Thuần Lương một quyền, ngươi chính là cái bại hoại. Hứa Thuần Lương một mặt vô tội nói, cái này không tệ ta à, muốn nói kẻ cầm đầu vẫn là ngươi. Diệp Thanh Nhã nói, được rồi. Người đừng hướng trên người của ta vu oan. Hứa Thuần Lương nói, đều là Red Bull gây họa. Trở lại khách sạn bãi đậu xe dưới đất, toàn bộ hành trình hơn 2 giờ, Hứa Thuần Lương từ đầu tới cuối duy trì mong mỏi cùng trông mong trạng thái. Diệp Thanh Nhã thật lo lắng hắn xảy ra vấn đề, Hứa Thuần Lương khom lưng ôm bụng tiến vào thang máy, hướng Diệp Thanh Nhã phất phất tay. Liền Hứa Thuần Lương chính mình cũng có chút buồn bực, hôm nay cái gì mau bệnh, coi như Diệp Thanh Nhã phi thường mê người. Mình cũng không trở thành điểm ấy tự chủ đều không có, nên là theo tiên thiên cảnh tu vi tiến bộ sinh ra thân thể phản ứng, vừa vặn không khéo bị kia nghe Red Bull cho dụ phát. Bởi vậy có thể thấy được tiên thiên cảnh là một môn huyền học. Hứa Thuần Lương trở lại khách sạn vọt lên cái tắm nước lạnh, thật vất vả mới bình phục phấn khởi cảm xúc, thay đổi y phục ra,
nhìn tới điện thoại di động bên trên đã có hai cái miss call, đều là Triệu Phi Dương đánh tới. Hắn cho Triệu Phi Dương trở về điện thoại, biểu thị mình lập tức liền đi qua, để bọn hắn bắt đầu trước. Lúc trước khi ra cửa, nhận được Diệp Thanh Nhã tin tức, hỏi thân thể của hắn thế nào. Hứa Thuần Lương trả lời một câu, ta đem ác long cho chế phục, ngẫu nhiên trêu chọc một chút vị này thanh tâm quả dục chị nuôi vẫn là rất có ý tứ. Diệp Thanh Nhã không bao lâu lại trở về cái tin, dũng giả, có muốn hay không ta đưa ngươi đi phó ước. Hứa Thuần Lương thế mới biết nàng còn tại bãi đậu xe dưới đất đâu, quyết định tiếp nhận Diệp Thanh Nhã hảo ý, chị nuôi cũng biết dũng giả đấu ác long trò chơi. Diệp Thanh Nhã cách cửa sổ xe nhìn thấy toàn thân cao thấp rực rỡ hẳn lên Hứa Thuần Lương, ánh mắt không tự chủ được xét lại một chút hắn bị Red Bull ngâm qua địa phương, phát hiện Hứa Thuần Lương cảm xúc đã bình phục, âm thầm nới lỏng miệng khí, nếu như hắn vẫn là vừa rồi cái dạng kia thật muốn đề nghị hắn đi bệnh viện đánh một châm. Hứa Thuần Lương đem ăn cơm địa điểm phát cho Diệp Thanh Nhã, Diệp Thanh Nhã dựa theo hướng dẫn đem hắn đưa qua, thời gian này điểm có chút kẹt xe, ngắn ngủi 3 cây số lộ trình bỏ ra nửa giờ. Hứa Thuần Lương lúc xuống xe nghe được Diệp Thanh Nhã đánh cái hai tiếng hắt xì, căn dặn nàng nhanh đi về tắm nước nóng, tuyệt đối đừng bị cảm. Các loại Diệp Thanh Nhã lái xe rời đi, Hứa Thuần Lương mới đi vào khách sạn, đi vào gian phòng bên trong, nhìn thấy Triệu Phi Dương cùng Phó Quốc Dân hai người còn đang chờ hắn. Hứa Thuần Lương làm ra một bộ kinh sợ dáng vẻ, phân biệt cùng hai người bọn họ nắm tay, không có ý tứ a, ta ra ngoài làm việc lại gặp phải trận mưa này, các ngươi bắt đầu trước a, đừng chờ ta. Phó Quốc Dân cười nói, là Triệu Viện kiên trì chờ ngươi. Triệu Phi Dương chào hỏi mọi người nhập tọa, để phục vụ viên mang thức ăn lên. Triệu Phi Dương nói, đều là bằng hữu của mình, cũng không có ngoại nhân, ngươi không tới, hai chúng ta vừa vặn tâm sự. Hứa Thuần Lương cười nói, trò chuyện chút không tiện để cho ta nghe sự tình. Triệu Phi Dương cười ha ha nói, ngươi đoán đúng, bất quá ngươi còn không phải trễ nhất một cái. Hứa Thuần Lương thế mới biết đêm nay còn có một vị, hiếu kỳ nói, còn có ai a? Triệu Phi Dương nói, một cái lão bằng hữu, tới ngươi sẽ biết. Hứa Thuần Lương nói, nếu không chúng ta các loại lại đến đồ ăn. Triệu Phi Dương nói, hẳn là đến. Hắn vừa mới nói xong, vị cuối cùng khách nhân đã đến. Hứa Thuần Lương xem xét quả nhiên là người quen biết cũ, Triệu Phi Dương hồng nhan chi kỷ Từ Dĩnh. Hứa Thuần Lương tranh thủ thời gian đứng dậy, Từ tỷ, người cũng ở kinh thành a. Từ Dĩnh cười nói, ta đến quan sát một cái thư họa dương, cùng Phi Dương hẹn cơm mới biết được ngươi cũng ở kinh thành học tập. Triệu Phi Dương nói, ta cố ý giấu giếm ngươi, mục đích đúng là cho ngươi một cái ngạc nhiên. Hứa Thuần Lương trong lòng thầm nghĩ, Từ Dĩnh thầm mến Triệu Phi Dương nhiều năm, hiện tại Triệu Phi Dương tân tấn người không vợ, mang ý nghĩa nàng lại có cơ hội, không biết bọn họ có phải hay không hẹn tốt. Phó Quốc Dân cùng Từ Dĩnh cũng nhận biết, lẫn nhau lên tiếng chào. Hứa Thuần Lương phát hiện Triệu Phi Dương khí sắc không tệ, rõ ràng đã từ trước đó vài ngày cơn sóng nhỏ bên trong chạy ra, hắn đối Triệu Phi Dương gần nhất tình trạng có nghe thấy, nghe nói Triệu Phi Dương ngay tại liên thủ Hương Giang tế thế chữa bệnh ném từ công ty trách nhiệm hữu hạn tạo áp lực Hoa Niên tập đoàn, ý đồ từ Hoa Niên tập đoàn trong tay mua xuống 80% cổ phần. Hoa Niên tập đoàn hiện tại thời gian mặc dù không dễ chịu, nhưng là bọn hắn cũng không bỏ được tùy tiện buông tay. Dù sao Trường Hưng bệnh viện là trong tay bọn họ còn thừa không nhiều ưu lương tài sản. Ngồi xuống uống ba chén rượu, Triệu Phi Dương trước cùng Phó Quốc Dân uống một chén, lão phó a, ta thật sự là không nghĩ tới ngươi thế mà bước ta theo gót, cũng đem công chức cho từ đi. Phó Quốc Dân đã chính thức đưa ra từ chức thủ tục, hắn cười nói, ta cũng không dám cùng ngươi so sánh. Triệu Phi Dương nói, ngươi so ta càng có quyết tâm càng có quyết đoán. Hắn chỉ là tại nói điều kiện xong về sau từ đi công chức. Tiếp tục đảm nhiệm Trường Hưng bệnh viện viện trưởng chức vị, mà Phó Quốc Dân lần này từ chức là không có tìm tốt lui đường. Hứa Thuần Lương nói, Phó ca, sự tình làm xong. Từ chức thủ tục đã đưa lên, quán đồ nướng chuyển nhượng hợp đồng cũng ký. Triệu Phi Dương nói, thật dự định làm đồ nướng. Quốc Dân, người học quản lý, lại tại cương vị lãnh đạo bên trên làm nhiều năm như vậy, liền từ bỏ như vậy có phải hay không thật là đáng tiếc, nếu không ngươi đến Trường Hưng đi, huynh đệ chúng ta hai làm một trận. Phó Quốc Dân cười nói, ta bên trên nửa đời người liền thụ người khác quản, muốn đổi cái cách sống, về sau a, ta chuyên tâm kinh doanh nhà này quán đồ nướng, cho mình làm công, đương lão bản của mình, không cần lên tan tầm đánh chấm công, thời gian tự do chi phối, ngẫm lại đều vui vẻ. Triệu Phi Dương nói, ăn uống phương diện Từ Dĩnh có kinh nghiệm, người có thể thỉnh giáo một chút nàng.
Từ Dĩnh nói, ta nhưng không dám nhận, ta đi qua mở qua Nhật Liêu cửa hàng cùng đồ nướng kinh doanh là hai việc khác nhau. Triệu Phi Dương nói, cũng thế, Nhật Liêu chủ đánh nghi thức cảm giác, đồ nướng giảng cứu chính là tiếp địa khí. Hứa Thuần Lương đối với cái này có khác biệt kiến giải, trong mắt của ta đồ nướng là nội dung lớn hơn hình thức, Nhật Liêu là hình thức lớn hơn nội dung, ăn uống suy cho cùng vẫn là dựa vào vị giác để phán đoán, mà không phải những cái kia loè loẹt đồ vật. Từ Dĩnh cười nói, tiểu Hứa nói đúng, nhưng người tiêu dùng nhu cầu là nhiều mặt, vô luận làm Nhật Liêu vẫn là đồ nướng đều muốn tìm đúng mình tiêu phí quần thể, chỉ có định vị chuẩn xác mới có thể bảo chứng lợi nhuận. Phó Quốc Dân nói, từ tiểu thư lời nói này để cho ta thể hồ quán đỉnh. Triệu Phi Dương nói, ta cũng vậy, kỳ thật chúng ta kinh doanh bệnh viện cũng giống như vậy, nhất định phải tuyển chuẩn mình tiêu phí quần thể, muốn dương trường tránh đoạn, tướng bệnh viện đặc sắc sở trường đầy đủ phát triển lớn mạnh, Thuần Lương, ngươi nói đúng hay không? Hứa Thuần Lương nghe ra Triệu Phi Dương trong lời nói có hàm ý, giấu giếm gõ chính mình ý tứ, trong lòng có chút khó chịu, ngươi bây giờ cũng không phải ta lãnh đạo, cùng ta bày cái gì phổ. Hứa Thuần Lương mỉm cười nói, Trường Hưng hiện tại khoa tim mạch đã trở thành một khối biển chữ vàng. Triệu Phi Dương nói, nói lên chuyện này, may mắn mà có người đề cử thư bác sĩ cho chúng ta, bất quá Trường Hưng là tổng hợp bệnh viện, ưu thế hạng mục có rất nhiều. Lúc trước ta cũng là rất nhớ ngươi có thể trở về Trường Hưng, thật không nghĩ đến ngươi đi bệnh truyền nhiễm viện. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ lão Triệu cái này không có ý nghĩa, ngươi nhà dễ vốn không muốn ta trở về, còn ở nơi này nói lời hay. Ta hôm nay có thể tới uống rượu, tất cả đều xem ở Phó Quốc Dân trên mặt mũi, người Triệu Phi Dương thế mà cùng ta bên trên thu hút thuốc. Từ Dĩnh nói, ta nghe nói tiểu Hứa tại bệnh truyền nhiễm viện phát triển thật không tệ. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, chủ yếu là gặp được quý nhân, nghiêm viện trưởng đi qua chính là ta lão lãnh đạo, hắn chủ động đem ta cho đòi tới, còn đối ta ủy thác trách nhiệm, ta hiện tại thân kiêm nhiều chức, so với qua đi tại Trường Hưng thời điểm càng bận rộn. Phó Quốc Dân nói, là vàng đến đâu mà đều biết phát sáng, Thuần Lương năng lực xuất chúng, mặc kệ đi cái gì đơn vị đều có thể xông ra thuận theo thiên địa. Triệu Phi Dương đối Hứa Thuần Lương năng lực cũng là nhận đồng, hắn chủ động cùng Hứa Thuần Lương uống một chén rượu, Thuần Lương, ta nghe nói các ngươi bệnh truyền nhiễm viện tân y viện liền muốn bắt đầu động công. Hứa Thuần Lương cười nói, đồng thời công trình lập tức liền bắt đầu, bởi vì bệnh truyền nhiễm viện là trong thành phố trọng điểm nâng đỡ đơn vị. Cho nên trong thành phố đối với chúng ta kiến thiết đưa cho cực lớn quan tâm cùng ủng hộ. Triệu Phi Dương nói, đồng thời chính là mới bệnh truyền nhiễm bệnh viện hạng mục đi, hai kỳ có phải hay không cũng có mặt mày rồi. Hứa Thuần Lương nói, chúng ta chính đang tranh thủ hai kỳ đồng bộ kiến thiết, phương diện tiền bạc không có bất cứ vấn đề gì, nói không chừng chúng ta hai kỳ tổng hợp bệnh viện hoàn thành sẽ ở Trường Hưng hình thức đầu tư cổ phần bệnh viện trước đó đâu. Là ngươi Triệu Phi Dương tự tìm khó coi, ngươi đem mặt đụng lên đến. Ta nếu là không quất ngươi một bàn tay đều có lỗi với ngươi. Triệu Phi Dương thần sắc có vẻ hơi lúng túng, Hứa Thuần Lương rõ ràng tại nhằm vào Trường Hưng hình thức đầu tư cổ phần bệnh viện hạng mục bắt đầu có một đoạn thời gian, kiến thiết tiến độ không như ý muốn, suy cho cùng vẫn là Hoa Niên tập đoàn tài chính xuất hiện vấn đề. Từ Dĩnh khéo hiểu lòng người, kịp thời là Triệu Phi Dương giải vây, ta nghe nói Hoa Niên tập đoàn hiện tại tình trạng thật không tốt, lần thứ nhất nợ nần gây dựng lại thất bại. Mới phương án lại bị trong tỉnh bác bỏ, là không là bởi vì việc này đối Trường Hưng tạo thành không tốt ảnh hưởng. Triệu Phi Dương nói, Hoa Niên tập đoàn vấn đề rất nghiêm trọng, bất quá trong thành phố đã chú ý tới bệnh viện tình cảnh, đang giúp bận bịu giải quyết vấn đề này, ta làm Trường Hưng bệnh viện lãnh đạo khẳng định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế bảo đảm hộ chữa bệnh và chăm sóc lợi ích của nhân viên. Đêm nay trước đến dự họp tiệc tối ba người đối Trường Hưng bệnh viện kiếp trước kiếp này đều hiểu rõ vô cùng, nhất là Từ Dĩnh. Từ Dĩnh đều thay Triệu Phi Dương cảm thấy lúng túng, hắn làm sao có ý tứ nói loại lời này, Trường Hưng y viện sở dĩ làm cho tới bây giờ cái này cục diện khó xử còn không phải hắn một tay tạo thành. Phó Quốc Dân quyết tâm rời đi thể chế, liền sẽ không đối Triệu Phi Dương sự tình soi mói, kỳ thật coi như hắn không có từ chức cũng không tiện phát biểu bình luận, Triệu Phi Dương hôm nay mời hắn đến trả tính đọc lấy tình cũ, Phó Quốc Dân cũng không nghĩ đến, dạng này tụ hội cũng không vui, tới cũng chính là ứng phó cái mặt mũi cục. Hứa Thuần Lương nói, Triệu Viện, làm một tại Trường Hưng bệnh viện công tác lão công nhân, ta thay toàn thể nhân viên cảm ơn ngươi. Trong lòng thầm nghĩ, ngươi Triệu Phi Dương thật không có điểm bước đếm sao. Trong bệnh viện mắng ngươi 18 đời tổ tông có bao nhiêu ngươi biết không? Triệu Phi Dương cùng Hứa Thuần Lương đụng một cái chén rượu nói, tiểu Hứa A, hồi trước ngươi nhưng cho chúng ta Trường Hưng mang đến phiền toái không nhỏ. Hắn chỉ là cơ giai giai tại Trường Hưng bệnh viện đánh người sự tình.
Hứa Thuần Lương nói, Triệu Việt, sự kiện kia không phải đã giải thích nha. Triệu Phi Dương nói, mặc dù giải thích, nhưng trên xã hội có thật nhiều người hay là cho rằng cái kia tiểu hộ sĩ là bệnh viện chúng ta, cho Trường Hưng danh dự tạo thành ảnh hưởng rất xấu, nếu như không phải cân nhắc đến duyên cớ của ngươi, ta chắc chắn sẽ không tính như vậy. Tại sự kiện kia bên trên Hứa Thuần Lương hoàn toàn chính xác đối lý, Triệu Phi Dương trong lòng kìm nén một cỗ khí, ngay trước Phó Quốc Dân cùng Từ Dĩnh, Hứa Thuần Lương còn là cho hắn một bộ mặt, vô luận như thế nào, sự kiện kia đều cho Trường Hưng thêm tê dại phiền, Triệu Việt, ta mời ngài một chén. Triệu Phi Dương rất vui sướng uống chén rượu này nói, ta nhưng vẫn luôn đem ngươi trở thành tiểu huynh đệ nhìn thấy ngươi tại bệnh truyền nhiễm viện xông ra thuận theo thiên địa, trong lòng ta đừng đề cập nhiều cao hứng, nói không chừng a, về sau ta nhóm còn sẽ có cơ hội hợp tác. Hứa Thuần Lương có chút đáng ghét hắn loại người đại ca này diễn xuất, cố ý nói, Triệu Viện chẳng lẽ muốn thu mua bệnh viện chúng ta? Triệu Phi Dương cười nói, hợp tác có rất nhiều chồng hình thức, không nhất định phải thu mua nha. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, ta nhớ kỹ, về sau có cần Triệu Viện hỗ trợ địa phương ta trực tiếp tìm ngươi đi. Hứa Thuần Lương cho rằng bữa cơm này ăn đến không có chút ý nghĩa nào, hắn cùng Triệu Phi Dương lý niệm khác biệt, hai người miễn cưỡng ngồi tại một cái bàn bên cạnh ăn cơm cũng là hư tình giả ý. Phó Quốc Dân cảm xúc cũng không cao, Triệu Phi Dương mặc dù tận lực lộ ra điệu thấp, nhưng rõ ràng nhất còn có thể phát giác được hắn giấu ở thực chất bên trong đắc ý, Phó Quốc Dân cũng không cần hắn đồng tình. Hai người từ chức mục đích cũng không giống, Triệu Phi Dương trước đó từ đi công chức là vì mưu cầu lợi ích lớn hơn nữa, mà mình là vì giữ gìn tự thân tôn nghiêm, đạo khác biệt mưu cầu khác nhau, cho nên bọn hắn bữa cơm này không đến 2 giờ liền kết thúc. Triệu Phi Dương vốn định an bài lái xe đưa bọn hắn, Phó Quốc Dân biểu thị không cần, nhà hắn cách nơi này không xa, muốn đi 2 bước. Hứa Thuần Lương cũng không có để Triệu Phi Dương sắp xếp người đưa, hắn cùng Phó Quốc Dân cùng đi. Đưa tiễn bọn hắn về sau, Từ Dĩnh lưu thêm trong chốc lát, kỳ thật đêm nay nàng nói không nói nhiều, bất quá làm người đứng xem, nàng nhìn càng thêm thanh một chút, nhẹ giọng thở dài nói, Phi Dương, không phải đã nói tự cựu, người xách những cái kia không chuyện vui làm gì. Triệu Phi Dương nói, tiểu tử này gần nhất có chút đắc ý quên hình, ta cũng là ra ngoài hảo ý cho hắn để tỉnh một câu, tránh khỏi hắn thất bại, dù sao cũng là ta một tay mang ra. Từ Dĩnh nói, tuổi trẻ khinh cuồng ai cũng đã có, hiện tại các ngươi đều không tại một đơn vị. Nhiều người bằng hữu dù sao cũng so thêm một kẻ địch muốn tốt. Triệu Phi Dương nói, là hắn trước họa thủy đông dẫn, lần trước gây chuyện cơ dai dai rõ ràng là người của hắn, không phải giả vờ không biết. Vô luận như thế nào, hắn đều là xuất thân Trường Hưng, là ta một tay để bạt, không phải hắn làm sao có hôm nay phong quang, nhưng hắn làm sao làm. Nhiều lần nhằm vào Trường Hưng, Trường Thiện Giang ruột bệnh viện kỳ thật chính là hắn hứa ra, thật coi ta không biết a. Hắn đem Cố Hậu Nghĩa làm đi đương viện trưởng, Trịnh Bồi An ở nơi đó kiêm chức, liền chúng ta Trường Hưng hộ lý bộ chủ nhiệm Đường Minh Mị đều ngừng củi giữ chức đi nơi nào, gần nhất đào đi không ít bệnh viện chúng ta y tá, đây không phải phí sức đào bên ngoài là cái gì. Từ Dĩnh thế mới biết Triệu Phi Dương sinh khí nguyên nhân thực sự, cười nói cái này cũng đáng được sinh khí a. Người muốn đem cách cục mở ra, người ta đã có thể đem người cho hấp dẫn tới liền chứng minh cho điều kiện hậu đãi. Người hẳn là nghĩ lại Trường Hưng nhân tài sói mòn nguyên nhân. Triệu Phi Dương nói, ta mặc dù sinh khí ngược lại không đến nỗi cùng hắn so đo, cái này Hứa Thuần Lương khắp nơi đều đang cùng ta phân cao thấp, hắn đi bệnh truyền nhiễm viện về sau lập tức sẽ làm cái gì hai kỳ công trình, kỳ thật chính là kiến thiết tổng hợp bệnh viện. Từ Dĩnh nói, liền hứa các ngươi kiến thiết hình thức đầu tư cổ phần bệnh viện, không khen người nhà kiến thiết tân y viện. Về điểm này ta nhưng không đồng ý. Triệu Phi Dương nói, ngươi không nghe hắn cố ý nhắc lên khoa tim mạch sự tình, ta lo lắng hắn nếu thật là dựng lên bệnh viện chuyện thứ nhất chính là đào chúng ta Trường Hưng góc tường. Từ Dĩnh nói, cạnh tranh ở khắp mọi nơi, ngươi sợ người khác đào các ngươi góc tường nên trước tiên đem nền tảng cho lũy bền chắc, Phi Dương, không phải ta nói ngươi, hiện tại bệnh truyền nhiễm viện mới viện còn chưa bắt đầu kiến thiết, ngươi căn bản không cần vì thế cảm thấy lo nghĩ. Ngươi cùng Hứa Thuần Lương cũng không tồn tại cạnh tranh quan hệ. Người đem kinh doanh bệnh viện xem như bình sinh nhất đại sự nghiệp, Hứa Thuần Lương kiến thiết bệnh viện càng giống là cảm thấy chơi vui. Triệu Phi Dương sắc mặt trầm xuống, Từ Dĩnh có ý tứ gì? Nói là Hứa Thuần Lương năng lực viễn siêu mình sao? Từ Dĩnh gặp hắn sắc mặt không vui, biết hắn căn bản nghe không vào, cười cười nói, không tán gẫu nữa, ta cũng cần phải trở về. Ta đưa ngươi. Triệu Phi Dương tướng Từ Dĩnh đưa đi ra bên ngoài, chờ lái xe tới thời điểm. Một chiếc xe ở bên cạnh họ dừng lại, từ trên xe bước xuống 4 tên dáng người khôi ngô tráng hán,
bọn hắn phần phật một chút tướng Triệu Phi Dương vây, không nói lời gì huy quyền liền đánh. Triệu Phi Dương mộng bức, căn bản không biết rõ tình huống như thế nào, hắn ở kinh thành không có đắc tội người nào a. À. Từ Dĩnh hét lên một tiếng, liều lĩnh xông tới, bị trong đó một tên đại hán đẩy ngã xuống đất, mấy người nghiêm chỉnh huấn luyện, từ dừng xe đến rời đi tổng cộng không đến 2 phút đồng hồ. Nhưng cái này 2 phút đồng hồ đối Triệu Phi Dương tới nói tựa như nửa cái thế kỷ như vậy dày vò, quyền cước côn bổng thay nhau hướng về thân thể hắn chào hỏi, hắn bị đánh bùn nhão một dạng co quắp ngã trên mặt đất. Từ Dĩnh kêu khóc xông về phía trước, mấy lần đều bị người cho đẩy ngã xuống đất, tiệm cơm bảo ăn các loại đám người kia rời đi về sau mới chạy tới, bọn hắn liền giấy kia chút tiền lương có thể ở thời điểm này qua đến giúp đỡ cũng không tệ rồi, Triệu Phi Dương cũng không phải tại trong tiệm cơm bị đánh, cùng quan hệ bọn hắn không lớn. Từ Dĩnh lấy điện thoại cầm tay ra đập chiếc xe kia, lúc này Triệu Phi Dương lái xe cũng tới, nhìn thấy máu đầu máu mặt Triệu Phi Dương, mau chóng tới nâng hắn, Triệu Viện, Triệu Viện. Triệu Phi Dương thống khổ khoát tay áo, đừng nhúc nhích ta. Xương sườn khả năng đoạn mất, đưa ta đi bệnh viện. Hứa Thuần Lương bồi tiếp Phó Quốc Dân đi một đoạn, Phó Quốc Dân tại thể chế bên trong lăn lộn nhiều năm, hắn cùng Triệu Phi Dương là bằng hữu nhiều năm, cùng Hứa Thuần Lương cũng cộng sự qua một đoạn thời gian, đối hai người bọn họ đều tính quen thuộc. Đêm nay hắn toàn bộ hành trình ở đây, Phó Quốc Dân nói, người khi đó không có lựa chọn về Trường Hưng là đúng, ngựa tốt không ăn đã xong nha. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, coi như ta muốn trở về, Triệu Viện cũng sẽ không cần ta. Phó Quốc Dân cũng nở nụ cười, ý vị thâm trường nói, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, hắn mặc dù từ đi công chức, nhưng vẫn là không có thoát ly thể chế tập tư duy theo quán tính. Hứa Thuần Lương nói, khả năng Bùi Lâm chết đối với hắn kích thích không nhỏ, tính cách trở nên có chênh lệch chút ít kích. Phó Quốc Dân nói, đã không phải người một đường, vẫn là ít đến hướng đi. Đây là hắn cho Hứa Thuần Lương lời khuyên, cũng là trong lòng mình cảm thụ. Hứa Thuần Lương điện thoại di động vang lên, hắn cầm điện thoại lên, uy, Từ tỷ, cái gì? Phó Quốc Dân từ trong ánh mắt của hắn ý thức được cái gì? Hứa Thuần Lương cúp điện thoại hướng hắn nói, Triệu Phi Dương bị người đánh. Cái gì? Phó Quốc Dân trên mặt lộ ra một vòng khó mà che giấu ý cười. Kim Tín Huệ nhìn lên trước mắt một mảnh hỗn độn thịt nướng cửa hàng, nước mắt ngăn không được rơi xuống. Nơi này là bọn hắn thật vất vả mới thành lập sự nghiệp, mà bây giờ đã hoàn toàn hủy. Sa Thế Hùng từ phía sau ôm lấy nàng gầy gò thân thể, Kim Tín Huệ nắm chặt hắn nhiều lông đại thủ, ôn nhu nói, đều nói rõ. Sa Thế Hùng nhẹ gật đầu, chúng ta ngày mai liền rời đi nơi này, đi một cái không có người nhận biết chỗ của chúng ta bắt đầu cuộc sống mới. Kim Tín Huệ không nói gì, bệnh tình của nàng mặc dù bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, nhưng là nàng cuộc đời tâm sự lớn nhất còn không có đạt được giải quyết. Còn không có tìm được muội muội. Sa Thế Hùng nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không bỏ rơi, ta sẽ bồi tiếp ngươi cùng một chỗ tìm kiếm Tín Lan. Kim Tín Huệ nói, là ta liên lụy ngươi. Sa Thế Hùng cười nói, không có ngươi ta sống còn có ý gì, thu thập đi, nhìn xem còn có cái gì đáng giá mang đi đồ vật, cẩn thận một chút. Kim Tín Huệ mở ra đèn pin đi vào bên trong. Sa Thế Hùng kiểm tra một chút tổn thất tình huống, kỳ thật căn bản không cần thiết đến chuyến này. Lần này bạo tạc đã để cửa hàng hoàn toàn thay đổi, căn bản không có còn lại vật gì có giá trị. Bên trong truyền đến tiếng vang. Sa Thế Hùng nói, Tín Huệ, ngươi không sao chứ? Kim Tín Huệ không có trả lời hắn. Sa Thế Hùng lập tức cảnh giác, hắn từ dưới đất nhặt lên một viên gạch. Này trong thời gian tiếng bước chân truyền đến, một người bịt mặt cưỡng ép lấy Kim Tín Huệ đi ra, tay trái che lấy miệng của nàng, sáng như tuyết đao chống đỡ Kim Tín Huệ cổ họng. Sa Thế Hùng một viên tim nhảy tới cổ rồi, người buông nàng ra, không phải ta sẽ không để cho ngươi còn sống rời đi. Người bịt mặt cười lạnh, hắn dùng tiếng Hàn đáp lại nói, ngươi có tư cách gì cùng ta có kè mặc cả. Hiện tại nữ nhân ngươi mệnh trong tay ta, quỳ xuống. Kim Tín Huệ giãy giụa lấy, kiệt lực dùng hơi thở phát ra ừ thanh âm, nàng cho dù chết cũng không muốn Sa Thế Hùng bởi vì mình đã bị vũ nhục. Sa Thế Hùng đi về phía trước một bước, người bịt mặt lưỡi đao ép xuống. Kim Tín Huệ phần cổ bị cắt vỡ chảy ra máu tươi. Quỳ xuống. Sa Thế Hùng dùng sức cắn môi một cái, hắn rốt cục vẫn là lựa chọn khuất phục, chậm rãi quỳ xuống, sau lưng hai đạo bóng đen hướng hắn tới gần. Ở phía sau hắn một người vọt ra, vung lên côn sắt hung hăng nện ở Thế Hùng sau đầu, Sa Thế Hùng gặp lần này trọng kích, té lăn trên đất, hắn ý đồ phản kích, nhưng nhớ tới Kim Tín Huệ trong tay của đối phương. Lại chỉ có thể lựa chọn từ bỏ.
Người bịt mặt lạnh lùng nói, đây chính là phản bội đại giới. Côn bổng như mưa rơi vào Sa Thế Hùng trên thân, Sa Thế Hùng thân thể khôi ngô cuộn lại trên mặt đất, hắn nhẫn thụ lấy đối phương ngược đánh, chỉ hy vọng mình nhượng bộ có thể đổi lấy Kim Tín Huệ bình an. Kim Tín Huệ nước mắt rơi như mưa, đáng tiếc lực lượng của nàng quá mức suy yếu, căn bản là không có cách tránh thoát đối phương khống chế. Sa Thế Hùng tại đối phương ngược đánh xuống máu me khắp người. Người bịt mặt làm thủ thế, thì bảo hai người ngừng lại, một người trong đó bắt lấy Sa Thế Hùng tóc, đem đầu của hắn nhấc lên, Sa Thế Hùng máu me đầy mặt, xem ra đã mất đi phản kháng có thể lực, trong miệng vẫn nói, việc này không có quan hệ gì với nàng, ngươi thả nàng. Thật sự là thâm tình a, nếu như nàng chết tại trước mặt của ngươi, ngươi nhất định sẽ đau đến không muốn sống a. Người bịt mặt giơ lên đoạn đao chuẩn bị cắt Kim Tín Huệ cổ họng. Không muốn, Sa Thế Hùng hét lớn. Hiu, một tiếng rít xé rách bầu trời đêm. Người bịt mặt đầu lâu hướng về phía trước dùng sức một điểm, một chi vũ tiễn từ sau ót của hắn bắn vào, trực tiếp xuyên qua hắn sọ não, thốc nhọn xuyên thấu hắn trán bạo lộ ra, nhuốm máu thốc nhọn lóe ra rét lạnh chỉ riêng mang. Người bịt mặt chúng tên bỏ mình, thân thể thẳng tắp bổ nhào vào trên mặt đất. Sa Thế Hùng tựa như một đầu nổi giận hùng sư nhảy lên một cái, trong tay tấm gạch hung hăng đánh trúng trong đó một tên ác ôn mặt. Sa Thế Hùng bản thân lực lượng vô cùng lớn, lại có lửa giận tăng thêm, một kích này uy đủ sức để vỡ bia nứt đá, đầu của đối phương bị đòn nghiêm trọng này, toàn bộ bộ mặt đều bị Sa Thế Hùng một gạch đập bình, trong đầu cũng là hiếm nát một đoàn, tự nhiên là không cách nào mạng sống. Còn lại tên kia ác ôn căn bản không ngờ tới tình thế lại đột nhiên nghịch chuyển, hắn xoay người bỏ chạy, Sa Thế Hùng há có thể để hắn chạy thoát, giơ lên tấm gạch chiếu vào sau ót của hắn đập tới. Hiu! Một tiễn này tới càng nhanh, tấm gạch chưa đánh trúng tên kia ác ôn, vũ tiễn đã quán xuyên ác ôn hậu tâm. Sa Thế Hùng quay người trở lại Kim Tín Huệ bên người, đưa nàng hộ tại sau lưng. Trong bóng tối một tay cầm phục hợp cung ghép nữ tử ra hiện tại bọn hắn trước mắt. Nữ tử kia thân xuyên y phục dạ hành, mang theo mặt nạ màu đen, chỉ lộ ra một đôi mắt, nàng nhìn thoáng qua trên đất ba bộ thi thể, thấp giọng nói, giúp ta tướng cái này ba bộ thi thể lấy tới trên xe đi. Sa Thế Hùng mặc dù không biết nữ tử này thân phận, thế nhưng là hắn phi thường rõ ràng nếu như không phải nữ tử này xuất hiện, hắn cùng Kim Tín Huệ cũng khó khăn trốn độc thủ. Nữ tử thân ảnh biến mất trong bóng đêm, không bao lâu nàng ra một cỗ hàng kéo kéo, thừa dịp bóng đêm. Sa Thế Hùng hỗ trợ tướng ba bộ thi thể lấy được trên xe. Hai. Nữ tử thấp giọng nói, người dọn dẹp một chút hiện trường, tận lực không nên để lại hạ vết tích, sau đó liên hệ Hứa Thuần Lương, nói cho hắn biết đêm nay phát sinh sự tình, hắn hẳn là có biện pháp giúp các ngươi đào thoát truy sát. Kinh hãi quá độ Kim Tín Huệ lúc này mới thoáng tỉnh táo lại, thấp giọng nói, ngài là ai? Tại sao phải giúp bọn ta? Nữ tử tiếp cận Kim Tín Huệ nhìn thoáng qua. Khải lái xe, là Hứa Thuần Lương để ta giúp các ngươi, nhớ kỹ ngàn vạn không thể báo cảnh, không phải các ngươi sẽ chỉ phiền toái hơn. Nàng nói xong lái xe rời đi hiện trường. Sa Thế Hùng cùng Kim Tín Huệ Thanh sửa lại một chút hiện trường, bọn hắn cũng không dám ở lâu, dựa theo nữ tử kia phân phó, cho Hứa Thuần Lương gọi điện thoại. Hứa Thuần Lương mới vừa tới đến cửa bệnh viện, nhận nghe điện thoại. Sa Thế Hùng đem vừa rồi phát sinh sự tình báo cho hắn. Hứa Thuần Lương nghe vậy khẽ giật mình. Lập tức nghĩ đến Nhạc Tinh, đám người này thật đúng là vô pháp vô thiên, ở chỗ này lại dám giết người phóng hỏa, thật đem mình làm vũ trụ bá chủ. Hứa Thuần Lương nói, người có sao không? Sa Thế Hùng nói, tạm thời không có chuyện làm, may mắn Hứa tiên sinh phái người ngầm bên trong bảo hộ, không phải chúng ta khó thoát kiếp nạn này. Hứa Thuần Lương lập tức minh bạch, cứu hai người bọn họ khẳng định là Bạch Lan không thể nghi ngờ, khó trách nữ nhân này tìm hắn hợp tác, mặt ngoài Bạch Lan đưa một phần ân tình cho mình. Trên thực tế đem phiền phức chia sẻ cho mình, bất quá Sa Thế Hùng sự tình hắn vẫn là phải giúp một tay. Hắn suy nghĩ một chút nói, dạng này, ta cho ngươi tìm địa phương an toàn. Hứa Thuần Lương ngựa lên liên hệ Hoa Trục Nguyệt, nghĩ muốn bảo vệ Sa Thế Hùng hai người bình an, Bạch Lan không muốn báo cảnh là có nguyên nhân, vẻn vẹn đêm nay bọn hắn liền xử lý ba cái, mặc dù đều là bán đảo sát thủ, nhưng một sáng bị cảnh phương biết chắc phiền phức không ngừng. Lấy Lưu Hải Dư làm đại biểu an toàn tổ chức cũng đang điều tra chuyện này, hẳn là nghĩ biện pháp thông qua lão Lưu hướng Minh Đức tập đoàn tạo áp lực. Hoa Trục Nguyệt rất nhanh liền cho Hứa Thuần Lương một cái địa chỉ, để Sa Thế Hùng bọn hắn đi qua, đến lúc đó tự có người phụ trách tiếp ứng. Hứa Thuần Lương bên này gọi điện thoại thời điểm, Phó Quốc Dân đã đi bệnh viện hỏi thăm rõ ràng, Triệu Phi Dương ngay tại khám gấp ngoại khoa, thụ thương tình huống là trên đầu bị nện ra hai cái lỗ hổng lớn,
hết thảy may 9 châm, trái bên cạnh xương sườn gãy mất một cây. Trước mắt đi hình ảnh khoa làm CT, xác định đại não có bị thương hay không. Hứa Thuần Lương cùng Phó Quốc Dân cùng đi khám gấp CT thất thời điểm, Triệu Phi Dương mới vừa đi vào, Từ Dĩnh chờ ở bên ngoài, nhìn thấy hai người bọn họ, Từ Dĩnh tranh thủ thời gian đứng dậy, cảnh sát mới tới qua, ta đem tình huống nói. Phó Quốc Dân nói, đừng có gấp, người bị thương thế nào. Từ Dĩnh nói, bác sĩ nói vấn đề không lớn, chỉ là xương sườn gãy mất một cây, khả năng cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Hứa Thuần Lương hỏi một chút hung đồ đặc thù, Từ Dĩnh miêu tả một chút, nghĩ từ bản thân chụp hình, đem ảnh chụp đưa cho hắn nhìn, ảnh chụp đập đến rất mơ hồ, mà lại cơ hồ không có ngay mặt, bất quá biển số xe ngược lại là đập xuống tới. Phó Quốc Dân nói, vỗ xuống biển số xe là được rồi, để cảnh sát điều tra thêm liền biết, hiện tại khắp nơi đều là giám sát. Bọn hắn chạy không được. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ ngươi sợ là không biết bộ bài xe chuyện này đi, đám người này sẽ không ngốc đến mức lái một chiếc hợp pháp bảng số ô tô tới đánh người, còn có loại khả năng, chiếc xe này căn bản chính là trộm được. Lúc này Kiều Như Long cùng hai vị bằng hữu cùng đi ra, Hứa Thuần Lương xem xét liền hiểu, khẳng định là Triệu Phi Dương liên hệ Kiều Như Long, hắn là Kiều Như Long ân nhân cứu mạng, gặp được loại chuyện này, Kiều Như Long tại tình tại lý đều muốn ra mặt. Đã Kiều Như Long ra mặt, liền đối với bọn họ chuyện gì, lấy Kiều Như Long ở kinh thành giao thiệp, tướng chuyện này cha cái cha ra manh mối không khó, Hứa Thuần Lương bọn hắn cũng không cần phải đi theo lẫn vào, coi như xuất thủ người ta Triệu Phi Dương cũng chưa chắc cảm kích. Mặc dù Hứa Thuần Lương không muốn cùng Kiều Như Long liên hệ, bất quá gặp cũng không tốt không chào hỏi, dù sao cũng là bạn gái trước ca ca, chủ động tiến lên chào hỏi một tiếng, Kiều Tổng. Kiều Như Long rất qua loa gật gật đầu. Liền con mắt đều không thấy Hứa Thuần Lương. Phó Quốc Dân nhìn thấy Hứa Thuần Lương đều cái này đãi ngộ cũng liền không có tự chuốc nhục nhã, hắn tại chú kinh bạn công việc nhiều năm, tiếp xúc qua một chút quan lại tử đệ, biết cấp này tầng ngạo khí tận trong xương tủy khí, người ta căn bản khinh thường tại cùng bọn họ liên hệ. Kiều Như Long đối Từ Dĩnh ngược lại là phi thường khách khí, Từ tiểu thư, Phi Dương tình huống thế nào? Từ Dĩnh nói, mới vừa đi vào, còn không biết kết quả. Kiều Như Long chuyển hướng bên trái một người, người kia là bệnh viện này viện trưởng, tranh thủ thời gian bồi tiếp Kiều Như Long tiến vào CT duyệt phiến thất. Từ Dĩnh có chút ngượng ngùng, là nàng đem Hứa Thuần Lương cùng Phó Quốc Dân gọi tới, kết quả làm cho chàng diện có chút xấu hổ, nàng biết Hứa Thuần Lương cùng Kiều Như Long quan hệ, thật không nghĩ đến Hứa Thuần Lương cùng Mai Như Tuyết chia tay về sau sẽ dẫn đến hắn cùng Kiều Như Long quan hệ trực tiếp tiến vào điểm đóng băng, vừa rồi Kiều Như Long đối Hứa Thuần Lương thái độ nàng cũng nhìn thấy. Dựa vào Hứa Thuần Lương tính tình một khắc đều không muốn để lại, nhưng Phó Quốc Dân cho rằng đã tới, vẫn là phải cùng Triệu Phi Dương gặp mặt, dù sao ban đêm cùng một chỗ ăn cơm, một người trong đó bị đánh, những người khác nhiều ít có điểm liên quan trách nhiệm, làm sao đều muốn ân cần thăm hỏi một chút. Qua không bao lâu, lái xe tướng Triệu Phi Dương từ kiểm tra trong phòng đẩy ra, đối lái xe tới nói cũng là một lần hoàn toàn mới kinh lịch, đi qua đều là mở bốn bánh đưa đón lãnh đạo, hôm nay lần thứ nhất đẩy hai bánh. Triệu Phi Dương trên đầu quấn lấy băng gạc, sưng mặt sưng mũi dị thường chật vật, Hứa Thuần Lương nhìn thấy hắn cái dạng này chẳng những không có đồng tình tâm, còn có chút không hiểu vui cảm giác, người nhà không như bức, bị đánh đi. Trời cuồng có mưa, người cuồng có tai, báo ứng, đây chính là báo ứng a. Hứa Thuần Lương trong lòng thống khoái, nhưng mặt ngoài còn phải giả ra một mặt đau lòng, ai u, Triệu Viện, người đây là thế nào? Cái này mẹ nó ai vậy, ra tay cũng quá đen tối, người nói với ta. Ta tìm bọn hắn cho ngươi ra khí. Triệu Phi Dương trong lòng tự nhủ con hàng này tuyệt đối là không có ý tốt, trong lòng không biết nhiều sung sướng đâu, cái này Từ Dĩnh cũng thế, người bắt hắn cho gọi tới làm gì. Để hắn cười nhạo ta sao? Bất quá hắn lại nghĩ, nếu như vừa rồi Hứa Thuần Lương không đi, mình có thể sẽ không bị đánh thảm như vậy, Hứa Thuần Lương là có tiếng có thể đánh, hắn hẳn là sẽ không khoanh tay đứng nhìn đi. Phó Quốc Dân nói, Phi Dương, ngươi ở kinh thành có cái gì đối đầu sao? Triệu Phi Dương nói, ta cũng không biết, ta ở kinh thành cũng không đắc tội người nào a. Nhưng trong lòng nghĩ đến, nếu như nói không đối thủ, Hứa Thuần Lương chính là một cái, nhưng hắn cũng không về phần bị ổi đến tìm người đánh ta đi. Hứa Thuần Lương giả mù sa mưa nói, đừng nghĩ trước cái này, người không có sao chứ. Triệu Phi Dương nói, xương sườn gãy mất một cây, cái khác đều là bị thương ngoài da, nói nhiều như vậy cảm giác ngực trái có đau một chút. Từ Dĩnh nhìn thấy hắn biểu lộ thống khổ, có chút đau lòng nói, trước đừng hỏi nữa, chờ báo cáo ra liền biết. Đang khi nói chuyện,
Kiều Như Long cùng hai người kia đi ra cùng với, Kiều Như Long cho Triệu Phi Dương giới thiệu một chút, buồn bã cái kia là bệnh viện viện trưởng, lại hắc lại cao cái kia là chuyện xảy ra hạt khu phân cục Vương trưởng cục. Phó Quốc Dân trong lòng thầm than, đây chính là nhân mạch, Kiều Như Long loại người này thế giới cùng bọn hắn hoàn toàn không giống, cho nên người bình thường đừng nghĩ lấy xâm nhập người ta vòng tròn, chen vào người ta cũng không chào đón ngươi. Vị viện trưởng kia nói cho Triệu Phi Dương, đầu hắn không có việc gì, trước mắt mà nói nặng nhất tổn thương chính là xương sườn gãy xương, bởi vì không có phát sinh lệch vị trí cũng không cần giải phẫu, hảo hảo tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền có thể bình phục. Triệu Phi Dương chính mình là xử lý chữa bệnh ngành nghề, nghe xong kết quả liền hiểu, đoán chừng lần này tổn thương không có 2-3 tháng tĩnh dưỡng là sẽ không hoàn toàn khang phục. Vương trưởng cục hướng Triệu Phi Dương tỏ thái độ, đã phái cốt cán lực lượng đi điều tra hắn bị đánh vụ án, nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất tướng ác ôn truy nã quy án trói lại. Vương trưởng cục hỏi một cái cùng Phó Quốc Dân một dạng vấn đề, Triệu Viện, người ở kinh thành có cái gì đối đầu sao? Triệu Phi Dương vô ý thức nhìn Hứa Thuần Lương một chút, hắn xem xét, những người khác cũng nhìn Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương trong lòng thầm mắng, ngươi nha nhìn ta làm gì? Ta mẹ nó thật muốn đánh ngươi còn muốn tìm người làm thay sao? Triệu Phi Dương nói, kinh thành không có, bất quá xử lý bệnh viện quản lý công việc không đắc tội người cũng không có khả năng. Hứa Thuần Lương cố ý nhắc nhở hắn một câu, Triệu Viện, ta nghe nói người gần nhất cùng Hoa Niên tập đoàn cao tầng khiến cho không quá vui sướng, có phải hay không hẳn là trọng điểm điều tra một chút bọn hắn a? Triệu Phi Dương vừa mới đầu não bị kia một trận loạn côn cho vung mạnh hồ đồ rồi, Hứa Thuần Lương kiểu nói này, hắn một suy nghĩ thật đúng là có nhiều khả năng, hắn gần nhất cùng anh em nhà họ Đường hai huyên náo rất không thoải mái, Kiều Như Long giúp hắn tìm tế thế chữa bệnh đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn tới thu mua Hoa Niên tập đoàn có Trường Hưng cổ phần. Hoa Niên tập đoàn không phải là không thể bán, mà là tế thế chữa bệnh đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn đang lợi dụng các loại thủ đoạn đè thấp giá tiền của bọn hắn. Dù sao có Triệu Phi Dương cái này nội tuyến tại, cho nên tại anh em nhà họ Đường trong mắt, Triệu Phi Dương đã bị định nghĩa là ăn cây táo rào cây sung mặt hàng, tìm người bắt hắn cho hả giận cũng không phải là không thể được. Kiều Như Long nói, bất kể là ai, dám ở kinh thành làm loại chuyện này đều là cả gan làm loạn, nhất định phải truy cứu tới cùng. Đã đám lửa này chọn đi lên, Hứa Thuần Lương cũng không cần phải tiếp tục lưu lại bệnh viện lãng tốn thời gian, dù sao náo nhiệt cũng nhìn qua, chứa đồng tình cũng thăm hỏi qua. Hướng Triệu Phi Dương sau khi cáo từ rời đi, thời điểm ra đi có ý không để ý đến Kiều Như Long, người nhà đều không thèm nhìn ta, ta cũng chỉ phải làm ngươi không tồn tại. Phó Quốc Dân đi theo Hứa Thuần Lương cùng rời đi, đi vào cửa bệnh viện, hai người lúc chia tay, Phó Quốc Dân nói, oan gia nên giải không nên kết, có một số việc vẫn là chớ để ở trong lòng. Hứa Thuần Lương cười nói, hắn bị đánh cùng ta thật không quan hệ, sớm biết cái dạng này ta liền không nên tới. Phó Quốc Dân nói, trên mặt mũi không có trở ngại là được, dù sao hai ta đều có không ở tại chỗ chứng cứ, Triệu Phi Dương cũng sẽ không hoài nghi đến trên đầu ngươi. Hứa Thuần Lương hỏi ngược lại, làm sao ngươi biết hắn sẽ không hoài nghi ta? Phó Quốc Dân bị hắn đang hỏi, sửng sốt một chút mới nói, phàm là đầu óc bình thường cũng sẽ không hoài nghi đến ngươi. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ hiện tại Triệu Phi Dương đầu óc chưa hẳn bình thường, từ khi Bùi Lâm sau khi chết. Con hàng này liền thần thao thao có chút bị hại vọng tưởng. Vừa trở lại khách sạn, liền nhận được Hoa Trục Nguyệt điện thoại, nói cho hắn biết đã đem Sa Thế Hùng hai người an trí xong, bất quá Thế Hùng đắc tội Nhạc Tinh, chỉ sợ kinh thành cũng không phải kế lâu dài, vẫn là tìm ẩn nấp địa phương để bọn hắn đi tránh đầu sóng ngọn gió. Nếu như bọn hắn đồng ý, có thể an bài bọn hắn tạm thời đi tập đoàn tại Quỳnh Đảo khách sạn nán lại một đoạn thời gian. Hứa Thuần Lương cũng cho là như vậy. Mình cho Kim Tín Huệ chữa bệnh sự tình bị Hoàng Hữu Long biết, Hoàng Hữu Long cho rằng Sa Thế Hùng phản bội hắn, đêm nay Sa Thế Hùng cùng Kim Tín Huệ gặp phải phiền phức 8-9 phần 10 cùng hắn có quan hệ. Nếu như Kim Tín Huệ cùng Bạch Lan quan hệ tiết lộ, sợ sợ phiền phức của bọn hắn sẽ lớn hơn. Hứa Thuần Lương suy nghĩ một chút, để bọn hắn đi Quỳnh Đảo cũng chưa chắc ổn thỏa, khách sạn dù sao cũng là cái công chúng trường hợp, hai người bọn họ cũng không thể trốn ở khách sạn cả một đời không ra. Hạ Hầu Mộc Lan chồng căn cứ hẳn là một cái dùng để ẩn thân nơi tốt, nơi đó tựa như là một cái vương quốc độc lập, chỉ bằng hai người bọn họ hiện tại quan hệ, đoán chừng Hạ Hầu Mộc Lan cũng sẽ không cự tuyệt. Hứa Thuần Lương ôm thái độ muốn thử một chút cho Hạ Hầu Mộc Lan gọi điện thoại, Hạ Hầu Mộc Lan chưa làm qua lo lắng nhiều liền đáp ứng cho hắn hỗ trợ. Hứa Thuần Lương hỏi một câu nàng gần nhất thế nào? Hạ Hầu Mộc Lan biểu thị hết thảy bình thường, kỳ thật nàng trong lòng có chút thấp thỏm. Ấn lý thuyết mấy ngày gần đây nhất trên thân nên tới,
không biết tình huống như thế nào, hiện tại có loại chờ tuyên án cảm giác, hết lần này tới lần khác chuyện này còn khó lấy mở miệng, vạn nhất coi là thật mang bầu Hứa Thuần Lương cốt nhục làm sao bây giờ. Con hàng này có thể hay không không nhận nợ. Hứa Thuần Lương căn bản không có cân nhắc phương diện này sự tình, nói cho Hạ Hầu Mộc Lan mình còn muốn ở kinh thành nhiều ở vài ngày, thuận tiện đem thuốc đông y cục quản lý nơi đó nghe được chính sách nói với nàng. Hạ Hầu Mộc Lan cũng là lần đầu nghe nói quốc gia nhằm vào trung thảo dược trồng gia công sản xuất còn có phương diện này nâng đỡ chính sách, dựa theo bọn hắn hiện tại trồng quy mô, hàng năm chỉ riêng phụ cấp đều có thể cầm hơn ngàn vạn, tiền còn tại tiếp theo, nếu như có thể phủ lên quốc gia trọng điểm nâng đỡ đơn vị bảng hiệu, đối tập đoàn về sau phát triển có lợi thật lớn. Chỉ là phương diện này danh ngạch có hạn, nghe được tin tức này ai không nghĩ trăm phương ngàn kế tìm quan hệ, Hạ Hầu Mộc Lan tại thuốc đông y cục quản lý cũng không quan hệ. Hứa Thuần Lương để nàng đem vật liệu chuẩn bị một chút phát tới, hắn giúp đỡ đưa qua. Hạ Hầu Mộc Lan gặp hắn đối chính mình sự tình nhiệt tâm như vậy, nội tâm cảm thấy không hiểu ấm áp, nói cho Hứa Thuần Lương cần chuẩn bị địa phương một mực nói rõ, nàng sẽ không để cho Hứa Thuần Lương lại xuất lực lại xuất tiền. Hứa Thuần Lương tới một câu, hai ta ai cùng ai, ta ở trên thân thể ngươi xuất lực không cần tiền. Hạ Hầu Mộc Lan sơ nghe rất cảm động, nhưng hơi chút suy nghĩ cảm giác có chút không đúng. Người này rõ ràng lại tại chiếm mình tiện nghi đâu, không có điểm phá, không phải lúng túng hơn, dù sao cái này Hứa Thuần Lương cũng không phải là cái thứ tốt. Tướng Sa Thế Hùng cùng Kim Tín Huệ thu xếp tốt về sau, Hứa Thuần Lương cũng tạm thời giải quyết xong một cọc tâm sự, kinh lịch chuyện đêm nay, Sa Thế Hùng đã cùng Hoàng Hữu Long triệt để quyết liệt, Hoàng Hữu Long sở dĩ sẽ tìm người đối phó Sa Thế Hùng, khẳng định là bởi vì Sa Thế Hùng nắm giữ hắn không ít bí mật. Cứ như vậy, tương đương với Hoàng Hữu Long tự tay tướng Sa Thế Hùng đẩy lên mình trong trận doanh. Về phần Bạch Lan, nàng mặc dù lợi hại, nhưng là chỉ bằng một lực lượng cá nhân cũng vô pháp cùng Nhạc Tinh chống lại, nàng nhất định phải tìm kiếm liên thủ với mình, chỉ có mượn nhờ lực lượng của mình mới có thể phá hư Lý Bình Tinh kế hoạch, trên thực tế Bạch Lan cũng là làm như vậy. Không thể không thừa nhận Kiều Như Long ở kinh thành giao thiệp đủ rộng, hắn ra mặt về sau, vẻn vẹn qua một buổi tối. Tham dự ẩu đả Triệu Phi Dương bốn tên ác ôn toàn bộ xa lưới, trải qua bốn người này bàn giao, bọn hắn là bị người ủy thác cho Triệu Phi Dương một bài học. Cảnh sát tìm hiểu nguồn gốc, rất nhanh liền tra rõ cái này phía sau người ủy thác là Đường Thiên Nhất. Đường Thiên Nhất mấy ngày gần đây nhất đều ở kinh thành tiêu sái, cảnh sát đi bắt hắn thời điểm, con hàng này cùng mấy người bằng hữu chính cùng một bang lưới đỏ làm vận động đâu, bị bắt cái hiện hình, lần này lại nhiều một hạng tội danh. Đừng nhìn Đường Thiên Nhất tại Bình Hải tỉnh là nổi danh phú nhị đại, nhưng là hắn ở kinh thành cái giám cũng không bằng. Đường Thiên Nhất bị bắt tin tức cấp tốc truyền đến Nam Giang, nguyên bản liền lâm vào nợ nần nguy cơ, sức đầu mẻ chán Đường Kinh Vĩ càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, gần nhất Hoa Niên tập đoàn rời chức cao quản không ít, nếu như lần này bọn hắn nợ nần gây dựng lại phương án còn không thể thu hoạch được thông qua, chỉ sợ cũng sẽ bị hạn cao, đây cũng chỉ là bắt đầu, tiếp xuống sẽ có càng chuyện xấu phát sinh. Đường Kinh Vĩ kỳ thật đã làm tốt rời đi trong nước dự định, nhưng là hiện tại Hoa Niên đuôi to khó vẫy. Không phải hắn nói đi liền có thể đi. Trường Hưng Bệnh viện là Hoa Niên tập đoàn trước mắt chất lượng tốt nhất tài sản, Tế Thế Chữa Bệnh Đầu Tư Công ty trách nhiệm hữu hạn đã đi tìm Đường Kinh Vĩ, đưa ra mua xuống trong tay hắn cổ phần, bọn hắn mở ra giá cả cũng không cao, tại Đường Kinh Vĩ xem ra hơi có chút nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ý vị. Tế Thế tập đoàn đối Trường Hưng tình huống mò được rất thấu. Đường Kinh Vĩ coi như dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được là Triệu Phi Dương tiết lộ nội tình, tục truyền, cái này Tế Thế tập đoàn chính là Triệu Phi Dương liên hệ. Đường Kinh Vĩ đối Triệu Phi Dương ăn cây táo rào cây sung hành vi căm thù đến tận xương tủy, nhưng là hắn còn chưa tới tìm người đánh Triệu Phi Dương tình trạng, chỉ là hắn làm sao cũng không nghĩ tới, mình không có làm sự tình nhi tử làm. Đường Kinh Vĩ tại hiểu rõ chuyện này toàn bộ quá trình về sau, cảm thấy rất không có khả năng. Hắn cái kia không có tiền đồ nhi tử đối công ty phương diện quản lý sự tình một mực cũng không để tâm, hiện ở công ty hãm sâu nợ nần nguy cơ, hắn vẫn là hàng đêm sinh ca, căn bản không có một chút xíu cảm giác nguy cơ, Đường Kinh Vĩ nếu biết hắn không phải nguyên liệu đó, cũng liền không lại miễn cưỡng hắn tham gia công ty sự tình. Hắn làm sao lại đột nhiên tìm người giáo huấn Triệu Phi Dương? Đường Kinh Vĩ cho rằng cả kiện sự tình phi thường kỳ quặc, quyết định tự mình tiến về kinh thành một chuyến. Đường Kinh Vĩ đang cùng luật sư thông điện thoại thời điểm, đệ đệ Đường Kinh Luân đến tìm hắn. Đường Kinh Vĩ đơn giản bàn giao hai câu liền đã cúp điện thoại, hắn hiện tại người nào đều không tin đảm nhiệm, bao quát vị này đồng bào huynh đệ. Đường Kinh Luân đã từng lợi dụng hắn cùng nữ minh tinh bê bối bức bách hắn lui khỏi vị trí phía sau màn,
Đường Kinh Vĩ thậm chí cho rằng, Hoa Niên nếu như không phải nội bộ phát sinh vấn đề liền sẽ không tao ngộ hôm nay khốn cảnh. Đường Kinh Luân cũng là vì chất tử sự tình tới, đại ca, Thiên Nhất bên kia tình huống thế nào? Đường Kinh Vĩ lạnh hừ một tiếng, còn có thể thế nào? Đường Kinh Luân nói, Kinh Thành là địa phương nào, hắn làm sao lại làm loại chuyện ngu xuẩn này? Đường Kinh Vĩ lạnh lùng nhìn qua Đường Kinh Luân, người liền khẳng định như vậy là hắn tìm người đánh Triệu Phi Dương. Đường Kinh Luân nói, không phải ta khẳng định, là cảnh sát bên kia đã tìm được chứng nhân, những người kia nhận được tiền, Thiên Nhất cũng hoàn toàn chính xác cho người trung gian tiền. Đường Kinh Vĩ cả giận nói, Thiên Nhất là đức hạnh gì ngươi không rõ ràng. Hắn coi như muốn giáo huấn Triệu Phi Dương tại sao muốn đi Kinh Thành. Ở nơi đó nháo sự không là muốn chết sao. Đường Kinh Luân trong lòng tự nhủ ngươi đứa con trai này dù sao không quá thông minh, thở dài nói, đại ca, mặc kệ chuyện này là không phải Thiên Nhất làm, người ta đã siêu tập đến chứng cứ, mà lại Thiên Nhất bị bắt thời điểm, vừa tốt triệu tập một đám hổ bằng cẩu hữu tại làm loạn, hiện trường còn tìm ra hàng cấm. Đường Kinh Vĩ nói, cái bẫy, tất cả đều là cái bẫy, là bọn hắn cố ý thiết kế Thiên Nhất, cái này đồ không có chí tiến thủ, Nam Giang chơi không ra sao. Bình Hải không đủ hắn chơi đến. Không được nữa đi cảnh ngoại a, hồ đồ a, hồ đồ cực độ. Đường Kinh Luân nhìn thấy ca ca đau lòng nhức óc dáng vẻ một chút cũng không có cảm thấy khổ sở, ngược lại có chút cười trên nỗi đau của người khác. Đường Thiên Nhất có hôm nay còn không phải ngươi một vị phóng túng kết quả, tiểu tử kia xảy ra chuyện cũng không một hồi hai hồi, nếu như trước kia liền sinh ra cảnh giác nhiều hơn giáo dục, cũng sẽ không rơi đến bây giờ tình trạng. Đường Kinh Luân nói, có thể cùng Triệu Phi Dương nói chuyện, để hắn đừng đuổi cứu. Những chuyện khác có thể tìm người gánh trách nhiệm, chỉ cần không phải người tổ chức, tất cả đều dễ nói chuyện. Đường Kinh Vĩ hết lửa giận đều hướng về phía Đường Kinh Luân phát tiết, người có đầu óc hay không? Triệu Phi Dương hiện tại một lòng nghĩ thoát cách chúng ta trưởng khống, Tế Thế Tập Đoàn chính là hắn tìm đến, hắn đã sớm đem chúng ta cho bán, cho nên Tế Thế Tập Đoàn mới có thể đè thấp giá tiền của chúng ta, lần này hắn vừa vặn bắt lấy cơ hội, sao lại dễ dàng như vậy buông tha Thiên Nhất? Đường Kinh Luân không nói chuyện. Nhìn ra đại ca còn tại nổi nóng. Đường Kinh Vĩ cơn giận còn sót lại chưa tiêu nói, tìm người gánh trách nhiệm, người cho rằng là tại Bình Hải. Ta lớn bao nhiêu mặt mũi. Đường Kinh Luân móc ra một hộp khói, rút ra một chi đưa cho đại ca. Đường Kinh Vĩ khoát tay áo biểu thị mình không rút, Đường Kinh Luân lại đưa một lần, lần này hắn tiếp tới, Đường Kinh Luân giúp hắn đốt, ý vị thâm trường nói, đại ca, đánh hổ còn cần thân huynh đệ, đi qua người ta chi ở giữa mặc dù từng có không nhanh. Nhưng bây giờ là gia tộc sinh tử tồn vong thời điểm, mặc kệ xảy ra chuyện gì ta cũng sẽ cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Đường Kinh Vĩ trong lòng tự nhủ lời hay ai đều sẽ nói, nhưng ngươi phải nghĩ ra biện pháp giải quyết a. Hắn hít một hơi thuốc lá nói, Kinh Luân, cửa này ta lo lắng không qua được a. Đường Kinh Luân nói, ngươi chỉ có một đứa con trai, ta cũng chỉ có cái này một người cháu, vô luận như thế nào đều muốn trước đem hắn lấy ra lại nói. Đường Kinh Vĩ nói, ngươi làm ta không muốn đem hắn lấy ra. Nhưng ta lo lắng lần này không chỉ là dùng tiền có thể giải quyết vấn đề. Đường Kinh Luân nói, chúng ta không giải quyết được, liền đi tìm có thể giải quyết chuyện này người. Đường Kinh Vĩ nhìn qua hắn, cười khổ nói, lúc này không giống ngày xưa, Hoa Niên tập đoàn phong quang thời điểm, Bình Hải lão đại cũng phải cho ta mấy phần chút tình mọt, nhưng bây giờ chúng ta tao ngộ nợ nần nguy cơ, nợ nần gây dựng lại phương án bị không, hiện tại ai còn nguyện ý phản ứng ta. Đường Kinh Luân nói, trong tay chúng ta cũng không phải là không có bài, chỉ cần. Đường Kinh Vĩ hai mắt hiện lên một tia hàn quang, hắn cảnh giác nhìn qua Đường Kinh Luân, ngươi không muốn sống. Đường Kinh Luân mím môi, hắn phát giác được đại ca bên trong sợ hãi trong lòng, đại ca không có đập nồi dìm thuyền dũng khí, thay lời khác tới nói, còn chưa tới hắn không đường có thể đi thời điểm. Đường Kinh Luân nói, Triệu Phi Dương chẳng qua là Trường Hưng một cái viện trưởng, hắn ở Kinh Thành cũng không có tồn tại gì cảm giác. Lúc đầu chỉ là một cái bình thường trị an sự kiện, cảnh sát sở dĩ coi trọng như vậy là bởi vì Hoa Đầu Kiều Như Long ra mặt tạo áp lực. Đường Kinh Vĩ nghiến răng nghiến lợi, chuyện này quả nhiên không có đơn giản như vậy. Đường Kinh Luân nói, Tế Thế Chữa Bệnh Đầu Tư Công Ty hữu hạn tình huống ta cũng điều tra rõ ràng, ở trong đó có không ít quan lại tử đệ tham dự đầu tư, công ty người phụ trách chủ yếu tề sản chính là Kiều Như Long người. Đường Kinh Vĩ cả giận nói, cái bẫy, khẳng định là cái bẫy. Luật sư nói, Thiên Nhất kiên quyết phủ nhận cùng chuyện này có quan hệ, ta liền nói hắn không có khả năng làm chuyện này. Đường Kinh Luân nói, ta hoài nghi phía sau hắc thủ khả năng thật không phải Thiên Nhất, mà là có người lợi dụng chuyện này làm cục, hướng chúng ta tạo áp lực,
hoạn lộ đè thấp Trường Hưng giá cả. Đường Kinh Vĩ nói, người nói là Triệu Phi Dương cho chúng ta chơi một tay tự biên tự diễn khổ nhục kế. Đường Kinh Luân lắc đầu nói, Triệu Phi Dương khả năng cũng không rõ, tại đám người kia trong mắt, hắn chính là một con chó thôi, người này đặc điểm lớn nhất chính là quá đề cao bản thân. Triệu Phi Dương nhiều nhất là một cái vốn liếng người phát ngôn, bọn hắn chưa hề coi trọng Triệu Phi Dương, coi như Trường Hưng thay đổi cổ đông, cũng sẽ không thay đổi đối Triệu Phi Dương cách nhìn, lợi dụng hắn là bởi vì hắn có giá trị, nếu như không có giá trị, sẽ không chút do dự đá một cái bay ra ngoài. Bất quá bọn hắn quên, liền xem như chó cũng có bị cắn ngược lại một cái thời điểm. Đường Kinh Vĩ nói, xem ra ta muốn đi tìm Kiều Bí Thư. Trong miệng hắn Kiều Bí Thư chính là Kiều Viễn Giang. Hai anh em họ cùng Kiều Viễn Giang đều tính có chút giao tình, Kiều Viễn Giang trước mắt tại Bình Hải phụ trách tuyên truyền, bởi vì năng lực cá nhân nguyên nhân, tồn tại cảm cũng không mạnh. Đường Kinh Vĩ sở dĩ sinh ra đi tìm Kiều Viễn Giang suy nghĩ, là bởi vì Kiều Như Long, chỉ cần Kiều Viễn Giang nguyện ý nói chuyện, Kiều Như Long có lẽ sẽ thả nhi tử một ngựa. Đường Kinh Luân thấp giọng nói, đại ca, người xác định Kiều Viễn Giang sẽ giúp chuyện này. Đường Kinh Vĩ nói, ta cùng hắn nhận biết mấy thập niên. Tin tưởng hắn nhiều ít vẫn là sẽ cho ta một chút mặt mũi. Đường Kinh Luân nhẹ gật đầu, mặt mũi. Bọn hắn những thương nhân này mặt mũi đều là tiền chất đống, xuôi gió xuôi nước thời điểm, bằng hữu khắp thiên hạ, làm ngươi đi lưng chữ, tất cả mọi người đối ngươi cũng sẽ tránh không kịp, chẳng lẽ đại ca liền cái đạo lý đơn giản này cũng đều không hiểu. Đường Kinh Vĩ tự nhiên là hiểu được, hắn chỉ là không cam tâm cứ như vậy tướng vất vả có được Trường Hưng bệnh viện chắp tay nhường cho. Hắn tự hỏi tại Kiều Viễn Giang trước mặt còn chen mồm vào được, mà lại chuyện này hẳn là sẽ không để Kiều Viễn Giang khó xử, vì nhi tử bảo bối, chỉ có thể kiên trì đi cầu người. Đường Kinh Vĩ tới chơi có chút đột nhiên, Kiều Viễn Giang làm sơ suy nghĩ một chút, vẫn là đáp ứng trong nhà gặp hắn, dù sao Kiều Viễn Giang vẫn là nhớ tình bạn cũ. 9 giờ sáng, Đường Kinh Vĩ đi tới Kiều gia, hắn lần này tay không mà đến, Kiều Viễn Giang phong cách làm việc hắn là rõ ràng. Kiều Viễn Giang từ trước đến nay lấy thanh liêm tự cho mình là, từ không thu nhận người khác tài vật, hoạn lộ sắp đi đến cuối thời điểm, ở phương diện này càng phát ra cẩn thận. Kiều Viễn Giang mời Đường Kinh Vĩ trong thư phòng ngồi xuống. Đường Kinh Vĩ biết ngoại trừ vô cùng trọng yếu hội nghị, Kiều Viễn Giang rất ít đi trên cơ quan ban, Kiều Viễn Giang đã bỏ qua cơ hội tốt nhất, tuổi của hắn quyết định hắn chỉ có thể ở trước mắt vị trí bên trên dừng bước không tiến. Kiều Viễn Giang người này bản thân cũng không có bao nhiêu dã tâm. Nhiều năm thể chế kiếp sống để hắn đem mình thấy phi thường rõ ràng, năng lực của hắn chính là như thế, lưng tựa phụ thân cây to này, có được so những người khác cao hơn điểm xuất phát, nhưng không có làm ra ra dáng chiến tích. Kiều Viễn Giang thường nói mình có được tâm bình tĩnh, thích bình bình đạm đạm sinh hoạt, nhưng hắn tại trong mắt của phụ thân chính là không muốn phát triển, Kiều Viễn Giang cũng từng cố gắng qua, cái nào con trai không hy vọng đạt được phụ thân khẳng định, nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện, vô luận mình cố gắng thế nào. Đều không thể đạt được phụ thân hài lòng, bởi vì vì phụ thân sẽ bắt hắn cùng đệ đệ Kiều Viễn Sơn so sánh, cố gắng ở thiên phú trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Kiều Viễn Giang đã nhận mệnh, hắn từ bỏ cố gắng, từ bỏ truyền thừa gia tộc vinh quang sứ mệnh, kỳ thật sớm tại hơn 10 năm trước phụ thân liền từ bỏ hắn. Kiều Viễn Giang đối Đường Kinh Vĩ gần nhất gặp phải khốn cảnh có nghe thấy, hắn cùng Đường Kinh Vĩ nhận biết rất nhiều năm, giao tình không tệ, Đường Kinh Vĩ cũng giúp hắn làm qua một ít chuyện. Nhưng là Kiều Viễn Giang tại vấn đề nguyên tắc bên trên vẫn là phi thường thanh tịnh, hắn cũng không tiếp thụ qua Đường Kinh Vĩ hoặc là những người khác hối lộ. Giữa bằng hữu ăn cơm giải trí hẳn là không có vấn đề gì, cho dù có cũng là tốt chuyện mấy năm về trước, từ khi tấn thăng vô vọng về sau, Kiều Viễn Giang đã cách xa danh lợi trận. Kiều Viễn Giang vốn cho rằng Đường Kinh Vĩ là muốn cho mình hỗ trợ cùng trong tỉnh nói một chút nợ nần trọng tổ sự tình, hắn cũng nghĩ kỹ như thế nào trả lời, lực bất tòng tâm. Đây không phải hắn nghĩ từ chối, mà là thật sự là hắn không có cái này có thể lực, Hoa Niên tập đoàn lôi không nhỏ, không tại phạm vi chức quyền của hắn. Đường Kinh Vĩ đi vào về sau đi thẳng vào vấn đề tướng nhi tử ở kinh thành tao ngộ phiền phức nói một lần, bất quá cũng không có đề cập Trường Hưng bệnh viện cổ phần chuyển nhượng sự tình, hắn không muốn đem sự tình khiến cho quá phức tạp, mà lại nói ra sẽ chỉ làm Kiều Viễn Giang cảm thấy áp lực. Kiều Viễn Giang nghe hắn nói xong, trong lòng đã hiểu chuyện này là chất tử Kiều Như Long tại thôi động. Nếu như không phải Kiều Như Long cho cảnh sát tạo áp lực, bản án sẽ không phá đến nhanh như vậy. Hắn gặp qua Triệu Phi Dương, cũng rõ ràng Trường Hưng cùng Hoa Niên tập đoàn quan hệ trong đó, rõ ràng hơn Triệu Phi Dương là Kiều Như Long ân nhân cứu mạng. Triệu Phi Dương bị đánh, Kiều Như Long là ân nhân ra mặt cũng là nhân chi thường tình.
Đường Kinh Vĩ nói, Kiều bí thư, ta đứa con trai kia là bất tranh khí, nhưng hắn không có can đảm làm loại chuyện này, ta hỏi qua hắn, hắn là bị người thiết kế. Kiều Viễn Giang nói, đánh người người vì sao lại xác nhận hắn là kẻ chủ mưu phía sau đâu. Đường Kinh Vĩ nói, Kiều bí thư, ta không có chứng cứ gì, ta cũng không dám nói lung tung, chỉ là ta cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy, người có thể hay không giúp ta cùng Kiều Tổng nói một tiếng, chuyện này có thể hay không tận lực điệu thấp xử lý. Điệu thấp xử lý chính là chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có ý tứ, mặc dù Đường Kinh Vĩ không có nói rõ, nhưng Kiều Viễn Giang vẫn là nghe được ý tứ trong lời của hắn, chuyện lần này có thể là cái bẫy, là có người cố ý muốn nhằm vào hắn, Đường Thiên Nhất khả năng bị người thiết kế. Kiều Viễn Giang nói, ngươi là Trường Hưng bệnh viện lão bản, cũng chính là Triệu Phi Dương lão bản, ngươi cùng hắn nói thẳng không phải tốt hơn. Đường Kinh Vĩ cười khổ nói, nếu là hắn chịu nghe lời của ta, ta cũng không cần đến làm phiền ngài. Kiều bí thư, nếu như không phải là không có những biện pháp khác, ta cũng sẽ không hướng người mở miệng, Thiên Nhất là người nhìn xem lớn lên, người cũng không muốn hắn ngồi tù đúng hay không. Kiều Viễn Giang nói, vậy phải xem hắn có hay không phạm pháp. Đường Kinh Vĩ trong lòng thầm than, cùng những người này quả nhiên không có có tình có thể giảng, chính lo lắng Kiều Viễn Giang sẽ cự tuyệt thời điểm. Kiều Viễn Giang nói, như vậy đi, ta hỏi một chút cháu ta đến cùng tình huống như thế nào. Đường Kinh Vĩ bồi cười, vậy liền xin nhờ Kiều bí thư, ta cũng không chậm trễ ngài, ta cái này còn phải tiến đến kinh thành, trước tiên đem hắn bảo đảm ra lại nói. Kiều Viễn Giang chỉ là tượng trưng đứng người lên, cũng không có đưa ra cửa, Đường Kinh Vĩ sau khi đi, Kiều Viễn Giang bấm Kiều Như Long điện thoại. Ngoại trừ ngày lễ ngày Tết bình thường bọn hắn hai người rất ít liên hệ, Kiều Như Long nhìn thấy Kiều Viễn Giang điện thoại có chút kỳ quái, kết nối về sau nói, đại bá, người tìm ta có việc a? Kiều Viễn Giang ừ một tiếng, hắn đem Đường Thiên Nhất sự tình nói, bản muốn mở miệng để Kiều Như Long từ đó hòa giải một chút, nhưng Kiều Như Long không đợi hắn nói hết lời liền rất không có có lễ phép đánh gãy. Đại bá, chuyện này người liền chớ để ý. Người hành hung đều bắt được, chứng cứ vô cùng xác thực, không phải do hắn chống chế. Kiều Viễn Giang trong lòng có chút không vui, thở dài nói, Như Long a, chuyện này cùng ngươi cũng không có quan hệ gì nha, ngươi giúp Triệu Phi Dương ra mặt, đem Đường Thiên Nhất làm đi vào, chẳng phải là đắc tội Đường gia. Đường gia, ha ha, bọn hắn tính là gì? Vương tử phạm pháp đều cùng thứ dân cùng tội, thật cảm thấy có hai tiền liền có thể muốn làm gì thì làm. Xã hội tập tục đều là bị đám này ăn chơi thiếu gia làm hỏng, là thời điểm cho bọn hắn cái này loại người một chút dạy dỗ. Kiều Viễn Giang nói, Như Long, Đường Kinh Vĩ cùng ta biết rất nhiều năm, chúng ta quan hệ cũng không tệ lắm. Kiều Như Long nói, đại bá, thương nhân nào có bằng hữu chân chính a, cái này hẳn là không cần ta nói đi. Kiều Viễn Giang trong lòng càng khó chịu, Kiều Như Long rõ ràng không có đem chính mình cái này đại bá để vào mắt, giáo huấn ta sao? Hắn thấp giọng nói, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, nghĩ tại thể chế bên trong đi được lâu dài, cũng không cần nhẹ dễ gây thù hằn, nhất là vì người khác sự tình gây thù hằn. Kiều Như Long nói, đại bá ta nhớ kỹ, nhưng gia gia nói qua làm đại sự liền không cần cố kỵ quá nhiều, nếu như sợ đắc tội với người, chỉ sợ cũng sẽ không đi được lâu dài. Kiều Viễn Giang tức giận đã cúp điện thoại, hắn liền muốn khống chế không nổi cảm xúc trong đáy lòng, Kiều Như Long chẳng lẽ quên, phát sinh tai nạn xe cộ về sau. Kiều gia là ai cái thứ nhất chạy tới hiện trường, là ai tổ chức nghĩ cách cứu viện, là ai là hắn nghĩ trăm phương ngàn kế che giấu bê bối. Mình làm nhiều như vậy, chẳng những không có thu hoạch được hắn cảm ơn, thậm chí không có đổi về tôn trọng của hắn, tiểu tử này thật cảm thấy cánh cứng cáp rồi sao? Kiều Viễn Giang cho rằng là lão gia tử dung túng phương mới đưa đến Kiều Như Long hiện tại cuồng vọng, hắn trong thư phòng thong thả tới lui mấy bước, quyết định nhất định phải gõ một chút cái này không biết lễ phép chất tử. Bây giờ có thể để Kiều Như Long kiêng kỵ người cũng chỉ còn lại lão gia tử. Hứa Thuần Lương trước kia đi cảnh Phúc Đại Hạ, hắn vốn muốn tìm Hoàng Hữu Long suối quẩy, lại biết được Hoàng Hữu Long hôm qua liền bay trở về Seoul, xem ra Hoàng Hữu Long hẳn là cố ý tránh đi tối hôm qua mẫn cảm sự kiện, càng là như đây, càng có càng che càng lộ chi ngại. Hứa Thuần Lương rời đi cảnh Phúc Đại Hạ thời điểm, đối diện gặp tại phụ cận giám thị Lưu Hải Dư. Hứa Thuần Lương nhìn không được nói, lão Lưu, người có phải hay không theo dõi ta? Lưu Hải Dư đưa cho hắn một cái vừa mua thịt lừa hỏa thiêu, nhân lúc còn nóng ăn, ta chuyên môn mua cho ngươi. Hứa Thuần Lương nói, vô sự mà ân cần, người không có hạ độc a? Ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn là tiếp tới, hắn thật không có ăn điểm tâm đâu, coi như hạ độc đối với hắn cũng vô dụng.
Hứa Thuần Lương từng ngụm ăn thịt lừa hỏa thiêu. Lưu Hải Dư đốt một điếu thuốc, đứng ở bên cạnh hắn rút, Hứa Thuần Lương chỉ phía trước tiểu điếm, giúp ta mua bình đậu sữa, làm ăn có chút nghẹn đến hoảng. Lưu Hải Dư dở khóc dở cười, tiểu tử này ăn đến vẫn rất đầy đủ, còn là dựa theo phân phó của hắn cho hắn mua được đậu sữa. Hứa Thuần Lương cái này vừa ăn, Lưu Hải Dư một bên hướng hắn giải thích, thật không phải dám thị hắn, mục tiêu của hắn là Minh Đức Tập đoàn, bởi vì chiếc kia thiêu hủy ô tô là đăng ký tại Minh Đức Tập đoàn dưới cờ. Lưu Hải Dư nói, người suy nghĩ thêm một chút đề nghị của ta. Hứa Thuần Lương ăn xong thịt lừa hỏa thiêu, đem đậu uống sữa xong, lắc đầu nói, người này không thực tế, ta sợ người bán đứng ta. Lưu Hải Dư nói, ta là quan tâm nhân thân của người an toàn, thịt nướng cửa hàng bạo tạc án chính là nhằm vào ngươi. Hứa Thuần Lương nói, người tưởng tượng lực như thế phong phú tại sao không đi viết tiểu thuyết. Làm không tốt so người bây giờ dẫy đến nhiều. Lưu Hải Dư nói, người có biết hay không, thịt nướng cửa hàng hai người kia cũng mất tích. Hứa Thuần Lương đương nhiên biết, Sa Thế Hùng cùng Kim Tín Huệ mất tích chính là hắn một tay an bài, hắn giả ra hơi kinh ngạc dáng vẻ chuyện xảy ra khi nào. Hôm qua không còn rất tốt. Lưu Hải Dư một mặt nghiêm túc nói, người đừng việc không đáng lo, kế tiếp khả năng chính là ngươi. Hứa Thuần Lương nói, người nguyền rủa ta. Lưu Hải Dư nói, ta hoài nghi ngươi đắc tội cảnh ngoại phạm tội tập đoàn. Hứa Thuần Lương chỉ cảnh Phúc Đại Hạ, người không phải nghĩ bảo hộ ta nha, niêm phong Minh Đức tập đoàn, đem Hoàng Hữu Long đám kia hai bổng tử tất cả đều bắt lại từng cái thẩm, nhất định có thể tìm tới manh mối. Lưu Hải Dư nói, không có chứng cứ không thể làm như vậy, hiện tại trọng yếu nhất là tìm tới chứng cứ. Vậy ngươi đi tìm A, cùng ta ở chỗ này hao tổn thời gian nào? Ngươi có biết hay không Bạch Lan ở nơi nào? Hứa Thuần Lương khoát tay áo hướng trạm xe lửa đi đến. Ngươi ăn của ta uống ta, liền câu lời nói thật cũng không chịu nói. Nhìn qua Hứa Thuần Lương càng chạy càng xa bóng lưng, Lưu Hải Dư tức bực dậm chân, người cái lớn cặn bã nam. Hứa Thuần Lương ở trên tàu điện ngầm nhận được Phổ Kiến điện thoại, Phổ Kiến hỏi hắn hôm qua là không phải đi qua Độ Vân Tự, hắn nói cho Hứa Thuần Lương một cái phi thường tin tức ngoài ý muốn, Thông Huệ Hòa Thượng mất tích. Hứa Thuần Lương có chút kỳ quái, hôm qua hắn đi Độ Vân Tự thời điểm còn rõ ràng gặp được Thông Huệ. Làm sao lại mất tích đâu? Phổ Kiến là từ Cát Quang Minh nơi đó nghe nói, Cát Quang Minh nhận thầu sửa chữa Độ Vân Tự công trình, sáng sớm hôm nay Cát Quang Minh dẫn người đi Độ Vân Tự làm kết thúc công việc, nhưng đến nơi đó liền thấy Câm Niếc Hòa Thượng gấp đến độ cùng kiến bò trên chảo nóng, liền khoa tay múa chân mang viết, mới làm rõ ràng. Đêm qua Thông Huệ Hòa Thượng đã không thấy tăm hơi, Câm Niếc đợi một đêm không gặp hắn trở về, cái này tại quá khứ chưa hề phát sinh qua. Bởi vì Thông Huệ đi qua phạm qua bệnh điên, Câm Niếc lo lắng hắn bệnh cũ tái phát, sáng nay tại tuần bên cạnh núi rừng bên trong đều tìm khắp cả, cũng không tìm được Thông Huệ thân ảnh. Hiện tại Cát Quang Minh mang theo công nhân cũng giúp hắn đang tìm, nghe nói Hứa Thuần Lương cùng Diệp Thanh Nhã hôm qua đi qua, cho nên Cát Quang Minh liên hệ Phổ Kiến, nhìn xem Hứa Thuần Lương bên này là có phải có Thông Huệ tin tức. Hứa Thuần Lương hôm qua đã cảm thấy Thông Huệ trạng thái có chút kỳ quái, hiện tại quả nhiên phát sinh biến cố. Hồi tưởng lại, nên cùng linh tháp đổ sụp có quan hệ, bình gốm vỡ tan xuất hiện mấy thứ đồ, có lẽ chính là kia mấy thứ đồ vật tỉnh lại Thông Huệ ký ức. Phổ Kiến để Hứa Thuần Lương hỗ trợ hỏi thăm một chút, hắn cũng không phải quan tâm Thông Huệ, chủ yếu là tu sửa Độ Vân Tự số dư còn không có kết, dựa theo hắn cùng Mặc Hàm ước định ban đầu, hoàn thành về sau nhất định phải Thông Huệ Hòa Thượng thân bút ký chữ mới có thể đem số dư cho hắn kết, hiện tại sống làm xong, Thông Huệ Hòa Thượng chạy, hắn tìm ai ký tên đi. Hứa Thuần Lương suy nghĩ một chút, Thông Huệ Hòa Thượng theo lý thuyết sẽ không bệnh điên tái phát, khả năng nhất vẫn là khôi phục ký ức, nếu như hắn khôi phục ký ức như vậy rời đi Độ Vân Tự khả năng liền rất lớn. Hứa Thuần Lương vốn định cho Diệp Thanh Nhã gọi điện thoại nói cho nàng chuyện này, ngẩng đầu nhìn một chút đường xe lửa đường đồ, nhớ tới Diệp Thanh Nhã phòng làm việc liền tại phía trước trạm xe lửa miệng không xa, dứt khoát đi theo nàng ở trước mặt nói. Hứa Thuần Lương đi vào Diệp Thanh Nhã phòng làm việc. Nhấn vang chuông cửa về sau không ai mở cửa, lấy điện thoại cầm tay ra bấm điện thoại của nàng, đầu bên kia điện thoại truyền đến Diệp Thanh Nhã hữu khí vô lực thanh âm, P. Hứa Thuần Lương nghe nàng thanh âm khàn khàn, ân cần nói, Thanh Nhã tỷ, người thế nào? Ta bị cảm, tại làm việc trong phòng đâu? Hứa Thuần Lương nói, ta liền ở bên ngoài A. Diệp Thanh Nhã cái này mới nghe được tiếng chuông cửa, để hắn chờ một lát sau mới đến mở cửa. Diệp Thanh Nhã mặc dù lên dây cót tinh thần, còn có thể nhìn ra ủ rũ không phấn chấn. Nàng tối hôm qua đưa Hứa Thuần Lương ăn cơm,
bạn muốn về nhà, nhưng trên đường liền liên tiếp đánh mấy nhảy mũi, nghĩ đến khả năng bị cảm, vẫn là đừng về nhà, vạn nhất truyền nhiễm người nhà không tốt, thế là đi vào phòng làm việc ở một đêm, suy nghĩ tắm nước nóng, ăn vài miếng thuốc cảm mạo, ngủ một giấc có thể có chuyển biến tốt, nhưng nửa đêm lại đốt lên, vừa đo lượng nhiệt độ cơ thể cũng không cao, 37 độ 5, nhưng là cảm giác thân thể lạnh đến kịch liệt, rõ ràng là đại hạ trời, nàng đem điều hòa không khí đều quan. Trong phòng nhiệt độ đều đến 30 độ. Hứa Thuần Lương nhìn thấy Diệp Thanh Nhã tinh thần không phấn chấn, trước dìu nàng đi trên ghế salon tọa hạ nghỉ ngơi, sau đó cho nàng rót chén ấm nước sôi. Diệp Thanh Nhã nói, ngươi không cần phải để ý đến ta, ta đem thuốc uống rất nhanh liền tốt. Hứa Thuần Lương nhìn thoáng qua nàng thuốc, ngược lại là rất toàn, bất quá những này thuốc cảm mạo đều không được hiệu quả nhanh chóng tác dụng. Hứa Thuần Lương nói, Thanh Nhã tỷ, không bằng ta giúp ngươi trị liệu một chút. Diệp Thanh Nhã hữu khí vô lực nói, làm sao chữa a? Cảm mạo không phải liền là ăn những thuốc này. Nàng nói vừa ho khan, khoát tay áo, ra hiệu Hứa Thuần Lương cách mình xa một chút, không muốn lây cho hắn. Diệp Thanh Nhã mặc dù không phải bác sĩ, nhưng từ nhỏ đến lớn không biết được bao nhiêu lần cảm mạo, rõ ràng chỉ cần được cảm mạo không có 3 năm ngày không có khả năng hoàn toàn chuyển tốt. Hứa Thuần Lương nói, trị liệu cảm mạo đầu tiên phải hiểu rõ ngươi đến chính là loại kia, sau đó mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Cảm mạo bình thường là chỉ cảm thụ gió tà hoặc lưu hành một thời virus đưa tới phổi vệ công năng mất cân đối, xuất hiện nghẹt mũi, lưu nước mắt, nhảy mũi, đau đầu, ác hàn phát nhiệt, toàn thân không thoải mái một loại ngoại cảm tật bệnh. Chủ yếu nguyên nhân bệnh là ngoại tà ảnh hưởng phổi vệ công năng mất cân đối, tạo thành dạ dày biểu bất hòa, phổi mất tuyên túc, chỗ dĩ dĩ giải biểu đạt tà, tuyên thông phổi khí, chiếu cố kiêm chứng là trị liệu nguyên tắc. Trung y giảng cứu biện chứng luận trị, lại đem cảm mạo chia nhỏ là gió lạnh cảm mạo, gió nóng cảm mạo, nóng ẩm ướt cảm mạo, hư người ngoại cảm các loại nhiều loại phân hình, nếu như không biết rõ phân hình liền lung tung uống thuốc không những đối bệnh tình không có chỗ tốt ngược lại sẽ tăng thêm chứng bệnh. Diệp Thanh Nhã nghe hắn trò chuyện đạo lý rõ ràng, nhưng nàng hiện tại đầu mê man, hít vào một hơi, hiện tại có chút nghẹt mũi, liền hô hấp đều cảm giác phí sức, Thuần Lương, vậy ngươi nói ta là loại nào cảm mạo? Hứa Thuần Lương nói, người bởi vì hôm qua khí hậu đột biến, gặp mưa bị cảm lạnh, quá độ mệt nhọc, dẫn đến sức chống cự hạ xuống, nhận phong hàn chi tà xâm nhập đưa tới, người nên là phong hàn cảm mạo, muốn lấy tân ấm giải biểu, tuyên phổi tán lạnh phương pháp đến trị liệu. Phong hàn cảm mạo người bệnh bình thường sẽ xuất hiện ác hàn nặng, phát nhiệt nhẹ, nghẹt mũi, lưu thanh nước mắt, nhảy mũi, miệng làm, ho khan, khục bạch đàm các loại triệu chứng, Diệp Thanh Nhã biểu hiện ra triệu chứng đều tương xứng. Hứa Thuần Lương cầm lấy trên bàn trà ngân vỉnh lên giải độc hoàn cùng chống bệnh độc khẩu phục dịch, hai thứ này đều là trị liệu gió nóng cảm mạo bình thường là lấy tân lạnh giải biểu, tuyên phổi thanh nhiệt là pháp. Diệp Thanh Nhã nói, may mắn người đến, không phải ta liền thuốc đều ăn sai. Nàng uống xong nước sau, có chút đổ mồ hôi, trơn bóng trên trán chảy ra tinh mịn mồ hôi. Hứa Thuần Lương đưa tay sờ sờ trán của nàng, Diệp Thanh Nhã biết hắn là vì chính mình xem bệnh. Cũng không có hướng hắn có gì khác ý nghĩ, người tại sinh bệnh thời điểm tình cảm đều sẽ trở nên có chút yếu ớt, cũng đều hy vọng có người quan tâm. Vừa vặn Hứa Thuần Lương xuất hiện vào lúc này. Hứa Thuần Lương nói, có phải hay không có chút đau đầu, trong lòng bàn tay cùng lòng bàn tay phát nhiệt, nhưng là thân thể rét run. Diệp Thanh Nhã nhẹ gật đầu. Hứa Thuần Lương để nàng lè lưỡi nhìn một chút bựa lưỡi, lại hỏi, người có phải hay không tiểu tiện phát hoàng. Diệp Thanh Nhã gương mặt xinh đẹp liền đỏ lên. Xấu tiểu tử, lời gì đều có thể hỏi cửa ra vào. Hứa Thuần Lương nói, Thanh Nhã tỷ, ngươi không cần cảm giác đến không có ý tứ, ngươi coi ta là bác sĩ, đừng coi ta là huynh đệ, ta nhưng cam đoan với ngươi, ta đối với ngươi là một điểm lệch ra tâm tà niệm đều không có. Diệp Thanh Nhã tâm nói không có mới là lạ, hôm qua ngươi chi lăng thành cái dạng kia ta đều gặp được, rủ xuống lông mi đen dài, thẹn thùng ừ một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, quái ai, hắn làm sao biết đến như thế rõ ràng. Hứa Thuần Lương nói, ngươi chẳng những là phong hàn cảm mạo còn hỗn hợp âm hư cảm mạo. Diệp Thanh Nhã nói, âm hư cảm mạo, nàng chưa từng nghe nói qua, dù sao không phải nàng chuyên nghiệp phạm trù. Hứa Thuần Lương nói, ngươi cũng có thể hiểu thành tại phong hàn cảm mạo trên cơ sở lại xuất hiện âm hư triệu chứng. Diệp Thanh Nhã nói, ta chính là một cái cảm vật, nghe ngươi kiểu nói này ta thế nào cảm giác mình cùng mắc phải tuyệt chứng giống như. Hứa Thuần Lương nói, không nghiêm trọng như vậy. Chủ yếu vẫn là bởi vì ngươi thể chất yếu nhược, âm hư cảm mạo có thể dùng tư âm giải biểu dược vật đến trị liệu.
Diệp Thanh Nhã rút ra một chương xoa xoa cái mũi, ồm ồm nói, rất lớn phu, làm phiền ngươi mở cho ta một chương lương phương, để cho ta mau sớm khỏe đi, cái này cảm mạo quá khó tiếp thu rồi, ta liền hô hấp đều phải miệng mở rộng. Hứa Thuần Lương cười nói, uống thuốc quá chậm, ngươi nghĩ mau sớm khỏe cần dùng đặc hiệu thuốc. Diệp Thanh Nhã nói, tốt, ngươi nói với ta thuốc gì đặc biệt, ta lập tức đi mua. Hứa Thuần Lương nói, xa tận chân trời. Diệp Thanh Nhã đỏ mặt đến cổ rễ, giận trách, tiểu tử ngươi lại nói hưu nói vượn, ta liền không để ý tới ngươi, khụ khụ khụ. Kỳ thật trong lòng không có chút nào sinh khí. Hứa Thuần Lương nói, ta nói thật, ta có thể giúp ngươi dùng khí công trị liệu. Diệp Thanh Nhã nháy nháy mắt, Hứa Thuần Lương từng có dùng khí công trợ giúp ra ra trị liệu não tật kinh lịch, bất quá lần kia Hứa Thuần Lương mệt mỏi thổ huyết, nàng đến bây giờ còn ký ức vẫn còn mới mẻ, nàng lắc đầu nói, vẫn là đừng, ta chính là cái cảm vặt, không cần thiết để ngươi mạo hiểm phát công. Hứa Thuần Lương cười nói, Thanh Nhã tỷ, ngươi cũng biết là cảm vặt, lần trước cho ra ra chữa bệnh, hắn vấn đề lớn hơn một chút, ta tiêu hao nội tức tương đối muốn bao nhiêu, đối ngươi a, ta căn bản không phải hao phí quá lớn khí lực. Diệp Thanh Nhã nháy nháy mắt, thật,